Quan thần, hạ tưởng. Tập 71. Mã Hán cũng không bừa bãi đến mức cả đời hư danh, cũng luyện qua mấy năm, cho rằng có thể đánh lại đối phương vài chiêu, vừa giơ tay lên để đỡ quả đấm của đối phương, liền cảm thấy ngực rất đau, cúi đầu nhìn, một quả đấm rất rắn chắc mà in vào ngực hắn. Quá nhanh, Mã Hán chỉ kịp nghĩ một ý niệm trong đầu, một cơn đau dữ dội lan ra, hai mắt chớp chớp, vật xuống hôn mê. Mấy người chính là quân đặc chủng do Tiêu Ngũ dẫn đầu, vẫn luôn làm việc ở bất động sản Giang Sơn, cũng coi như Tiêu Ngũ là lực lượng bảo an của Hạ Tưởng được bồi dưỡng ngầm. Tối hôm qua đã đến thành phố Lang, dựa theo sự phân phó của Hạ Tưởng, luôn ẩn trong bóng tối, để chờ Hạ Tưởng kêu gọi mới hiện thân đúng lúc. Thực ra tối hôm qua sau khi Hạ Tưởng ổn định xong cho Tiêu Ngũ, cũng không ngờ Nga Ni Trần hôm nay sẽ tỏ rõ uy lực với hắn. Tuy nhiên hôm nay sau khi xảy ra xung đột ở khách sạn, khi hắn đang nghĩ để Tiêu Ngũ vào giải vây, không may đúng lúc Vương Sắc Phi tới, đã khiến Tiêu Ngũ đợi lúc lâu, quan sát một chút thế rằng có giữa hai nhân vật thần bí lớn của thành phố Lang, kết quả vẫn là thế lực ở một phương diện nào đó của Vương Sắc Phi không bằng Nga Ni Trần. Nếu đối phương hung hăng đến bước như thế này, Hạ Tưởng hôm nay đã quyết định lập uy, thứ nhất diệt oai phong của Nga Ni Trần, thứ hai vừa khéo cũng để Vương Sắc Phi nhìn thấy mặt khắc nghiệt vô tình của hắn. Trong sự hợp tác sau này, cũng tốt để tuân thủ một vạch giới mà ai cũng không thể vượt qua. Bên Tiêu Ngũ tất cả có 4 người, vừa ra tay, cả mấy người đều không nói một lời, quyết đoán và nhanh chóng mà ra tay, một đoàn là chúng, sau mấy phút ngắn ngủi, mấy người bên Mã Hán, toàn bộ đều ngã rạp xuống đất, không ai thoát khỏi. Hạ Tưởng nhìn Tiêu Ngũ một cái, cũng không nói gì, hướng Vương Sắc Phi gật đầu, kéo Tống Nhất Phàm ra ngoài. Bởi vì hắn đã nghe ở bên ngoài có tiếng còi xe cảnh sát. Mở cửa ra, bên ngoài người tập trung đông nghịt, đều vây xem chuyện xảy ra hôm nay. Sau khi mấy chiếc xe cảnh sát đến hiện trường, từ trên xe một người bước xuống, khiến Hạ Tưởng khẽ giật mình, không ngờ là Lộ Hồng Chiêm đến. Thể diện của Nga Ni Trần quả thực không nhỏ, kinh động đến cả ủy viên thường vụ thành ủy, cục trưởng công an đích thân ra mặt, sự náo nhiệt hôm nay, có cái đáng xem rồi. Lộ Hồng Chiêm thấy Hạ Tưởng bình yên vô sự mà đứng ở cửa khách sạn, trong lòng không biết là vui hay buồn, vội tiến lên trước. Phó thị trưởng Hạ, cậu không sao chứ? Xin lỗi vì đến muộn một bước, tôi nghe nói có người gây sự, còn đụng phải cậu, nên vội vàng tới đây. Hạ Tưởng không tiếp lời Lộ Hồng Chiêm, bắt đầu là một câu. Chủ nhiệm Lộ, hiện trạng trị an của thành phố Lang rất đáng lo ngại, có người giữa ban ngày ban mặt, dám hành hung đánh người. Còn dám ra tay với cả phó thị trưởng thường vụ, bọn họ coi trời bằng vung, hay là cảnh sát thành phố Lang đều bất tài cả. Hạ Tưởng dùng một gậy đánh vào cả vùng lớn, sắc mặt Lộ Hồng Chiêm liền có chút khó coi. Phó thị trưởng Hạ, tình hình của thành phố Lang khá là đặc biệt, có nhân tố khách quan ở các phương diện chế ước, có thời gian tôi sẽ giải thích tỉ mỉ một chút với cậu. Không cần đâu. Hạ Tưởng xua tay, đột nhiên giọng nói cao hơn hẳn. Cao giọng nói với những người đứng xem xung quanh. Thưa bà con, thành phố Lang là thành phố Lang của nhân dân thành phố Lang, không phải là thành phố Lang của một số thế lực đen nào đó. Ai làm cho nhân dân thành phố Lang không được an bình, tôi sẽ khiến người đó phải chịu cảnh như vậy. Lời của Hạ Tưởng vừa rơi xuống, từ bên trong khách sạn vọng ra một tiếng kêu thảm thiết. Tiếng kêu vừa vang, người có mặt đều nghe rõ mồn một, hiển nhiên là tiếng kêu của người đang bị rất đau. Lộ Hồng Chiêm sắc mặt căng thẳng. Phó thị trưởng Hạ, xin cho phép tôi đưa người vào giữ gìn trật tự. Hạ Tưởng đứng ở cửa, không nhường một bước, Lộ Hồng Chiêm và đám cảnh sát đằng sau, ai cũng không dám đẩy Hạ Tưởng ra, hơn nữa bộ dáng của Hạ Tưởng, rõ ràng là tư thái không cho mọi người tiến vào. Hạ Tưởng không tiếp lời của Lộ Hồng Chiêm, tiếp tục lớn tiếng nói. Ở đây, tôi xin bảo đảm với bà con. Thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố Lang sẽ trích ra nguồn tài chính riêng dùng để đánh dẹp thế lực đen, hơn nữa còn bồi dưỡng một đội ngũ công an nhanh trí giỏi giang, luôn luôn bảo vệ sự an toàn của người dân thành phố Lang, trả lại bầu trời xanh cho thành phố Lang. Bên trong, lại vọng ra tiếng kêu rất thảm. Lộ Hồng Chiêm xem như đã rõ rồi, Hạ Tưởng chính là mượn cớ trước mặt mọi người đánh vào thể diện của Nga Ni Trần. Ngay trước mặt mọi người, công khai tuyên chiến với thế lực đen. Và để cho người của mình làm đau người của Nga Ni Trần ở bên trong, hiển nhiên là làm cho gã không chịu nổi, cảnh cáo với Nga Ni Trần, đồng thời trong lời nói còn có ám thị, là đang nói với gã, bí thư thường vụ nắm trong tay quyền lớn về phê duyệt tài chính,
Cho dù gã là chủ nhiệm Ủy ban Chính trị Pháp luật kiêm Cục trưởng Công an, nhưng xin chớ quên, kinh phí của Cục Công an đều do Ủy ban Nhân dân thành phố chi cấp. Cục trưởng Lộ, tố chất của Công an Cảnh sát thành phố Lang có chỗ cần phải nâng cao, tốc độ ra quân và năng lực làm việc của đội ngũ cảnh sát công an cũng vậy. Tôi sẽ đề nghị lên Sở Công an tỉnh, để cho các cán bộ có liên quan của Cục Công an lên Sở Công an tỉnh tiếp thu đào tạo. Hạ Tường bất chợt dừng lại, tiếng kêu thảm lại vọng ra từ bên trong, phối hợp cùng với giọng nói của Hạ Tường, quả thực là áo tiên không vết may, là lời chú giải hoàn mỹ. Lộ Hồng Chiêm cũng nổi giận. Phó thị trưởng Hạ, nếu bên trong có người đang có hình phạt riêng, tôi sẽ theo lẽ công bằng mà chấp hành pháp luật. Mấy tay cảnh sát vừa thấy Lộ Hồng Chiêm nổi giận, liền chen vào bên trong. Hạ Tường đứng im, nhìn thẳng vào hai mắt Lộ Hồng Chiêm. Cục trưởng Lộ, thế lực đen của thành phố Lang hung hăng như vậy, không chỉ ngang nhiên uy hiếp phó thị trưởng thường trực của Ủy ban Nhân dân thành phố, còn dám trước mặt tôi bắt cóc em gái tôi đang muốn hỏi ông, thành phố Lang có còn là thành phố Lang của nhân dân thành phố Lang nữa hay không? Hệ thống công an phóng túng cho thế lực đen làm sằng làm bậy bao nhiêu năm rồi, thứ các ông lấy là tiền lương của người dân, trong tay có súng, mũ đội trên đầu có quốc huy, nhưng các ông để tay lên ngực tự hỏi mình, trong ngực có chính khí hay không? Trên đầu có trời xanh hay không? Hắn bước lên trước một bước, Lộ Hồng Chiêm lùi lại một bước, hoàn toàn bị dũng khí của hắn ngăn chặn. Các ông thân là công an, cảnh sát, còn có trách nhiệm hay không, có biết cái gì là vinh nhục hay không, cái gì là lòng dân hay không, cái gì là chính nghĩa hay không? Nếu các ông đều theo lẽ công bằng chấp hành pháp luật, hôm nay, sẽ không có chuyện thiếu chút nữa con gái của Phó Chủ tịch tỉnh Tống bị bắt cóc. Lời của Hạ Tưởng vừa nói xong, tiếng kêu bên trong càng thảm thiết hơn, vang khắp cả khu, giống như tiếng vang của hồi chuông cảnh báo, vang vọng trong tim của mỗi người, kéo dài không thôi, khiến người ta không rét mà run. Đến cả Lộ Hồng Chiêm thân là công an kỳ cựu, cũng bị sự trấn tĩnh và quả quyết của Hạ Tưởng, làm cho khiếp sợ tại chỗ. Không biết thế nào, trong lòng không khơi nổi một chút lực phản kháng, chỉ cảm thấy trước mặt Hạ Tưởng, chột dạ và đầu óc lạnh toát, không ngờ lại có ý niệm lùi bước ở trong đầu. Ai dám cưỡi lên đầu dân chúng tác oai tác quái, kẻ đó sẽ rơi vào cuộc sống không thể tự lo liệu được. Câu cuối cùng của Hạ Tưởng, rất có khí phách, vừa nói cho Lộ Hồng Chiêm nghe, cũng là trịnh trọng báo cho Nga Ni Trần, chuyện đã đến mức quá đáng, cẩn thận nửa đời còn lại cuộc sống không thể tự lo liệu được. Đám người vây xem xung quanh bộc phát ra tràng pháo tay nhiệt liệt, không ít người lên tiếng khen ngợi, âm thanh hoan hô ủng hộ vang cả một vùng. Lộ Hồng Chiêm vẻ mặt đỏ bừng, hôm nay xem như gặp hạn, bị Hạ Tưởng chặn ở ngoài cửa, tiếng kêu thảm ở bên trong rõ ràng là cho Nga Ni Trần một bạt tai, nhưng lời nói của Hạ Tưởng lại từng câu mà đánh vào mặt gã, là không hài lòng với sự nghiêm trọng trong công việc của gã. Tuy nói ra Hạ Tưởng chẳng qua chỉ là phó thị trưởng thường trực, còn chỉ huy không nổi gã, nhưng Hạ Tưởng thật sự muốn kẹp cổ của Cục Công an trên vấn đề chi ngân sách, cũng có thể khiến gã khó chịu. Còn nữa, Lộ Hồng Chiêm đột nhiên tỉnh ngộ, cái gì, con gái của Phó Chủ tịch tỉnh Tống? Chuyện gì đây, tại sao lại liên quan đến cả Phó Chủ tịch Tống? Phó Chủ tịch tỉnh Tống cũng là Phó Chủ tịch thường trực tỉnh, chức cao vọng trọng, là một vị có phân lượng rất nặng trong tỉnh ủy, hơn nữa còn là người nối nghiệp chức Chủ tịch tỉnh nhiệm kỳ sau, làm sao lại đắc tội với con gái của Phó Chủ tịch tỉnh Tống chứ? Còn một điểm khiến Lộ Hồng Chiêm toát hết mồ hôi đó là, quan hệ giữa Phó Chủ tịch Tống và Giám đốc Sở Công an tỉnh không tồi. Bởi vì tính đặc biệt trong hệ thống công an, gã muốn thăng bậc, không chỉ cần tỉnh ủy nghiên cứu, ý kiến của Sở Công an tỉnh cũng rất quan trọng, nếu đắc tội với Phó Chủ tịch tỉnh Tống, hậu quả rất nghiêm trọng. Lộ Hồng Chiêm cũng không thèm chú ý đến thể diện của Nga Ni Trần, vội hỏi. Phó thị trưởng Hạ, cậu vừa mới nói, con gái của Chủ tịch tỉnh Tống cũng ở đây sao? Đến cả bản thân Lộ Hồng Chiêm cũng không ý thức được. Cách xưng hô của gã đối với Hạ Tưởng đã chuyển từ cậu sang anh, bất chi bất giác, đã hoàn thành một lần chuyển biến tâm lý. Hạ Tưởng khẽ gật đầu. Đúng thế, thiên kim của Phó Chủ tịch tỉnh Tống từ thủ đô tới thăm tôi mời cô ấy đến ăn cơm, không ngờ cớ người không có mắt, không chỉ muốn tôi phải bẽ mặt, còn muốn động tay động chân tới thiên kim của Phó Chủ tịch tỉnh Tống. Phó Chủ tịch tỉnh Tống nếu như biết được, sẽ có hậu quả như thế nào, trong lòng ông biết rõ. Nói xong, Hạ Tưởng giơ tay đẩy cửa ra. Tôi còn có việc, chuyện còn lại phải giao cho chủ nhiệm Lộ rồi, hy vọng chủ nhiệm Lộ có thể nhớ kỹ lời nói của chính mình, theo lẽ công bằng chấp hành pháp luật.
Hạ Tưởng và Tống Nhất Phàm lên xe nghênh ngang mà đi, đám người Tiêu Ngũ và Vương Sắc Phi đã sớm êm đềm mà đi từ cửa sau của khách sạn, không cho Lộ Hồng Chiêm cơ hội hỏi chuyện. Lộ Hồng Chiêm vào bên trong khách sạn nhìn, chỉ thấy 7-8 người nằm la liệt dưới đất, tên nào tay chân cũng bị gãy, thật sự là nửa đời còn lại cuộc sống không thể tự lo liệu được. Đám cảnh sát vào cùng Lộ Hồng Chiêm thấy thế, đều hít phải luồng khí lạnh, tàn nhẫn, rất tàn nhẫn, trận này Nga Ni Trần đã thiệt hại nặng, mấy tay chủ lực của gã đều bị làm cho tàn phế, thù này kết lớn rồi. Tuy nhiên vừa nghĩ tới thái độ cứng rắn của Hạ Tưởng, tất cả mọi người đều lần lượt đoán phản ứng tiếp theo của Nga Ni Trần, cũng không biết là Nga Ni Trần trộm gà không thành ngược lại còn hao binh tổn tướng, sẽ còn thay đổi phương pháp mà trả thù Hạ Tưởng hay không. Nếu giữa Hạ Tưởng và Nga Ni Trần lần nữa xảy ra xung đột, khi Hạ Tưởng cần điều động lực lượng cảnh sát, cục trưởng Lộ sẽ lựa chọn như thế nào? Thành phố Lang, bởi một chuyện đánh nhau tưởng chừng như đơn giản dẫn phát ra phản ứng dây chuyền, có khả năng sẽ có một trận động đất rất lớn xảy ra. Trên đường trở về, Vương Sắc Phi và Hạ Tưởng đã gặp nhau, cô có chút áy náy có chút xấu hổ, càng có chút nghĩ đến mà sợ. Không ngờ Hạ Tưởng dưới vẻ mặt hào hoa phong nhã, cũng có sự khắc nghiệt tuyệt tình như vậy, ra đòn không chút nương tay, hoàn toàn làm tàn phế mấy thuộc hạ của Nga Ni Trần, khiến bọn họ về sau chỉ có thể sống qua ngày ở trên giường, đừng nói là lại hại người nữa, đến cả đi vệ sinh cũng cần người dìu. Cũng là sự báo ứng đáng đời của chúng, bọn chúng làm lính hầu của Nga Ni Trần, trong quá trình giải phóng mặt bằng, làm đội giải phóng bạo lực, hại biết bao người nhà tan cửa nát. Trong đó Vương Triều và Triệu Hổ còn bị bắt vì cưỡng hiếp phụ nữ, sau cùng được thả vì chứng cứ không đầy đủ, nếu những phụ nữ bị cưỡng hiếp tinh thần chịu đả kích, bây giờ đã thành kẻ điên. Lại càng không cần nhắc đến bọn chúng đã hại quá nhiều con gái nhà tử tế và không tử tế ở những nơi ăn chơi như phòng khiêu vũ, vi vi, Lộ Hồng Chiêm không dám trừng trị bọn chúng, thừa lúc bọn chúng chán sống, chủ động đụng vào trong tay Hạ Tưởng, Hạ Tưởng lấy bạo chống bạo, cũng xem như là vì dân mà trừ hại. Vương Sắc Phi hiểu biết thêm một chút về Hạ Tưởng, cảm thấy ở đằng sau nụ cười tưởng như bình thản của hắn, cũng có dòng nhiệt huyết căm ghét kẻ xấu việc xấu như kẻ thù. Sau khi Hạ Tưởng tạm biệt Vương Sắc Phi, thì gặp Tiêu Ngũ, dặn dò Tiêu Ngũ mấy câu, mấy người Tiêu Ngũ lên xe rời đi. Sau đó Hạ Tưởng vẻ mặt mang ý cười hỏi Tống Nhất Phàm. Tiểu Phàm, em có lễ phục không? Tống Nhất Phàm đã tỉnh lại từ chuyện vừa rồi, sớm đã lấy lại bản tính hồn nhiên, trong mắt cô. Chỉ cần có Hạ Tưởng bảo vệ cô, chỉ cần Hạ Tưởng ra mặt, chuyện lớn như trời đều có thể giải quyết, thì cô là người hạnh phúc nhất an toàn nhất trên đời này, cái gì cũng không phải lo lắng càng không phải bận tâm. Không có lễ phục, em là học sinh, không có trường hợp cần phải mặc lễ phục. Tống Nhất Phàm không biết Hạ Tưởng có dụng ý gì. Đi, tới cửa hiệu tìm mua một bộ lễ phục đẹp, buổi tối sẽ đi cùng anh tham gia một tiệc trà xã giao. Nguyên tắc của Hạ Tưởng là... Nếu đối thủ ép lên đến cửa, hắn cần thiết phải cho một phản kích tất yếu, nếu không sẽ khiến đối thủ sinh ra ảo giác hắn là kẻ yếu đuối dễ bắt nạt. Tối hôm nay là tiệc trà xã giao thỏa thuận, hắn đánh người của Nga Ni Trần, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc tham dự tiệc trà xã giao của hắn. Hơn nữa hắn còn muốn cho Nga Ni Trần một niềm vui bất ngờ, mang theo thiên kim của Phó Chủ tịch tỉnh cùng tham dự. Tống Nhất Phàm không quan tâm Hạ Tưởng đưa cô đi đâu, Hạ Tưởng nói cái gì thì là cái đó. Dù sao cô ở cùng Hạ Tưởng, cái gì cũng không cần nghĩ, chỉ cần vui là được. Tin tức Hạ Tưởng đã làm tàn phế mấy tay tướng tài của Nga Ni Trần, đầu tiên đã lan tới thành ủy thành phố Lang và đến tai Nga Ni Trần. Sau khi Ngả Thành Văn nhận điện thoại, sửng sốt hồi lâu, chỉ nói hai từ. Đáng đời! Khi Cổ Hướng Quốc biết được tin, là lúc đang cùng Đồ Quân thảo luận vấn đề khu đại học, bởi vì Đồ Quân năm ngoái cũng đã từng qua tay phê duyệt khu đại học. Cổ Hướng Quốc liền nhắc nhở Đồ Quân, tay chân sạch sẽ một chút, nếu đã giao cho Hạ Tưởng, thì đừng lưu lại một lỗ hổng nào. Ngộ nhớ bị Hạ Tưởng điều tra ra cái gì, cũng bằng với việc vạch áo cho người xem lưng. Biết được xung đột kịch liệt đầu tiên giữa Hạ Tưởng và Nga Ni Trần, sau khi lấy sự thảm bại của Nga Ni Trần mà kết thúc, Cổ Hướng Quốc lỡ tay đánh rơi cốc nước, Đồ Quân cũng kinh ngạc mà mở to đôi môi đỏ tươi được tô son rất đậm, rất lâu mới khép lại. Nga Ni Trần thất bại rồi sao? Hạ Tưởng giành được toàn thắng, làm sao có thể? Cái gì, còn dính dáng đến cả thiên kim của Phó Chủ tịch tỉnh Tống sao? Cái gì với cái gì, loạn hết lên rồi. Cổ Hướng Quốc đập bàn đứng dậy. Càn quấy, Hạ Tưởng quấy rối quá rồi. Sau khi các ủy viên thường vụ thành ủy khác nghe được, đều khiếp sợ không hiểu,
không biết nguyên do. Càng có ý vị sâu xa nhất là tin tức đã đúng lúc lan tới tai của Thủy Căn đang nhàn rỗi ở nhà. Thủy Căn đang tỉa tót một gốc cây hoa hải đường lớn nhưng không tươi tốt. Sau khi ông nghe được tin tức, lỡ tay làm rơi chiếc kéo suýt nữa đâm vào chân cũng không biết gì. Hạ Tưởng, rốt cuộc vẫn còn trẻ. Người trẻ tuổi, kiềm chế, cẩn thận mới có thể đi được lâu dài. Nga Ni Trần, cậu không thể trêu nổi. Nga Ni Trần đang thưởng trà cùng hoa nhà vàng, bạc, sau khi nhận một cuộc điện thoại, giương tay ném vỡ chiếc ấm trà quý trong tay, giận dữ nói. Rác rưởi, một lũ rác rưởi, đáng đời bị tàn phế. Sau đó lại cảm thấy không nên thất thố trước mặt con gái, lại miễn cưỡng cười, nói. Không sao, chút phiền phức, đã qua rồi. Hoa nhài vàng, bạc đã nghe được gì đó, hoa nhài bạc vặn cổ, vẻ mặt nghi vấn. Chị à, chị nói Hạ Tưởng còn đến tiệc trà xã giao không? Hoa nhài vàng không có chủ ý. Chắc là không đến, đã xé rách mặt rồi. Hoa nhài bạc lại kiên định mà lắc lắc đầu, trong ánh mắt hiện lên một tia sáng. Với sự hiểu biết của em về anh ta khẳng định sẽ đến, hơn nữa còn làm một việc khiến chúng ta phải kinh ngạc. Nga Ni Trần không dám tin mà nhìn hoa nhài bạc, bởi vì ông ta lần đầu tiên nghe được hoa nhài bạc phân tích vấn đề có được kết luận, là điểm thống nhất kinh người trong cách nhìn của gã. Gã trầm ngâm một lúc. Chuẩn bị tốt một chút, buổi tối trịnh trọng nghênh tiếp phó thị trưởng Hạ đại giá. Chương 801, nội tuyến, trực diện đánh vào mặt. Khi Hạ Tưởng đưa Tống Nhất Phàm đi mua lễ phục, đã nhận được điện thoại của Lý Tài Nguyên. Lý Tài Nguyên một là quan tâm đến sự an nguy thân thể của Hạ Tưởng, hai là báo cáo với hắn một chút tiến triển của sự việc. Trên cơ bản, hiệu suất làm việc của Lý Tài Nguyên cũng khiến Hạ Tưởng hài lòng. Đồng thời, tuy cách cư xử của Thang Hóa Lai không ngay ngắn như Lý Tài Nguyên, nhưng cũng có chỗ đáng tiếp thu, trong giai đoạn hiện nay, cũng là một trong những cánh tay đắc lực của hắn. Lý Tài Nguyên xem như hoàn toàn lĩnh hội được ý đồ của hắn, đem sự việc bố trí rất chu đáo chặt chẽ. Cũng không phải rất gấp, hôm nay là thứ bảy, có thể trong vòng cuối tuần tìm kiếm cơ hội thích hợp để dẫn nổ là được rồi. Cuối tuần, phỏng chừng sẽ là tranh luận về kỹ thuật biến đổi gen, sắp có một kết quả được đưa ra. Nga Ni Trần nóng lòng đến không thể chờ được mà ra tay, chính là muốn ép hắn vào khuôn khổ mà thôi. Chuyện hôm nay, quả thực đã khiến Hạ Tưởng nổi giận thực sự, điểm mấu chốt của hắn là, vấn đề nguyên tắc không thể đàm phán, phụ nữ không thể ức hiếp, nhất là người phụ nữ bên cạnh hắn, đừng nói là chạm vào, chính là những lời nói thô tục, cũng đã chạm vào cái vảy ngược rồng có vảy ngược, động vào tất nổi giận của hắn. Cái giá mà thuộc hạ của Nga Ni Trần phải trả, nhưng Nga Ni Trần thì chưa. Hạ Tưởng hôm nay sẽ lại cho Nga Ni Trần một bài giáo huấn, để gã có thể nhớ lâu. Điều Hạ Tưởng không thể ngờ là, khi hắn đang chuẩn bị đến nội các lầu tham dự tiệc trà, Ngả Thành Văn và Cổ Hướng Quốc thay phiên nhau gọi điện cho hắn. Điện thoại của Ngả Thành Văn, nửa là quan tâm, nửa là trách cứ, tỏ vẻ an ủi với việc hắn bị người khác ức hiếp, công bố nhất định sẽ điều tra chân tướng sự thật, cho hắn một sự giải thích. Đồng thời với việc hắn và thiên kim của Phó Chủ tịch tỉnh Tống đi cùng nhau không cho cảnh sát bảo vệ, khéo léo mà biểu thị sự phê bình, và yêu cầu hắn cần phải bảo đảm an toàn cho thiên kim của Phó Chủ tịch tỉnh, nếu không thành ủy sẽ hỏi chuyện hắn. Ngả Thành Văn làm đủ thái độ, Hạ Tưởng hiểu ý của ông ta là bí thư thành ủy, là nhân vật số một của thành phố Lang, phó thị trưởng thường trực ở thành phố Lang có thể bị uy hiếp đến thân thể, truyền ra ngoài, người mất mặt là ông ta cần phải bày rõ thái độ. Có đủ năng lực bảo vệ tốt vấn đề trị an hay không là một chuyện, văn chương kiểu cách ở mặt ngoài cần làm đủ, nếu không chính là không làm tròn bổn phận của một bí thư thành ủy. Ngữ khí của Cổ Hướng Quốc lại vô cùng nghiêm khắc, tuy đầu tiên cũng tỏ vẻ an ủi với sự bị uy hiếp thân thể của Hạ Tưởng, tuy nhiên sau đó vừa chuyển đề tài, liền chỉ trích Hạ Tưởng không nên ở trước mặt mọi người phát biểu lời nói không thích đáng, dễ dàng dẫn sai đường làm cho quần chúng mất niềm tin với cơ quan công quan, cũng khiến cho thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố mất đi sức công tín. Thị trưởng Cổ, tôi lại muốn hỏi ông một câu, là mặt trái của việc tôi ở trước mặt mọi người nói mấy câu có ảnh hưởng lớn, hay là một phó thị trưởng thường trực bị người ta giáp mặt uy hiếp thân thể trong khách sạn có ảnh hưởng lớn? Lời hay dễ nói, việc thật khó làm. Hạ Tưởng tuy khẩu khí xem như cung kính, trên thực tế hắn có thái độ rất không hài lòng với Cổ Hướng Quốc. Hiện trạng của thành phố Lang trong lòng bất kỳ ai cũng biết rõ, nếu không nói thật vài lời ở trước mặt dân chúng sẽ không biết gì hết. Đừng cho rằng dân chúng dễ lừa gạt,
Trên thực tế trong mắt họ, chúng ta mới là đem đầu vùi vào trong cát giả bộ câm điếc, nhưng lại không biết đã lộ ra cái mông đà điểu xấu xí. Cổ Hướng Quốc bị sự so sánh của Hạ Tưởng làm cho tức giận. Cậu là phó thị trưởng thường trực, đại biểu cho hình tượng của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố, về sau khi nói năng ở bên ngoài, phải nghĩ kỹ lập trường rồi mới nói, luôn luôn phải khắc ghi một điều, cậu thay đảng nói chuyện, hay là thay dân chúng nói chuyện. Hạ Tưởng cười. Thị trưởng Cổ, ý của ông là, giữa đảng và dân chúng là quan hệ đối lập sao? Cậu, Cổ Hướng Quốc bị Hạ Tưởng tóm được lỗ hổng trong lời nói, thoáng cái đã bị nghẹn lại, nếu lời nói của ông ta truyền tới tai của lãnh đạo tỉnh ủy, một đảng và dân chúng là cái mũ quan hệ đối lập bị gỡ xuống, sẽ cho kết luận đảng tính của ông ta không thể qua cửa không chừng, chính là chuyện lớn trên chính trị. Ông ta muốn cúp máy, lại cảm thấy quá thất lễ, nghĩ lúc lâu mới nói ra một câu. Dự án khu đại học đã xảy ra tranh cãi, có công nhân ở đây chỉ công nhân xuất thân là lao động ở nông thôn ra thành phố làm ăn, nhảy lầu tự tử đòi lương, cậu thân là phó thị trưởng thường trực chủ quản, thời điểm thích hợp thì ra mặt giải quyết một chút. Quả nhiên là đùn việc cho hắn rồi. Nói hay, giải quyết phiền hà luôn là thủ đoạn sở trường nhất của hắn, so với một số quan liêu sợ nhất là giao tiếp với công nhân, giữa hắn và công nhân lại có một sự gần gũi tự nhiên. Một dự án khu đại học lại muốn kéo chết hắn sao? Nghĩ cũng không cần nghĩ, đừng quên, hắn xuất thân từ kiến trúc, biết được mặt sau của từng hạng mục, đều có một loạt những thao tác trong thùng tối không thấy ánh sáng. Rất xin lỗi, hắn tiếp tay dự án khu đại học, cũng có ý phải tìm hiểu nguồn gốc từ giữa. Được, tôi sẽ tỉ mỉ chú ý đến tranh cãi của khu đại học, tuy nhiên, tôi còn có một vấn đề. Hạ Tưởng dường như thành tâm mà tra thuốc mắt cho Cổ Hướng Quốc. Phó thị trưởng thường trực ra ngoài ăn cơm cũng bị người ta uy hiếp thân thể, liệu có khiến người dân thành phố sản sinh nguy cơ tín nhiệm đối với việc trị an của thành phố Lang hay không, chính là chính quyền cũng không chống nổi thế lực đen rồi. Tôi kiến nghị thành ủy về vấn đề trị an của thành phố Lang, đặc biệt tổ chức hội nghị thường vụ để tiến hành nghiên cứu. Cổ Hướng Quốc biết rõ Hạ Tưởng đang chọc giận ông ta, nhưng lại không có cách nào để lảng tránh vấn đề này. Vấn đề này quả thực phải nghiên cứu kỹ một chút. Trong lòng lại nói, không phải chưa từng nghiên cứu qua, mà là xuất phát từ nhiều nguyên nhân, biết có căn nguyên tồn tại, nhưng không ai dám đụng vào Nga Ni Trần. Nghĩ đến Nga Ni Trần, Cổ Hướng Quốc trong lòng lại nghĩ, chả trách con người đã sớm cảnh cáo ông ta, Hạ Tưởng về mặt ngoài thì hào hoa phong nhã, nhưng khi thực sự phát tác, cũng có mặt khắc nghiệt vô tình, ban đầu ông ta còn không tin, bởi vì trong mắt ông ta, Hạ Tưởng căn bản chỉ là một người trẻ tuổi ôn hòa. Mềm mại, nhìn không ra cái mặt có thủ đoạn, cũng nhìn không ra sự cứng rắn, mạnh mẽ. Lúc này thời gian chưa đến một tháng, thủ đoạn và sự mạnh mẽ của Hạ Tưởng đã cho ông ta có những hiểu biết ban đầu. Không ngờ Hạ Tưởng dám lấy cứng trọi cứng với Nga Ni Trần, thành phố Lang từ sau khi Nga Ni Trần nổi lên, chưa có một người dám so chiêu trực diện với Nga Ni Trần, ông ta không, Ngả Thành Văn cũng không, Hạ Tưởng là người đầu tiên không hổ thẹn với điều đó. Tuy nhiên nghĩ đến thế lực khổng lồ và lòng lang dạ sói của Nga Ni Trần, đối với sự va chạm giữa Nga Ni Trần và Hạ Tưởng, Cổ Hướng Quốc cũng có chút không xem trọng Hạ Tưởng. Thế lực bên ngoài khó đè nổi bọn ác ôn địa phương, Hạ Tưởng ở thành phố Yến có nền móng thâm hậu, nhưng ở thành phố Lang, Nga Ni Trần đã kinh doanh nhiều năm, đâu đâu cũng là người của gã, Hạ Tưởng làm sao có thể đấu với gã chứ? Cứ chờ tới khi Hạ Tưởng cúi đầu nhận thua, xem hắn có mặt mày ủ ê hay không là được rồi. Đối với sự suy đoán của Cổ Hướng Quốc, Hạ Tưởng cũng không biết, cái hắn biết là, khi hắn cùng Tống Nhất Phàm trang điểm lộng lẫy xuất hiện ở nội các lầu, Hoa Nhài Vàng Gia nghênh đón rõ ràng đã ngây ra, trong mắt hiện lên một sự bất đắc dĩ. Quả thật là bất đắc dĩ, thực là Hoa Nhài Bạc đã nói đúng, Hạ Tưởng đến thì đã đến, nhưng thực sự đã mang theo niềm vui bất ngờ hắn mang theo bạn gái cùng tham dự tiệc trà, hàm nghĩa là, muốn dùng mỹ nhân kế với hắn, thật mơ tưởng. Vì cô bé bên cạnh hắn quả thực là cô bé, tuy bộ lễ phục đã mang lại cho thân thể cô nhiều vẻ thướt tha, hơn nữa đường cong lộ rõ, hoàn mỹ kiêu sa, tuy nhiên khuôn mặt cô lại trong sáng xinh đẹp, nhưng nét trẻ con vẫn chưa thoát hết, nhất là ánh mắt trong veo của cô, vừa nhìn đã biết là một thiếu nữ hồn nhiên còn chưa vướng bụi đời cái đẹp của Tống Nhất Phàm giống như cây tuyết liên, khiến Hoa Nhài Vàng rất ngưỡng mộ, không khỏi tự chủ trong lòng thầm so sánh giữa mình và Tống Nhất Phàm ưu điểm của ai. Nhiều hơn. Điều Hoa Nhài Vàng để ý là cô bé bên cạnh Hạ Tưởng,
còn ánh mắt của Nga Ni Trần lại chú ý đến bốn thanh niên đi giày da mặc Âu phục ở phía sau Hạ Tường. Bốn người, đều đang còn trẻ, nhưng vẻ mặt ai cũng sơ xác điêu tàn, ánh mắt khắc nghiệt mà lạnh thấu xương, khiến Nga Ni Trần vừa nhìn là có thể nhận ra xuất thân của đối phương. Trong lòng nặng xuống, Hạ Tường lấy sự bề trên của phó thị trưởng, dẫn theo bốn vệ sĩ đi dự tiệc, là đến để trực diện khiêu khích hay sao đây? Nội các lầu nằm trong ngõ nhỏ dân sinh ở phía nam thành phố Lang, vị trí hơi lệch, bốn xung quanh cảnh vật yên tĩnh, quả thật thích hợp để uống trà xã giao. Quán trà nội các lầu có phong cách trang hoàng đặc biệt, mang nồng hơi thở phục cổ, như là khu nhà ở của các quan lớn thời cổ đại. Nga Ni Trần cùng hai cô con gái ra cửa nghênh đón, xem như cho Hạ Tường đủ thể diện. Hạ Tường bắt tay với Nga Ni Trần, vẻ tươi cười trên mặt gần gũi và ôn hòa. Chủ tịch Trần, tôi xin giới thiệu một chút, Tống Nhất Phàm, em gái của tôi. Em gái, không nghe nói Hạ Tường có em gái. Nga Ni Trần thầm quan sát Tống Nhất Phàm một lượt, hôm nay tin đồn có liên quan đến việc Hạ Tường đi ăn cơm bị người ta quấy rầy, bây giờ đã lan ra khắp phố lớn ngõ nhỏ, gã đương nhiên trong lòng cũng biết rõ. Tuy nhiên lần gặp đầu tiên, vẫn có chút không tin cô gái xinh đẹp như thế lại có thể là con gái của Tống Chiêu Độ. Tướng mạo của Tống Chiêu Độ, Nga Ni Trần đương nhiên biết rõ, không như cái tướng mạo đường đường của gã, làm sao có thể sinh ra một thiên kim không thua kém gì hoa nhài vàng, bạc như thế chứ. Sau đó tỉnh lại, Nga Ni Trần mới tự giễu mà cười, trong lòng thầm mắng mình thật là không phân được trường hợp mà so sánh con gái mình với con gái người khác ai ưu tú hơn, thật là hồ đồ. Nếu Hạ Tưởng không giới thiệu Tống Nhất Phàm là thiên kim của Tống Chiêu Độ, gã cũng sẽ không nói toạc ra, mà chỉ là biểu thị hoan nghênh, khen Tống Nhất Phàm vài câu. Tống Nhất Phàm tuy vẻ bề ngoài tự nhiên thoải mái, nhưng trong xương tủy của cô vẫn là một cô bé, từ cái nhìn đầu tiên thấy hoa nhài vàng liền vô cùng kinh ngạc, đợi đến khi nhìn thấy hoa nhài bạc, liền giật mình mà thốt lên. Anh Hạ, anh cũng thật là lợi hại, từ đâu mà quen được hai chị em nhà hoa vậy? Giống nhau quá! Và rất xinh đẹp, thật là kỳ tích, ông Trần, ông thật là hạnh phúc. Nếu những lời nói trên coi như ứng phó tình cảnh, khiến người ta nghe những lời khá là thoải mái, thì tiếp theo cô lại nói một câu, khiến người ta không biết nên khóc hay cười. Nếu ai lấy được một trong hai cô, ngộ nhỡ ôm nhầm thì phải làm sao? Một câu nói làm cho hoa nhài vàng đỏ mặt, nhưng cô quả thực lại thích vẻ trong sáng và vui vẻ của Tống Nhất Phàm, tiến lên trước kéo lấy tay Tống Nhất Phàm, nhỏ giọng nói. Xuyệt, em gái, chị nói với em một bí mật, em đừng nói cho người khác nhé. Kỳ thực giữa chị và em gái chỉ có một đặc thù có thể phân biệt, người bình thường không biết đâu. Hạ Tưởng và Nga Ni Trần gặp mặt, một chút cũng không có biểu hiện của những kẻ thù gặp nhau, hai người hòa khí mà bắt tay, nhiệt tình cười nói, dường như chuyện xảy ra sớm nay, người uy hiếp Hạ Tưởng không phải là người của Nga Ni Trần, còn người bị uy hiếp không phải là Hạ Tưởng, để cho người biết được nội tình ở bên cạnh thầm cảm thán. Chính khách và thương nhân như nhau, đều là diễn viên trời sinh. Hai người nhìn có vẻ chuyện trò vui vẻ, nói không chừng trong lòng đều vô cùng căm hận đối phương, mong muốn đá một cú về đối phương. Theo sau, Hạ Tưởng giới thiệu với Nga Ni Trần bốn người cùng đến với mình. Chủ tịch Trần, tôi xin giới thiệu mấy người bạn, họ là các nhà đầu tư đến từ thành phố Yến, bởi vì họ có một số hạng mục đầu tư có thể có khả năng hợp tác cùng chủ tịch Trần, tôi cũng chưa chào hỏi qua ông. Nên tự chủ trương đưa họ đến đây, chủ tịch Trần chắc sẽ không chào đón họ chứ. Không chào đón cũng đã đến rồi, Nga Ni Trần có thể nói gì được. Đương nhiên cách làm mà Hạ Tưởng ban đầu không chào hỏi, không phải là lý do khiến gã bị đè nén buồn bực, mà là gã nhìn ra từ trong ánh mắt phẫn nộ của những thuộc hạ đi bên cạnh, bốn người trước mặt, chính là bốn người hạ độc thủ làm đau Tứ Tiểu Long. Hay cho một Hạ Tưởng, đến dự tiệc, còn tra thuốc mắt cho gã. Quả thực rõ ràng là sự khiêu khích lộ liễu, là tuyên cáo với toàn thành phố Lang, Hạ Tưởng đã đưa người đến cửa đánh vào mặt rồi. Giữa trưa thu dọn thủ hạ của ông, buổi tối đưa người đến địa bàn của ông uống trà, thế nào, không mời uống trà là không nể mặt phó thị trưởng Hạ, mời uống trà, thì giống như cúi đầu nhận sai vậy, Hạ Tưởng, thật có bài, căn bản chính là cố ý khiến gã khó chịu đây mà. Nhưng Nga Ni Trần lại nhất thiết phải chịu đựng, chuyện trên trường xã giao không thể giảng hòa. Là gã không biết làm người. Hơn nữa hôm nay gã lâm thời đã thay đổi chủ ý, đem tiệc trà chỉ mời khoảng vài người như ban đầu rất nhanh mở rộng thành tiệc trà mời đến vài chục người, chính là để phòng tránh Hạ Tưởng trả thù công nhiên. Không ngờ, Hạ Tưởng đến với màn trong bông giấu kim, khiến cho ông ta há miệng mắc quai,
thật đúng là cơm ăn phải thuốc đắng, có khổ mà không nói ra được. Nga Ni Trần tức giận đến sôi máu, cho dù gã căm hận bọn tứ tiểu long không biết làm việc, một việc uy hiếp cũng làm thành hành hung gây thương tích, bọn chúng bị tàn phế cũng là đáng đời. Nhưng mắng thì mắng, dù sao cũng là thuộc hạ của gã, cho dù không thành ra cái gì, cũng phải đích thân ra tay xử lý mới được, đánh chó cũng phải nhìn mặt chủ, nếu không nhìn mặt chủ, chính là đối phương chuẩn bị đánh cả chó lẫn chủ. Hạ Tưởng tìm đến cửa, vẻ bình tĩnh tinh thần nhàn hạ, bên cạnh có người đẹp làm bạn, ý là, mỹ nhân kế vô hiệu đối với hắn. Lại có bốn người đi cùng, hàm nghĩa là muốn đánh, thì bất cứ lúc nào cũng có thể hầu tiếp. Hay, hay, hay cho một Hạ Tưởng hai tay tóm, hai tay đều phải rắn. Nga Ni Trần trong lòng rỉ máu, nhưng trên mặt lại ra bộ cười. Hoan nghênh, rất hoan nghênh, khách của phó thị trưởng Hạ, chính là khách quý của tôi, mời, mời vào trong. Một hàng mấy người đi vào trong quán trà, trong quán rất nhiều bạn bè và khách khứa đã ngồi kín. Hạ Tưởng bên phải có Tống Nhất Phàm khoác tay, dung nhan xinh đẹp, bên trái có Hoa Nhài Vàng mang ý cười làm bạn, như chim sa cá lặn, lại thêm cái vẻ trẻ trung tuấn lãng của bản thân hắn. Đằng sau lại có bốn người vẻ mặt lạnh lùng đi theo, vừa xuất hiện, liền làm kinh động tất cả mọi người. Người không quen biết đều thì thào, hắn là ai, lai lịch thế nào, là thiếu gia nhà ai. Thật đúng là tiền hô hậu ủng, cảnh tượng vô biên, khiến người ta ngưỡng mộ. Không ngờ đợi đến khi Nga Ni Trần giới thiệu lại là. Các vị, vị này là ủy viên thường vụ tân nhiệm của thành phố Lang, phó thị trưởng thường trực Hạ Tưởng. Lời vừa nói xong. Hiện trường liền vang lên tiếng ghế xê dịch ồn ào, không ít người đứng dậy, biểu thị cung kính. Cái gì, hắn chính là phó thị trưởng Hạ, trẻ như thế anh Tuấn như thế lại, như thế, nhiều người không thể nào hình dung được sự khiếp sợ của mình, nhìn thấy nhiều hình tượng quan viên nghiêm túc, hoặc là bụng phưỡn ra, hoặc là hói đầu cong lưng, đây là lần đầu tiên thấy một quan viên vừa trẻ lại anh Tuấn như Hạ Tưởng, mấu chốt vẫn là, bên cạnh hắn người đẹp vây quanh, bốn người phía sau dường như là vệ sĩ. Ở đâu có phó thị trưởng thường trực mang phong cách này? Đương nhiên, điều càng làm cho những người biết chuyện kinh động đó là, chẳng phải vừa mới lúc trưa giữa phó thị trưởng Hạ và Nga Ni Trần có xung đột, nghe nói phó thị trưởng Hạ làm tàn phế người của Nga Ni Trần, bây giờ phó thị trưởng Hạ lại trở thành khách chính của Nga Ni Trần, rốt cuộc là chuyện gì đây? Lại nhìn vào tư thế của mấy người đằng sau Hạ Tưởng, người thông minh đều biết rõ là chuyện gì, phó thị trưởng Hạ vô cùng oai phong đến dự tiệc. Là cố ý tìm lại cảnh tượng. Hay, có trò hay để xem, ở thành phố Lang bao năm, vẫn là lần đầu tiên thấy một người sau khi bị Nga Ni Trần uy hiếp đã dẫn người đến cửa, nhất là Hạ Tưởng còn là một phó thị trưởng thường trực, đủ kiên cường, đủ dũng mãnh. Phó thị trưởng thường trực muốn công khai khiêu chiến với trưởng ban tổ chức cán bộ ngầm, có trò hay để xem rồi, ai sẽ cười được đến cuối cùng đây? Nga Ni Trần giới thiệu xong, hiện trường lại rộ lên một tràng pháo tay như sấm rền. Đổi thành từ trước, mọi người có mặt đều là những người có vai có vế ở thành phố Lang, Hạ Tưởng cho dù là phó thị trưởng thường trực, mọi người nhiều nhất trên trường xã giao cũng ý tứ một chút, đứng dậy vỗ tay, xem như cho đủ thể diện, bởi vì thành phố Lang ai ai cũng biết, một ủy viên thường vụ thành ủy vẫn chưa có năng lượng lớn như Nga Ni Trần. Nhưng chàng pháo tay hôm nay nhiệt tình mà kéo dài mãi, không ít người mang ánh mắt nhiệt liệt, là bởi vì sự hiện thân của Hạ Tưởng hôm nay. Là một hiện tượng quái lạ phá vỡ thành phố Lang, là cán bộ chính quyền đầu tiên dám trực diện khiêu chiến Nga Ni Trần. Không ít người trong đám người này đối với sự hống hách nhiều năm của Nga Ni Trần ở thành phố Lang, rất không hài lòng, tuy nhiên dám giận mà không dám nói. Hành động của Hạ Tưởng hôm nay, khiến cho tất cả mọi người đều lâm vào chấn động, đều âm thầm đoán rằng, chẳng lẽ thành phố Lang thật có biến đổi lớn. Hạ Tưởng chắp tay hướng mọi người tỏ ý, còn nhiệt tình mà bắt tay với một số người. Hắn hiển nhiên biết rõ những người có mặt ở đây là nhân vật có ảnh hưởng trong giới công thương của thành phố Lang, phỏng chừng không ít còn là thủ hạ của Nga Ni Trần, có thể đoàn kết thì đoàn kết, có thể lôi kéo thì lôi kéo, cũng là một trong chủ ý mà hắn đến đây hôm nay. Một mục đích khác mà hôm nay đến dự tiệc, chính là trực diện mà cho Nga Ni Trần một cảnh cáo. Sau đó ai ngồi vào vị trí người ấy, và do Nga Ni Trần nói lời khai mạc. Tính chất của tiệc trà gần giống như tiệc rượu. Tất cả mọi người đều ngồi trong đại sảnh. Chỗ ngồi của Hạ Tưởng được Nga Ni Trần sắp xếp ở chỗ trung tâm nhất, hắn ngồi đầu tiên, bên phải là Tống Nhất Phàm, bên trái là Hoa Nhài Vàng và Hoa Nhài Bạc, đám người Tiêu Ngũ ngồi phía sau, không rời Hạ Tưởng một tấc nào.
Lời khai mạc của Nga Ni Trần không có ý gì mới, đơn giản là hoan nghênh mọi người đến tham dự, về sau nội các lầu sắp trở thành quán trà hạng sang nhất thành phố Lang, những lá trà tốt nhất quý nhất, cùng với những lá trà quý hiếm nhất trên thị trường, chỉ có một mình nội các lầu mới có, sau cùng theo thông lệ mà nói một vài lời may mắn, tiếp theo lại nghiêm chỉnh trịnh trọng mà cảm ơn phó thị trưởng Hạ trăm công nghìn việc đã đến tham dự tiệc trà. Vi vi, không ít người mới lấy lại ý vị. Cẩn thận suy nghĩ một chút, tiệc trà hôm nay quả thực là có chút kỳ quái, bên chính quyền chỉ mời mình Hạ Tường, các ủy viên thường vụ thành ủy có quan hệ mật thiết với Nga Ni Trần khác, dù một cũng không có ai đến. Đúng rồi, tiệc trà hôm nay là đặc biệt chuẩn bị cho Hạ Tường, cho dù là bữa tiệc hồng môn, hay là tiệc tạ tội kính trà xin lỗi người khác, tối hôm nay, có hy vọng trở thành cột hướng gió rất lớn của thành phố Lang, ai thắng ai thua, có khả năng sẽ có ảnh hưởng sâu xa đến thế cục của thành phố Lang. Lòng người khác nhau, không ngừng suy đoán, sau đó, theo lời mời của Nga Ni Trần, Hạ Tưởng lên sân khấu phát biểu. Tôi vừa mới đến thành phố Lang, đối với thành phố Lang có ba ấn tượng xấu sắc nhất. Hạ Tưởng vẻ mặt mỉm cười, thái độ vô cùng bình thản, đứng trên sân khấu, quả thực phong độ ung dung. Điểm thứ nhất, biển số xe của thành phố Lang, trên 70% là dấp phép thủ đô, người không biết, còn cho rằng thành phố Lang là vùng ngoại thành của thủ đô. Câu này vừa nói ra, không ít người biến đổi sắc mặt, thân là ủy viên thường vụ thành ủy, phó thị trưởng thường trực nói ra lời như vậy, tuyệt đối là chỉ vấn đề chính trị tiềm ẩn. Quả nhiên, Hạ Tưởng vừa nói ra câu thứ hai, liền khiến tất cả mọi người đều kinh hãi. Chương 802, bàn tay khéo léo, bố cục chu đáo chặt chẽ. Thành phố Lang nối liền Bắc Kinh Thiên Tân, thân ở thành phố Yến, là ưu thế, nhưng cũng là thế yếu. Dễ khiến người ta đứng núi này trông núi nọ, càng có người thân tuy ở phe đối lập, nhưng trong lòng lại nghĩ mình thuộc về nơi ban đầu, hoặc là tự chủ có hậu đài là thủ đô, không xem thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố ra gì, thậm chí coi khinh cả tỉnh ủy. Lúc này tôi muốn nhấn mạnh một câu, Trung Quốc không có đất cho bọn xã hội đen. Thế lực đen có thể ngang ngược một thời, nhưng tuyệt đối không thể ngang ngược một đời. Một cái tát khá vang dội. Nga Ni Trần đứng bên cạnh Hạ Tưởng. Sắc mặt hơi biến đổi, trong ánh mắt lóe lên sự tức giận không thể kiềm chế được. Gã vốn cho rằng Hạ Tưởng chịu đến, cho dù có ý khiêu chiến, trên địa bàn của gã, cũng ít nhiều nể mặt gã hơn nữa người ở thành phố Lang không nể mặt gã. Bây giờ vẫn chưa có, không ngờ Hạ Tưởng trước mặt mọi người đánh vào mặt, thẳng thừng mà đánh vào thế lực đen, mà gã còn ở bên cạnh mang vẻ mặt tươi cười, chẳng khác rũi mặt ra, chủ động để Hạ Tưởng đánh đến kêu bôm bốp. Hơn nữa còn trước mặt công chúng. Đau, quá đau. Mất mặt, quá mất mặt. Nga Ni Trần vô cùng tức giận, nhưng cục diện hôm nay là do chính gã tạo thành, có khổ không nói nên lời. Cho dù mọi người trong lòng đều biết rõ hôm nay Hạ Tưởng gặp phải chuyện bị tập kích gã là bàn tay đen phía sau màn, nhưng tất cả mọi người đều giả vờ không biết, gã càng không công khai thừa nhận. Hạ Tưởng chính là nắm lấy điểm yếu gã không dám công khai thừa nhận, mượn tiệc trà mà gã tổ chức, công khai tuyên chiến với thế lực đen của thành phố Lang. Cũng bằng với việc tuyên chiến với gã ngay trên địa bàn của gã, hắn dựa vào cái gì? Hắn dựa vào sự đơn phương độc mã của hắn để muốn mở ra bầu trời xanh ở thành phố Lang sao? Hắn dựa vào bốn người bên cạnh hắn để muốn đánh bại thế lực ngầm cành lá đan sen khó gỡ mà gã đã ở thành phố Lang kinh doanh nhiều năm sao? Nói lời tàn nhẫn thì dễ, làm được việc tàn nhẫn thì lại khó. Nga Ni Trần kiềm nén lửa giận, cố gắng duy trì vẻ mặt bình tĩnh mà nhìn Hạ Tưởng đang đĩnh đạc nói. Trong lòng lại nghĩ, không đến mấy ngày nữa, cậu sẽ gặp một lực cản rất lớn ở thành ủy, còn có dự án khu đại học cũng sẽ khiến cậu nhếch nhác khốn khổ. Phó thị trưởng Hạ Tưởng, đừng cho rằng làm tàn phế mấy người của tôi thì cậu đã thắng lợi, cuộc đọ sức giữa chúng ta, chỉ mới bắt đầu thôi. Nếu không phải Nga Ni Trần ép bức quá đáng, nếu hôm nay Tống Nhất Phàm không phải chịu ấm ức, Hạ Tưởng cũng không ở nơi công khai mà tuyên chiến với Nga Ni Trần, nhưng hôm nay cho dù là Nga Ni Trần bó buộc thủ hạ không nghiêm, hay là thủ hạ của gã thấy gái đẹp mà có ý đồ đen tối, tự chủ trương làm ô nhục Tống Nhất Phàm, đều khiến hắn giận không thể át, quyết định mạnh tay mà chấn chỉnh Nga Ni Trần một chút. Nếu làm tàn phế mấy thủ hạ của gã, thù đã kết, mâu thuẫn đã công khai hóa, trốn tránh không phải là phong cách của Hạ Tưởng. Cho dù tính cách của hắn phần lớn thiên về trong bông giấu kim, nhưng có lúc cũng phải vô cùng tức giận, mới có sức kinh ngạc. Điểm thứ ba, cũng là điểm mà tôi lĩnh hội sâu sắc nhất. Ngữ khí của Hạ Tưởng bỗng nhiên trở nên thoải mái hơn, hài hước nói.
Tô vô cùng ngưỡng mộ Chủ tịch Trần, ông ấy quả thực là người đàn ông hạnh phúc nhất trên thế giới. Người khác muốn có một thiên kim đến cầu còn không được, ông lại có đến hai thiên kim như hoa như ngọc. Đều nói không đi thủ đô không biết quan là nhỏ, không đến thâm quyến không biết tiền ít, tôi lại muốn thêm một câu, không gặp hoa nhài vàng, bạc, không biết kết hôn quá sớm. Ha ha! Tất cả mọi người đều cười vang lên, để làm sự đáp lại nhiệt tình đối với Hạ Tường. Nga Ni Trần ở bên cạnh cũng cười hớn hở, nhẹ nhàng vỗ tay, giống như là niềm vui ngập lòng. Kỳ thật trong lòng lại có một trận cười lạnh, hơn cả khâm phục với thủ đoạn mây mưa thất thường của Hạ Tường, cũng có chút không cho là đúng. Nếu Hạ Tường thật dám đụng vào con gái của gã, thì gã ta sẽ liều mạng cá chết lưới rách, cũng phải khiến Hạ Tường giải thích ở thành phố Lang. Mọi người đều cho rằng Hạ Tường phát biểu đã xong, không ngờ Hạ Tường đợi mọi người cười xong, giơ tay chỉ xuống dưới sân khấu. Hôm nay tôi xin trịnh trọng giới thiệu vài người bạn đến từ thành phố Yến. Ánh mắt mọi người đều nhìn theo hướng tay Hạ Tưởng chỉ mấy người Tiêu Ngũ đứng lên, hướng mọi người gật đầu chào hỏi, lần lượt lên trước sân khấu, theo quy củ mà đứng bên cạnh Hạ Tưởng. Nga Ni Trần có lửa mà không bốc ra được, trong lòng cực kỳ phiền muộn. Vốn sự tính toán như ý của gã hôm nay là buổi trưa đe dọa Hạ Tưởng, buổi tối lôi kéo Hạ Tưởng, dưới sự thúc đẩy khéo léo của gã, sau khi Hạ Tưởng đã quá căng thẳng, lại nhận được sự tiếp đãi long trọng của gã, khẳng định sẽ ngoan ngoãn mà đi vào khuôn khổ. Không ngờ rằng, buổi trưa Hạ Tưởng không chỉ đã làm tàn phế người của gã, buổi tối ở tiệc trà lại từ khách làm chủ, khiến gã chỉ cảm thấy trong lồng ngực vô cùng buồn bực, cho dù trong lòng vẫn coi nhẹ Hạ Tưởng, nhưng lại không thể không khâm phục con người Hạ Tưởng, thủ đoạn ùn, làm cho người ta khó lòng phòng bị. Cơ hội khó có được, Hạ Tưởng sẽ không dễ bỏ qua, cũng không thèm để ý tới sự bất mãn trong mắt Nga Ni Trần, vẫn lần lượt giới thiệu. Vị này là Tiêu Ngũ. Tổng Giám đốc Bất Động Sản Giang Sơn thành phố Yến. Vị này là Trung Sơn, Tổng Giám đốc Công ty Giải trí Giang Sơn thành phố Yến. Vị này là Kha Lâm, Tổng Giám đốc Công ty Kỹ thuật Nông nghiệp Giang Sơn thành phố Yến. Vị này là Mao Tắc Thiên, Tổng Giám đốc Công ty Khoa học Thương mại Giang Sơn thành phố Yến. Mấy vị khách quý ở thành phố Yến đến thành phố Lang, chuẩn bị đầu tư khai phá và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, giải trí, bất động sản của thành phố Lang cùng với các ngành sản xuất dầu mỏ, thuốc lá, tổng vốn đầu tư không dưới 1 tỷ. Lời này vừa nói ra, như một quả bom hạng nặng, trực tiếp nổ khiến cho mọi người ngơ ngác nhìn nhau, á khẩu không nói được. Giờ phút này mọi người mới hiểu được, những lời nặng nề mà Hạ Tưởng vừa nói khi nãy, có thể không chỉ là nói mà thôi, mà là đao thật súng thật, với phương hướng đầu tư như trên của mấy người, toàn là các ngành sản xuất mà Nga Ni Trần có liên quan đến, không cần nói cũng biết, chính là tranh đoạt việc làm ăn. Sự đầu tư lớn với 1 tỷ, tuy không thấm vào đâu so với sản nghiệp lớn của Nga Ni Trần, hơn nữa dồn hết mức có lẽ chỉ có trên dưới 500 triệu tệ, nhưng nếu có sự bồi dưỡng chính sách đầy đủ, thì vẫn có thể tạo ra sự xung kích không nhỏ đối với sản nghiệp ở thành phố Lang của Nga Ni Trần. Mấu chốt là, người sáng suốt vừa nhìn là có thể nhìn ra là một trận chiến đánh tỉa về vốn, là muốn hình thành sự đả kích về chính sách, sự xung kích về kinh tế đối với Nga Ni Trần, nếu lại có thế bao vây đánh tỉa ngầm. Thành phố Lang, thật sẽ có một màn diễn đại chiến. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều nhìn nhận đối xử với Hạ Tưởng bằng con mắt khác, trong ánh mắt chứa đầy sự nhiệt liệt và khâm phục. Phát biểu bình tĩnh, xem xét thời thế, sự biến chuyển sắc sảo trong ngôn ngữ, cuối cùng lại giới thiệu mấy người Tiêu Ngũ giống như cây bút thần, sự khéo léo của bố cục, sự chặt chẽ trong sắp xếp, đều khiến mọi người khen ngợi hết lời. Một phó thị trưởng thường trực chưa đến 30 tuổi, cái cao trong thủ đoạn và tâm tư trí tuệ, khiến không ít người thầm giật mình, đều không hẹn mà cùng nghĩ, Nga Ni Trần xem như đã gặp một đối thủ có sức mạnh thật sự rồi. Ở thành phố Lang, chưa có ai giống như Hạ Tưởng, vừa là cán bộ thành ủy, vừa có thủ đoạn và mưu kế ứng biến cứng rắn, lại có thêm tổ chức kinh tế khá mạnh mẽ, mấu chốt còn có một điểm, không sợ uy hiếp thân thể, dám đối mặt với bàn tay đen của Nga Ni Trần, quả thật là một cục xương khó gặm. Không, là tấm thép. Nga Ni Trần hôm nay đầu tiên là chân đá phải tấm thép, làm bị đau mấy đầu ngón chân, bây giờ lại bị tấm thép giáng xuống đầu trước mặt mọi người, phỏng chừng bây giờ đã nổi sao đầy mắt rồi. Nga Ni Trần quả thực là đã nổi sao trong mắt, chỉ thiếu chút nữa là hộc máu ra thôi. Hạ Tưởng từng bước ép tới gần, hai tay một sáng một tối, một lần phản kích đã khiến gã gần như không còn sức trả đòn. Gã ở thành phố Lang tung hoành bao năm, đây là lần đầu tiên bị người ta dồn vào góc tường.
chủ yếu là Hạ Tưởng tính kế quá thông minh, đánh gã trở tay không kịp. Gã cho rằng Hạ Tưởng sau khi đứng vững chân, có được thành viên cơ bản trong tổ chức mới dám có những hành động, tuyệt đối không thể ngờ được, đòn phản của Hạ Tưởng sắc bén mà khiến người ta không kịp nhìn. Sơ suất rồi, cho dù ông ta cũng tìm hiểu Hạ Tưởng cặn kẽ, tự cho rằng cũng xem như hiểu biết đối với Hạ Tưởng, nhưng cũng biết rằng Hạ Tưởng có rất nhiều bí mật tầng sâu, gã không thể biết rõ ràng. Gã cũng đã từng phân tích qua tính cách của Hạ Tưởng, trong bông giấu kim, hay dùng kế vu hồi, tất cả xảy ra hôm nay khiến gã hiểu ra một điểm, con người Hạ Tưởng, không thể làm theo đạo lý thông thường, hắn còn có mặt mạnh bạo làm tới, bộc trực. Nga Ni Trần càng kiên định phải quyết tâm công kiên Hạ Tưởng, gã tin rằng dựa vào thủ đoạn và thực lực của gã, có một ngày, sẽ khiến Hạ Tưởng thất bại đi khỏi thành phố Lang, hoặc là, cúi đầu nhận tội trước mặt gã. Hạ Tưởng thấy hiệu quả đạt tới, cười ha hả. Nếu các vị ngồi đây ai khan hiếm tài chính, cần tìm bạn hợp tác, trước mắt là cơ hội rất tốt, không thể bỏ qua. Được rồi, tôi đã giọng khách hát giọng chủ rồi, sẽ không nói thêm nữa, cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn lắng nghe tôi nói hết, hơn nữa giữa lúc này không có một ai mượn cớ đi nhà vệ sinh, tôi rất vinh hạnh. Lời hay ý đẹp cuối cùng, lại khiến bầu không khí trở nên náo nhiệt, hội trường lần nữa vang lên những tràng pháo tay nhiệt liệt. Nga Ni Trần giận thì giận, quả thật thán phục tài ăn nói của Hạ Tưởng. Khuyết điểm lớn nhất trong cuộc đời của gã là không có tài ăn nói, thật không dễ bây giờ không vì căng thẳng mà dẫn đến nói lắp, nhưng muốn ở trước công chúng đọc diễn văn vẫn phải cố hết sức, càng không phải nói giống như Hạ Tưởng có thể đĩnh đạc nói và ngôn ngữ lời nói sắc bén. Thật là ngưỡng mộ lẫn ghen tị. Hạ Tưởng xuống sân khấu, Nga Ni Trần cũng không lên phát biểu, tiệc trà tiến vào một giai đoạn nói chuyện khác. Đừng nói. Hạ Tưởng tung ra mồi nhử lớn, lập tức thu hút được sự hấp dẫn của không ít thương nhân, họ tranh nhau vây quanh đám người Tiêu Ngũ, đều hy vọng có tài chính rơi xuống người mình. Đối với thành phố Lang mà nói, vốn đầu tư trên hàng chục triệu tệ cũng xem như là hạng mục không nhỏ, huống chi là con số 1 tỷ. Đám người Tiêu Ngũ đến từ thành phố Yến, muốn mở ra thị trường của thành phố Lang, thì cần có phía đối tác. Tất cả mọi người đều muốn làm phía đối tác của Tiêu Ngũ. Từ trên trời rơi xuống một khoản vốn lớn, ai ai cũng muốn có được. Hạ Tưởng ngồi ở chỗ của mình, vẻ mặt mang ý cười, nhìn đám người Tiêu Ngũ bị mọi người vây ở giữa giống như mặt trăng giữa những vì sao, lại nhìn Nga Ni Trần ở chỗ xa xa giả bộ mang vẻ mặt bình tĩnh, kỳ thật trong lòng nóng như lửa đốt, hắn thầm cười, trò hay chỉ vừa mới bắt đầu, Nga Ni Trần không phải vội, con đường về sau, còn rất dài. Tuy nhiên khi ánh mắt của hắn rơi lên người hoa nhài vàng, bạc, bắt gặp một thì mắt chăm chăm nhìn hắn, một thì mắt đến chấp cũng không chấp mà nhìn Tống Nhất Phàm, bất giác thấy buồn cười, nói với hai người. Tôi phát hiện một cách có thể phân biệt hai người ai là chị ai là em rồi. Có thật hay không vậy? Đừng gạt người. Hoa nhài vàng giành nói trước, vẻ mặt hiếu kỳ. Cô đối với sự so chiêu giữa ba mình và Hạ Tưởng hôm nay, tuy cũng biết rõ ba bị Hạ Tưởng chọc giận, nhưng cô không phải là người có tâm tư phức tạp, và hoàn toàn không để tâm đến. Là anh ta lừa đấy, chị vừa mở miệng là đã bị mắc lừa rồi, chị à, chị ngốc quá. Hoa nhài bạc trừng mắt với Hạ Tưởng, trong đôi mắt lửa giận hừng hực. Hạ Tưởng làm cho ba từng bước bại lui, cô mong muốn đích thân vào trận đối phó Hạ Tưởng, chỉ tiếc, cô có lửa giận đầy ngực, lại chỉ có thể tức giận mà thôi, vì cô cũng nghĩ không ra cách hay gì để đối phó với Hạ Tưởng. Mắc lừa gì? Hoa nhài vàng vẫn chưa tỉnh ngộ ra, lại bị hoa nhài bạc gõ vào đầu. Cô và hoa nhài bạc tuy không có được sự tương thông về tâm ý, nhưng hai bên cũng vô cùng hiểu rõ, rất nhanh đã nghĩ thông. Tôi hiểu rồi, hóa ra là phó thị trưởng Hạ cố ý trêu ghẹo, được thôi, tôi giận rồi. Hoa nhài vàng bĩu môi, nghiêng mặt, cho Hạ Tưởng một sự thích thú làm nũng từ phía sau và nhìn không sót một cái gì. Cô vừa làm nũng, hoa nhài bạc nổi giận, Tống Nhất Phàm cũng không chịu, giơ tay ôm lấy tay của Hạ Tưởng, vẻ mặt khiêu khích mà nhìn hoa nhài vàng. Chị Mạt Lị, chị năm nay 23 tuổi rồi, tại sao lại chưa có bạn trai, có cần giới thiệu cho chị một người không? Đúng rồi, em cũng vừa khéo quen được một cặp nam song sinh, giới thiệu cho hai người cũng vừa vặn. Hoa nhài vàng thấy Tống Nhất Phàm có ý ghen tị, khúc khích cười. Cô bé, em mới ngần này mà đã bắt đầu ghen tuông rồi, không nên đâu, về sau phải ghen tuông bao nhiêu năm nữa đây? Còn nữa, dù sao cũng đừng ghen tuông với phó thị trưởng Hạ. Với phong độ của phó thị trưởng Hạ, anh ấy đi đến đâu cũng là trung tâm của người khác,
quả thực là một sát thủ phụ nữ. Em làm gì có ghen tuông, chị đừng nói bừa, em dùng trà đây. Tống Nhất Phàm đỏ mặt, ngượng ngùng mà buông lỏng tay Hạ Tưởng, và thật đúng đã đi dùng trà. Khi nói chuyện, có một người chen vào, chủ động tự mình giới thiệu. Phó thị trưởng Hạ, tôi là Lý Lý, là giám đốc chi nhánh Đông An Ngân hàng xây dựng thành phố Lang. Giám đốc ngân hàng xây dựng sao? Hạ Tưởng nhìn quan sát Lý Lý, thấy y khoảng trên dưới 35 tuổi, bộ dáng khá là hoạt bát, cao, vừa nhìn, có vài phần giống với Phương Cách, khiến trong lòng hắn không khỏi có thiện cảm. Hạ Tưởng chủ động giơ tay. Giám đốc Lý, chào anh. Lý Lý vội dùng hai tay nắm lấy tay Hạ Tưởng. Sớm đã muốn làm quen với Phó Thị trưởng Hạ, nhưng mãi không có cơ hội, hôm nay thật may mắn được gặp ở Nội Các Lầu, thật là vinh dự. Sau khi khách khí vài câu, Lý Lý liền trao đổi danh thiếp với Hạ Tưởng, sau đó cáo từ rời đi. Sự chừng mực của y nắm bắt rất tốt, đến và đi không khiến người ta cảm thấy đột ngột, đã lưu lại cho Hạ Tưởng một ấn tượng tốt. Khi tiệc tan, Nga Ni Trần tiễn đoàn người của Hạ Tưởng ra cửa, gã bắt tay Hạ Tưởng rất chặt. Hôm nay vốn muốn nói chuyện một mình với anh, không ngờ, kế hoạch theo không kịp sự thay đổi, hy vọng về sau có cơ hội còn có thể được dùng tiệc trà xã giao với Phó Thị trưởng Hạ. Cái đạo của trà, cần chú trọng tâm bình khí hòa, cần chú trọng đến sự thuận theo tự nhiên, thời cơ vừa đến, đừng nói là dùng tiệc trà xã giao với Chủ tịch Trần, cho dù là nâng cốc rượu mừng cũng không thành vấn đề. Chỉ là bây giờ thành phố Lang không được yên ổn lắm, tôi không thể yên tâm mà dùng trà ngon với Chủ tịch Trần được. Đợi khi nào yên ổn rồi, nhất định sẽ ngồi cùng Chủ tịch Trần, nói chuyện về trà. Khi buông tay, Nga Ni Trần phát hiện trong tay có thêm vật gì đó, mượn ánh đèn nhìn. Sắc mặt không khỏi biến đổi là thẻ phòng của căn phòng hạng A1 Kinh Tiên Cư. Phòng ba ở tiệc trà khiến Hạ Tưởng một đêm thành danh, đương nhiên không phải thành danh theo kiểu mọi nhà đều biết, mà là trong giới công thương của thành phố Lang, đại danh của Hạ Tưởng trong một đêm không ai không biết không ai không hiểu, đồng thời điều khiến mọi người đều hưng phấn và kỳ vọng không chỉ là xích mích giữa Hạ Tưởng và Nga Ni Trần gần như đã phơi ra bên ngoài, mà còn có tin tức mấy người Tiêu Ngũ bỏ ra 1 tỷ đầu tư. Đêm đó, Tống Nhất Phàm không đi nhà khách, mà ngủ trên giường của Hạ Tưởng. Hạ Tưởng bất đắc dĩ, chỉ đành ngủ ở sofa. Cũng may cả đêm Tống Nhất Phàm không gây chuyện, ngủ rất ngon. Chỉ có điều là khi trời sáng lúc Hạ Tưởng đi vệ sinh, trong lúc mơ hồ đã quên đóng cửa, bị Tống Nhất Phàm đẩy cửa vào, làm cho đỏ bừng hết mặt mũi. Ngày Chủ nhật không có chuyện gì, Hạ Tưởng liền cùng Tống Nhất Phàm ra ngoài đi dạo, vừa khéo hắn cũng chưa thăm thú được gì ở thành phố Lang. Nên đưa cô đi cùng dạo quanh các phố lớn ngõ nhỏ của thành phố. Về sự kiện nông dân đòi lương ở khu đại học, Hạ Tưởng không để ý đến, hắn cố ý kéo dài, vì hắn sớm đã biết được việc nợ lương của dự án khu đại học không phải ngày một ngày hai, dưới điều kiện tiên quyết tài chính chưa được rót vào thì chưa có lương, nợ tay ba chính là một cái vòng lẩn quẩn ai cũng không giải quyết được. Hắn muốn nhảy vào thì chỉ có một kết quả, bị mắc kẹt. Vốn đã quyết định buổi chiều Tống Nhất Phàm sẽ về trường. Hắn lái xe tiễn cô, không ngờ Tống Nhất Phàm gọi điện về trường, được biết thứ hai không có tiết học nào quan trọng, cô vẫn chưa chơi đủ, không muốn trở về. Hạ Tưởng không có cách gì với cô, ai bảo con người cô vừa nhỏ vừa khôn lanh quỷ quái, lại còn biết làm nũng, chỉ đành chiều theo ý cô. Buổi tối, Hạ Tưởng và Lý Tài Nguyên gặp nhau, sau khi được biết tất cả đã sắp xếp thỏa đáng, hết sức yên tâm, khích lệ Lý Tài Nguyên mấy câu, rồi lại nghĩ đến gì đó, nói. Dự án khu đại học bây giờ thuộc về tôi quản hạt, một số chuyện có thể tìm hiểu nguồn gốc. Lý Tài Nguyên vô cùng kích động nói. Thật tốt quá, tôi có một người bạn học cũ trước đây từng làm ở dự án khu đại học, ông ta hiểu một chút tình hình. Hạ Tưởng ha hả cười. Tốt, có thời gian thì gặp nhau, làm quen một chút. Ngày hôm sau vừa vào làm, liền có hai biến cố bất thình thình, một là Đồ Quân phải đi công tác thủ đô, đến Bộ Nông nghiệp hiệp đàm một hạng mục. Hai là Ngả Thành Văn đi dự họp ở thủ đô, vốn cho rằng sẽ có một cuộc thảo luận về kỹ thuật biến đổi gen trên va chạm bề ngoài, giờ tạm thời gác lại, đợi khi Ngả Thành Văn trở về thì tính sau. Tuy vấn đề biến đổi gen đã gác lại, nhưng Cổ Hướng Quốc đã chủ trì hội nghị công tác chính quyền, nghiên cứu bố trí trọng điểm công tác tiếp theo. Trong hội nghị, Cổ Hướng Quốc đầu tiên tiến hành tổng kết hiện trạng của mấy sản nghiệp trụ cột thành của phố Lang, sau đó lại một lần nữa chỉ ra, nông nghiệp thành phố Lang rất có triển vọng. Nhất định phải nắm chắc lấy từng hạng mục, không thể buông lỏng, nhất là sau khi chuyên gia của Bộ Nông nghiệp khảo sát thành phố Lang,
có sự đánh giá rất cao về nguồn tài nguyên đất của thành phố Lang, cho rằng thành phố Lang có thể mượn điều kiện thuận lợi là cách Bắc Kinh Thiên Tân gần. Tích cực mở rộng nông nghiệp kiểu mới, phát triển ngành bất động sản, v.v. Việc chính thức khánh thành của vòng kinh tế thủ đô lớn, ngày càng tới gần, là một thành phố Lang gần nhất với vòng kinh tế thủ đô, có hy vọng đứng mũi chịu sào trở thành thành phố thí điểm đầu tiên, suy xét từ góc độ người mở đường, mở rộng hạn chế đối với kỹ thuật biến đổi gen trên nông nghiệp, cũng có phần phù hợp với lợi ích của thành phố Lang. Nhưng phù hợp với lợi ích của thành phố Lang, là phù hợp với lợi ích của người làm quan, có nhiều khi, lợi ích của nhân dân và cán bộ không đồng nhất, giữa hai bên có một cái hào rất rộng. Sự không ăn khớp giữa nhân dân và cán bộ, không thể không nói là sự bi ai của chế độ. Nhưng dưới thể chế hiện có muốn có những hành động, lại cần thiết phải dùng hết khả năng để thích ứng với thể chế. Có người lợi dụng lỗ hổng của thể chế để giành phúc lợi cho bản thân, và cũng có người một lòng vì dân lợi dụng lỗ hổng của thể chế, để giành phúc lợi cho nhân dân. Cổ Hướng Quốc phát biểu xong, vài vị phó thị trưởng không đợi Hạ Tưởng phát biểu, đã lần lượt phụ họa, hiển nhiên cũng không thừa nhận địa vị nhân vật số 1 số 2 trong Ủy ban Nhân dân thành phố của Hạ Tưởng. Cổ Hướng Quốc vẻ mặt mỉm cười, và cũng không ngăn mấy phó thị trưởng cố ý lạnh nhạt với Hạ Tưởng, mà thờ ơ ngồi quan sát. Hạ Tưởng liền biết, Nga Ni Trần đã trả đòn, hơn nữa còn trả đòn trực diện, ý là báo cho hắn biết, sự đọ sức ngầm giờ báo một giai đoạn, sự bó nghiêng chính trị trực diện, tuy nhiên chỉ vừa mới bắt đầu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 803, đọ sức, nửa bước cũng không nhường. Hạ Tưởng đương nhiên biết quan hệ thiệt hơn, nhưng Hạ Tưởng không phải bị làm cho sợ hãi, cũng chưa từng lùi bước trước sự chèn ép, đợi cho tiếng vỗ tay của mọi người dứt, mới nói. Thái độ của các đồng chí rất tích cực, làm việc rất nhiệt tình, khiến tôi rất nhận được sự cổ vũ, nhưng có một điểm có thể mọi người chưa hiểu rõ, vòng kinh tế thủ đô lớn sắp lên chương trình rồi. Là một thành phố Lang gần với thủ đô nhất, thì sẽ tiến hành định vị đối với bản thân như thế nào? Lẽ nào nói, trên chính trị xa lánh tỉnh ủy, trên kinh tế phụ thuộc thủ đô, đã cam nguyện lưu lạc thành thành thị hạng 3 sao? Lời này vừa nói ra, Cổ Hướng Quốc lập tức biến đổi sắc mặt, Hạ Tưởng, quá hung hăng sừng sộ rồi. Hạ Tưởng không phải cố ý đối nghịch với Cổ Hướng Quốc là nhân vật số 1 của Ủy ban Nhân dân thành phố, trong bộ máy chính quyền có được quyền uy tuyệt đối. Nhưng hắn thân là phó thị trưởng thường trực, cũng có quyền phát ngôn rất lớn. Cổ Hướng Quốc không chỉ không cho hắn sự tôn trọng đầy đủ, còn rõ ràng phỉnh phờ nhằm vô hiệu hóa ý của hắn, hơn nữa còn liên hợp với Đồ Quân cùng với mấy phó thị trưởng, khiến hắn ở trong bộ máy chính quyền, đến cả một trình tự phát ngôn bình thường cũng bị tước đoạt, làm có chút quá đáng rồi. Giữa Cổ Hướng Quốc và Nga Ni Trần là quan hệ hợp tác và mật thiết, đã không thể nghi ngờ nữa. Đằng sau Đồ Quân có bí mật gì không thể nói cho người khác, Hạ Tưởng từ Lý Tài Nguyên, ít nhiều cũng suy đoán ra một chút. Dương Bân là một sợi dây mấu chốt, cũng là một chỗ đột phá, hắn đang tìm một cơ hội thích hợp nhất để châm ngòi. Nhưng đồng thời trong bố cục ngầm, địa vị nên có trong bộ máy chính quyền, cũng cần phải giành lấy. Nếu không, hắn sẽ không có quyền uy trong bộ máy chính quyền, nói không có người nghe, muốn khai triển công tác cũng không có khả năng. Sự đọ sức sau lưng này phải giành thắng lợi, sự tranh đấu bên ngoài, nửa bước cũng không được nhường. Quyền phát ngôn trên chính trị là cơ sở, không có quầng sáng lớn được mang lại từ quyền lực của phó thị trưởng thường trực. Hắn muốn đứng vững chân ở thành phố Lang, muốn làm việc cụ thể cho nhân dân, muốn giành được sự tán thành của nhân vật đằng sau, chỉ có thể là chuyện nghìn lẻ một đêm. Nếu Cổ Hướng Quốc đâu đâu cũng muốn đè tới mức hắn không thể ngẩng đầu lên được, hắn là chức phó, cũng phải ngoan cường mà ngẩng đầu lên. Theo lý mà giành bằng được với Cổ Hướng Quốc. Trời lớn đất lớn, lợi ích là lớn nhất, đối phương đưa bộ nông nghiệp ra, lấy lợi ích làm lời hứa, Hạ Tưởng lại giơ lá cờ vòng kinh tế thủ đô lớn lên, lấy lợi ích làm sự cám dỗ. Cổ Hướng Quốc rất uy nghiêm mà quét qua Hạ Tưởng. Đồng chí Hạ Tưởng, sự định vị của thành phố Lang, hiển nhiên có tập thể thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố thảo luận quyết định, cậu đừng tùy tiện nói lung tung, khi nói, phải chú ý đến thân phận của mình. Khẩu khí rất nghiêm khắc, chính là muốn trách móc Hạ Tưởng trước mặt mọi người. Cổ Hướng Quốc vừa nói xong, trong năm vị phó thị trưởng, Triệu Đinh đứng đầu, chỉ ít có ba người mang vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa, dường như đang chờ xem Hạ Tưởng bị xấu mặt. Hạ Tưởng một chút cũng không tức giận, trên mặt không ngờ còn mang dáng tươi cười như có như không. Thị trưởng Cổ,
sự định vị của thành phố Lăng quả thực là phải qua thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố thảo luận quyết định, nhưng cũng đừng quên, vòng kinh tế thủ đô lớn là hiệp nghị ký kết giữa ủy ban nhân dân tỉnh và thủ đô, trong quy hoạch của ủy ban nhân dân tỉnh, sự định vị của thành phố Lăng cần thiết không được thoát ly khỏi phương hướng lớn của ủy ban nhân dân tỉnh. Sự phản kích của Hạ Tưởng tương đối mạnh mẽ, bằng với việc hiểu rất rõ mà nói cho Cổ Hướng Quốc biết, đừng cho rằng thành phố Lang trời cao hoàng đế xa, tất cả có thể do thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố nói là xong. Vòng kinh tế thủ đô lớn là hợp tác ngang nhau giữa tỉnh Yến và thủ đô, thành phố Lang là một thành phố trực thuộc cấp quận bình thường, xin lỗi, không có tư cách cò kè mặc cả với thủ đô. Hơn nữa vòng kinh tế thủ đô lớn đề cập đến trên 13 quận và thành phố, sự định vị của mỗi quận và thành phố, ủy ban nhân dân tỉnh có một ván cờ lớn muốn đánh, thành phố Lang chỉ là một quân cờ trong số đó, không phải là tướng soái. Cổ Hướng Quốc sắc mặt biến đổi thất thường, bị Hạ Tưởng phản bác đến mức không có lời gì có thể nói. Tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh có sự sắp xếp chủ tính chung cho toàn cục, thành phố Lang có thể không phục với quyết định của tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh. Thật buồn cười, chuyện nhỏ có thể thích hợp mà dựa dẫm thủ đô, còn chuyện lớn thì cần có tỉnh ủy nói là xong. Thành phố Lang chưa phải là thành phố Lang của thủ đô. Cổ Hướng Quốc cũng biết rõ Hạ Tưởng trực tiếp rơi xuống từ thành phố Yến, chắc chắn thân mang sứ mệnh. Sự bất mãn và không tín nhiệm của tỉnh ủy đối với thành phố Lang đã có từ lâu, nhưng vẫn luôn không đưa ra quyết tâm giải phẫu lớn với thành phố Lang, cũng là vì hoàn cảnh của thành phố Lang quá phức tạp, không chỉ có thế lực của thủ đô cắm rễ trên chính trị, còn có sức ảnh hưởng khiến người ta khiếp sợ trong bóng tối của Nga Ni Trần. Sự giải phẫu bên ngoài không thể chỉ tận gốc, thành lũy chỉ có thể đánh phá từ bên trong. Hạ Tưởng, chính là người đứng đầu. Cho nên Cổ Hướng Quốc mới vắt sức áp chế Hạ Tưởng, cũng không nghĩ Hạ Tưởng trẻ thì trẻ, thủ pháp làm việc cay nghiệt hơn nữa khiến người ta khó lòng phòng bị, thật đúng là một nhân vật khó giải quyết. Theo như cậu nói, trong tỉnh muốn định vị nhân vật của thành phố Lang như thế nào? Cổ Hướng Quốc cố nén giận, muốn đưa ra cho Hạ Tưởng một vấn đề khó. Cậu ở thành phố Yến lâu nhất, có quan hệ mật thiết với trong tỉnh, hiểu được ý nghĩ của lãnh đạo tỉnh, cũng dễ để chúng tôi có sự chuẩn bị tâm lý. Ha ha! Thiệu Đinh Phụ Hỏa cười thành tiếng. Đúng đấy, Phó Thị trưởng Hạ cho chúng tôi một bài học đi. Trong ngữ khí, không phải không có ý châm biếm. Hạ Tưởng đối diện với lực nắm trong tay rất lớn của Cổ Hướng Quốc với Ủy ban Nhân dân thành phố, vẫn mang vẻ mặt thản nhiên, không hoảng hốt không vội vàng mà nói. Kỳ thực ý nghĩ của lãnh đạo tỉnh cũng có thể đoán được đại khái, chỉ cần sau khi liệt kê các ưu điểm của 13 quận và thành phố trong vòng kinh tế thủ đô, thì không khó để đưa ra kết luận. Dựa vào ưu thế địa lý của thành phố Lang, sự định vị của thành phố Lang có thể ở mấy phương hướng sau. Thứ nhất, cung cấp rau xanh và tham quan nông nghiệp. Thứ hai là dưỡng lão, nghỉ ngơi, nhàn nhã. Thứ ba là, tiếp thu các nhà xưởng với mức giá kèm theo thấp của thủ đô, trở thành thành phố đồng bộ của thủ đô. Hoặc nói là thành phố vệ tinh của thủ đô, VV, lấy phục vụ và nhàn nhã làm chủ, kiến tạo thành một tỉnh Yến để dùng chân. Thành phố Lang kiểu mới mặt hướng về Bắc Kinh Thiên Tân. Cổ Hướng Quốc vẻ mặt trầm tư, cúi đầu không nói. Thiệu Đinh vẻ mặt kinh ngạc, nói không ra lời. Mấy vị phó thị trưởng khác đều lần lượt ghé tai thì thầm, nhỏ giọng nghị luận, đối với những ý nghĩ mà Hạ Tưởng vừa nói, trao đổi một chút cách nhìn, đều đối với những định vị của thành phố Lang mà Hạ Tưởng đưa ra. Biểu thị nhận thức và vô cùng tán thưởng. Định vị chuẩn xác, rõ ràng, phù hợp với triển vọng lâu dài và hiện trạng của thành phố Lang. Đến cả Cổ Hướng Quốc rất có thành kiến với Hạ Tưởng, cũng không thể không thừa nhận Hạ Tưởng quả thực có tầm mắt, đề nghị của hắn không chỉ bao quát cả bộ phận mà trước đây bản thân và Ngả Thành Văn từng thương nghị qua, còn có rất nhiều ý tưởng vượt hơn người trước, cũng rất phù hợp với hiện trạng của thành phố Lang, gần như không có chỗ nào còn sót lại. Là một phó thị trưởng thường trực nhậm chức chưa đầy một tháng, có thể nhìn thành phố Lang một cách thấu triệt như thế, thật là không dễ. Hạ Tưởng không chỉ có thủ đoạn và dũng khí khi đối phó với Nga Ni Trần, về mặt chính trị, cũng là một cán bộ có tầm nhìn có kiến giải, Cổ Hướng Quốc trong lòng rõ, Hạ Tưởng càng tài ba, càng có thực lực, thì càng cấu thành uy hiếp đối với quyền uy của ông ta, cần phải gia tăng sự áp chế. Chờ sau khi Đồ Quân trở về, sẽ thường nghĩ kỹ hơn một chút về đối sách. Trong bộ máy chính quyền tiến thêm một bước nữa tiến hành trói buộc công tác của Hạ Tưởng, đem công việc của hắn phân ra cho mấy phó thị trưởng, đem hắn gác cao lên. Cổ Hướng Quốc quyết định chủ ý, ở mặt ngoài lại làm bộ có hứng thú nói. Suy nghĩ của đồng chí Hạ Tưởng,
quả thực có kiến giải độc đáo, tuy nhiên suy nghĩ chỉ là suy nghĩ, cũng chỉ là viễn cảnh, hào nhoáng bên ngoài, hơn nữa đợi sau khi tỉnh định ra phương án, có lẽ cũng nửa năm, một năm, món kim châm cũng đã nguội rồi. Người dân có tiền cũng không mua sắm, chúng ta chế định chính sách tương quan, cũng cần phải có lợi ích hiệu quả nhanh chóng mới hiện thực, nếu không chính là lâu đài trên không rồi. Cho nên tôi cho rằng trong giai đoạn hiện nay, vẫn là mở rộng thí điểm ngành nông nghiệp mới của Bộ Nông nghiệp có thể mang đến lợi ích thực tế cho thành phố Lang. Những cái khác như vườn trồng rau, tham quan nông nghiệp, bây giờ cứ suy nghĩ là được rồi, hay là để về sau rồi tính vậy. Cổ Hướng Quốc nói rất thoải mái, giọng nói sử dụng có chút đùa giỡn, trên thực tế vẫn châm biếm hạ tưởng không thực tế, mơ ước viển vông, ngoài miệng thì nói hay, không có chút giá trị thực dụng gì cả. Bộ Nông nghiệp sử dụng 30 triệu tệ đầu tư để mở rộng nông nghiệp kiểu mới, nói trắng ra, chính là mở rộng biến đổi gen, dùng 30 triệu tệ mua phéng đi sự an toàn thực phẩm của người dân thành phố Lang, là khiến toàn bộ người dân thành phố Lang làm con chuột bạch, người dân thành phố Lang quả thực là giá rẻ. Theo tôi, Bộ Nông nghiệp không xuất ra 300 triệu tệ, thì đừng nghĩ thành phố Lang sẽ làm cái mở rộng thí điểm gì đó. Hạ Tưởng rất không khách khí mà phản bác Cổ Hướng Quốc. Cổ Hướng Quốc vô cùng tức giận. Đồng chí Hạ Tưởng, nói dễ hơn làm, đầu tư con số 30 triệu là không nhỏ rồi. Sản nghiệp nông nghiệp của thành phố Lang vẫn luôn phát triển từ tốn, tuy cũng đã thu hút được ít đầu tư, nhưng mức độ đều rất nhỏ. 30 triệu tệ của Bộ Nông nghiệp đã là một món đầu tư nông nghiệp lớn nhất của thành phố Lang rồi. Hạ Tưởng đã định liệu trước mà cười. Hôm nay tôi vừa tiến hành tiếp xúc một chút với tập đoàn Viễn Cảnh, là một công ty tập đoàn mô hình lớn đã làm ra nhiều công hiến cho thành phố Yến. Viễn Cảnh có ý đến thành phố Lang đầu tư tham quan nông nghiệp, kế hoạch bước đầu là đầu tư 100 triệu tệ. Thiệu Đinh đang ngồi trên ghế dùng lực ngả về phía sau, chuẩn bị duỗi người, Hạ Tưởng vừa nói ra khỏi miệng. Gã thoáng cái thả lỏng người, chiếc ghế nhanh chóng bật quay trở lại, thiếu chút nữa khiến gã ngã sấp xuống, còn hiểm trong hiểm chỉ chút nữa mặt ông ta úp xuống bàn, hai bàn tay ông ta chống xuống bàn mới không bị vập vào răng, kinh ngạc mà nhìn Hạ Tưởng, vẻ mặt khó có thể tin được. Cổ Hướng Quốc cũng khá giật mình. Bộ Nông nghiệp lấy lợi ích làm lời hứa, Hạ Tưởng không chỉ một mặt hết sức phản đối, mặt khác còn kéo đến nguồn đầu tư lớn, lấy 100 triệu tệ để đè 30 triệu, thật là một nước cờ hay. Hơn nữa là dựa vào danh nghĩa đầu tư tham quan nông nghiệp, rõ ràng là cố ý chèn ép việc mở rộng thí điểm của Bộ Nông nghiệp. Cổ Hướng Quốc nheo mắt, trong lòng cảm thấy khó xử. 100 triệu tệ đầu tư quả thực không nhỏ, dùng vào việc tham quan nông nghiệp, triển vọng quả thực rộng lớn hơn so với mở rộng thí điểm. Nhưng việc mở rộng thí điểm của Bộ Nông nghiệp không chỉ là vấn đề đầu tư, mà còn có nhân tố chính trị cần suy xét. Một mặt là thực sự nghĩ cho triển vọng của thành phố Lang. Một mặt tiếp nhận việc mở rộng thí điểm của Bộ Nông nghiệp có thể mang đến lợi ích rất lớn về mặt chính trị, chỉ suy tư không đến nửa phút, Cổ Hướng Quốc đã có quyết định. Chuyện này đợi sau khi Phó Thị trưởng Đồ quay trở về, sẽ thâm nhập nghiên cứu lại một chút. Phó Thị trưởng Đồ vừa khéo đến Bộ Nông nghiệp tiến hành thảo luận hạng mục hợp tác, có lẽ cô ấy có thể thuyết phục Bộ Nông nghiệp tăng mức độ đầu tư. Việc mở rộng thí điểm của Bộ Nông nghiệp có ý nghĩa làm mẫu trên toàn quốc. Cũng không thể đơn giản mà lấy hạng mục đầu tư để xem xét. Ý kiến của tôi là, phải suy xét tổng hợp cả hai nhân tố chính trị và kinh tế. Thái độ của Cổ Hướng Quốc không nằm ngoài dự kiến của Hạ Tưởng, nhân vật chính trị suy xét điểm đột phá của vấn đề, khi đem lợi ích của nhân dân đặt vào vị trí thứ nhất không thể nói không có, chỉ có thể nói ít một cách đáng thương. Nếu Cổ Hướng Quốc một lòng nghĩ cho lợi ích của nhân dân, cũng sẽ không bố trí trước sự nguy hại của biến đổi gen mà không để ý đến. Bây giờ lại nói không lại với 100 triệu tệ đầu tư của tập đoàn Viễn Cảnh. Đồ Quân đến Bộ Nông nghiệp ở thủ đô, Hạ Tưởng biết rõ cô ta đi làm gì, báo bộ tiền tiến chỉ chính quyền địa phương lợi dụng các mối quan hệ để hòa trộn phối chế rượu với các bộ ngành của Trung ương, nhằm lôi kéo hạng mục cho địa phương, dành kinh phí khẳng định là dựa vào mối quan hệ tìm hạng mục, nói cho cùng, cũng là thái độ bạn hữu nhằm phối hợp với Bộ Nông nghiệp đến thành phố Lang đầu tư, biểu lộ rõ thái độ tích cực của thành phố Lang. Còn một điểm, Đồ Quân cũng là về nhà để đoàn tụ với chồng, đái lữ mậu chồng của cô ta cũng làm trong Bộ Nông nghiệp, tuy nhiên không phụ trách hạng mục biến đổi gen. Nghe nói là phó vụ trưởng vụ thị trường, chức vụ phó vụ trưởng, hưởng thụ sự đãi ngộ của giám đốc sở. Tình hình của đái lữ mậu, cũng là do Lý Tài Nguyên và Thang Hóa Lai nói cho Hạ Tưởng biết. Bây giờ không thể tỏ ra yếu kém, cần thiết phải xây dựng một hình tượng không chịu thua, Hạ Tưởng liền rất không hài lòng mà đưa ra ý kiến.
thị trưởng Cổ, bên nông nghiệp do tôi quản lý, phó thị trưởng Đồ lại đại biểu cho chính quyền đến Bộ Nông nghiệp liên lạc công tác, có phải là duỗi tay quá dài rồi không? Tôi bày tỏ sự vô cùng bất mãn. Lời nói của Hạ Tưởng có lý, Cổ Hướng Quốc liền vội vàng giải thích. Tình hình của đồng chí Đồ Quân có chút đặc biệt, chồng của cô ấy làm việc ở Bộ Nông nghiệp, do cô ấy ra mặt, có thể càng tốt để đánh quân bài nhân tình, cậu phải suy xét vấn đề từ góc độ đại cục, đừng hành động theo cảm tính. Hạ Tưởng mới không phải là hành động theo cảm tính, hắn là cố ý đưa ra việc này. Nói đến đánh quân bài nhân tình, tôi vừa khéo cũng quen biết một vị vụ trưởng bên Bộ Nông nghiệp, ngày mai cũng lên Bộ Nông nghiệp tạo chút quan hệ, thị trưởng Cổ, ông không có ý kiến chứ? Cổ Hướng Quốc bị Hạ Tưởng ép đến mức không còn đường lui, Đồ Quân đã đi rồi, Hạ Tưởng muốn đi cũng là điều đương nhiên, chỉ đành nói. Có thể, tuy nhiên phải chú ý giữ vững lập trường chính xác. Ông ta cũng chỉ có thể nói như thế, Hạ Tưởng nếu nghĩ cách để ngăn cản mở rộng thí điểm từ nội bộ Bộ Nông nghiệp, ông ta cũng không tìm thấy lý do cự tuyệt. Đương nhiên, ông ta cũng không tin có cái năng lực hoạt động này. Bởi vì ông ta biết rõ, hậu đài ủng hộ biến đổi gen hùng mạnh như thế nào. Hạ Tưởng thấy Cổ Hướng Quốc gật đầu, liền cười. Sáng ngày mai tôi sẽ đi Bộ Nông nghiệp, vừa khéo thuận đường sẽ tiếp xúc với tập đoàn Viễn Cảnh một chút, để thâm nhập trao đổi một chút cách nhìn về vấn đề đầu tư vào tham quan nông nghiệp. Khi thời cơ thích hợp, tôi sẽ đề nghị với Bí Thư Ngả, đệ trình lên hội nghị thường vụ thảo luận một chút. Cổ Hướng Quốc ngây ra ngay tại chỗ, Hạ Tưởng không chút nể nang, nửa bước cũng không nhường, quyết tâm làm trái lại với ông ta đến cùng sao. Ông ta rất không hài lòng mà phẩy tay bỏ đi. Đồng chí Hạ Tưởng, tôi hy vọng cậu không cần hành động theo cảm tính, càng không cần cứ theo một con đường mà đi đến cùng. Hạ Tưởng cũng không tiếp lời của Cổ Hướng Quốc, ngược lại lại cười với mấy vị phó thị trưởng có mặt. Tôi hy vọng chúng ta đừng trở thành người có tội với người dân thành phố Lang, trên thế giới không còn con đường lui có thể đi. Nói xong, hắn cũng không thèm để ý đến vẻ mặt ngạc nhiên của mọi người, nghênh ngang bỏ đi. Các phó thị trưởng đều rõ, sự bất hòa trong nội bộ bộ máy chính quyền đã công khai hóa và gay cấn. Thiệu Đinh nhìn theo bóng dáng của Hạ Tưởng, ánh mắt mập mờ, cũng không biết đang nghĩ cái gì. Buổi chiều, Hạ Tưởng và Lưu Nhất Lâm gặp nhau, trao đổi cách nhìn về vấn đề mở rộng thí điểm của Bộ Nông nghiệp, Lưu Nhất Lâm cũng mang thái độ phủ định hoàn toàn với biến đổi gen, tuy nhiên cô tỏ vẻ không lạc quan với triển vọng, vì nếu có sự tham gia của Nga Ni Trần, khả năng được hội nghị thông qua là rất lớn. Bí thư Ngả cuối cùng phỏng chừng cũng sẽ gật đầu ủng hộ, việc mở rộng thí điểm của Bộ Nông nghiệp, có thế lực của các mặt tham gia, rất khó giải quyết. Kiến nghị của tôi là, anh thấy tình hình hợp lý thì thu lại, đừng làm đến quá bị động. Lưu Nhất Lâm không hiểu lắm về những cứng rắn gần đây của Hạ Tưởng, tuy nhiên cô cũng thầm khâm phục thủ đoạn của Hạ Tưởng, không ngờ trong sự giao thủ với Nga Ni Trần, đã thắng một hiệp. Tuy nhiên đối với quan hệ giữa Hạ Tưởng và Tống Nhất Phàm, lại suy đoán nhiều hơn một chút về quan hệ nam nữ, nhưng lại không nói ra. Lưu Nhất Lâm và Đồ Quân là hai nữ cán bộ có quyền lực nòng cốt ở thành phố Lang, tính cách hai người khác nhau, so với sự cứng rắn của Đồ Quân, cô làm việc khiêm tốn, phong cách dịu dàng. Chỉ có một điểm, tâm cơ sâu lắng hơn nhiều so với Đồ Quân. Theo Hạ Tưởng, con đường theo chính trị của Lưu Nhất Lâm rộng lớn hơn Đồ Quân. Nhưng hắn thừa nhận cách đối nhân xử thế của Lưu Nhất Lâm, không có nghĩa là đồng ý với quan điểm của cô. Có cái nên làm, có cái không nên làm, trưởng ban Lưu, có một số vấn đề nguyên tắc không thể dao động, một quốc gia muốn sừng sững trong cánh rừng dân tộc thế giới, thì cần phải có nội tuyến, làm người cũng như vậy. Quốc gia nếu không có nội tuyến, làm người nếu không có nguyên tắc, đều là một chuyện bi ai. Lưu Nhất Lâm thấy không thuyết phục được Hạ Tưởng, lắc lắc đầu. Thôi bỏ đi, dù sao trên hội nghị thường vụ thảo luận, tôi sẽ duy trì nhất trí với anh, ủng hộ nhiều hơn, tôi cũng không đủ sức. Hạ Tưởng biểu thị cảm ơn với sự ủng hộ của Lưu Nhất Lâm. Có thời gian mời cô ăn cơm. Lưu Nhất Lâm khẽ cười một tiếng. Rất hiện thực, nếu tôi phản đối lập trường của anh, đừng nói anh mời tôi ăn cơm. Liệu có trở mặt xem như không quen không? Bộ dáng lúc giận lúc vui đều xinh đẹp của cô thật sự có phong thái mê người. Hạ Tưởng cười ha hả. Không có đâu, tuy nhiên nói gì thì nói, trưởng ban Lưu vừa là trưởng ban tổ chức cán bộ, lại là mỹ nữ, người muốn mời cô ăn cơm ở thành phố Lang này không 1.000 thì cũng 800, tôi có thể mời được cô, là vinh hạnh của tôi. Lưu Nhất Lâm được Hạ Tưởng khen, xấu hổ, trừng mắt nhìn Hạ Tưởng một cái.
anh còn nhỏ hơn tôi, dám trêu chọc chị sao? Buổi tối, Hạ Tưởng gọi điện cho Liên Nhược Hạm, nói rõ ngày mai hắn phải đi thủ đô một chuyến. Kỳ thật Hạ Tưởng không có quan hệ gì trong bộ nông nghiệp, nhưng muốn quen với một phụ trưởng, cũng không phải là chuyện khó. Hắn đến bộ nông nghiệp không phải vì chuyện biến đổi gen, mà là muốn nghe ngóng một chút tin tức, xem sự quyết tâm trong vấn đề mở rộng thí điểm của bộ nông nghiệp với thành phố Lang rốt cuộc lớn cỡ nào. Đồng thời, cũng thuận đường đưa Tống Nhất Phàm về trường. Tống Nhất Phàm ì ạch không đi, Hạ Tưởng dỗ dành cô, cũng biết chuyện học hành không thể lơ là. Chuyện tập đoàn Viễn Cảnh đầu tư vào tham quan nông nghiệp, Hạ Tưởng trước tiên thương lượng qua với Liên Nhược Hạm, Liên Nhược Hạm cũng biểu thị đồng ý. Cô tin tưởng vào tầm nhìn của Hạ Tưởng, hơn nữa theo cô, tập đoàn Viễn Cảnh không khác gì cánh tay của Hạ Tưởng, khi Hạ Tưởng cần, chỉ đâu đánh đấy. Buổi tối khi đi ngủ, Tống Nhất Phàm lại làm náo loạn một trận. Hai ngày qua, cô vẫn ngủ rất ngon trên giường của Hạ Tưởng, tối hôm nay không biết tại sao lương tâm phát hiện, cảm thấy Hạ Tưởng ngủ mãi ở sofa không tốt lắm, nên muốn đổi chỗ với Hạ Tưởng. Hạ Tưởng không đồng ý, cô liền nũng nịu, làm xấu, giả bộ khóc nhè, Hạ Tưởng chỉ đành gật đầu. Ngủ đến nửa đêm, đang lúc say giấc, liền nghe từ phòng khách vọng vào những tiếng động không bình thường, Hạ Tưởng vội ra xem, không kìm nổi cười, Tống Nhất Phàm không chỉ mặc mình nội y, mà còn bị rơi xuống sàn nhà, may mắn là nền nhà có trải thảm, hơn nữa sofa cũng không cao, nên mới không bị đau. Càng khiến hắn không biết nên khóc hay nên cười là, Tống Nhất Phàm ôm gối, với một tư thế rất không vừa mắt, vẹo đùi, thớ thịt săn chắc, nằm nghiêng trên thảm, ngủ say như chết. Hạ Tưởng liền bế cô lên, đặt cô lên giường, hắn lại ngủ ở sofa. Sang hôm sau, liền bị tiếng kêu sợ hãi của Tống Nhất Phàm làm cho giật mình tỉnh giấc, cô đi ra từ trong phòng ngủ, xoa thắt lưng, hung hăng nói với Hạ Tưởng. Anh Hạ, tối hôm qua anh khẳng định vô lễ với em rồi, anh xem đùi của em thâm hết cả lên, lưng cũng bị đau, anh. Ức hiếp người quá đáng rồi. Hạ Tưởng chớp mắt rất lâu, không nói ra câu gì, hắn thật sự còn oan hơn cả Đậu Nga, nhân vật trong vở kịch Đậu Nga Oan của Trung Quốc. Chương 804, phiền toái, không mời mà tới. Ăn sáng xong, Hạ Tưởng lái xe cùng Tống Nhất Phàm đi về thủ đô, lái xe của hắn đã đổi, Dương Bân đổi sang Lý Vĩnh, một người trung niên trung hậu thật thà, hắn cũng xem như hài lòng. Tuy nhiên đi thủ đô có cả chuyện riêng trong đó, nên không cho lái xe đi cùng. Sau khi Dương Bân bị Hạ Tưởng đổi, tạm thời chưa có lãnh đạo nào sử dụng, ở lại ban lái xe chịu sự sai khiến của người khác vào mọi lúc. Thành phố Lang cách thủ đô quả thực là gần, chỉ cần vào cao tốc không bao lâu, là có thể nhìn thấy thủ đô. Dọc đường đi Tống Nhất Phàm líu díu không ngừng, hết nói chuyện vui ở trường, lại còn kể không ít chuyện cười cho Hạ Tưởng nghe, một trong số đó đã khiến Hạ Tưởng cười rất lâu. Khi mới vào học, mọi người đều lên bục giảng tự giới thiệu về bản thân. Một nam học sinh lên, cậu ta lớn giọng nói, tôi là Vưu Dũng, tôi đến từ thủ đô, tôi thích đánh cờ, xia chi. Cậu ta vừa xuống, thì đến lượt một nữ sinh khác lên, nữ sinh đỏ mặt, giọng nói rất nhỏ, giống như tiếng muỗi kêu vậy, tôi là Hạ Kỳ, xia chi, tôi đến từ thành phố Yến, tôi thích bơi lội. Kết quả là cả lớp cười rộ lên, trong tiếng Trung, từ đánh cờ và Hạ Kỳ có cách đọc và nghĩa Hán Việt giống nhau, đều là Hạ Kỳ. Sau khi nói xong, Tống Nhất Phàm lắc lắc cánh tay Hạ Tưởng. Anh Hạ, Hạ Kỳ cùng họ với anh có biết cô ấy không? Một nữ sinh rất dịu dàng, rất chu đáo, bước đi rất nhẹ nhàng. Đến Đại học Bắc Kinh, mới hơn 9 giờ. Hạ Tưởng lái xe vào trong sân trường, nhìn thấy những học sinh túm năm tụm ba ở bên cạnh, không khỏi sinh ra cảm khái. Thời gian đại học khiến người ta lưu luyến nhất, bất chi bất giác, hắn tốt nghiệp đại học cũng đã 7-8 năm rồi, lại nhìn những sinh viên vẻ mặt trẻ con, không khỏi lắc đầu cười. So với mọi người, tôi thật sự đã già rồi. Tống Nhất Phàm lại không để ý đến sự cảm khái của Hạ Tưởng, cũng không biết cô nghĩ lung tung thế nào, bỗng nhiên không vui nữa. Đúng thật là, trên người em bị thâm mấy vệt liền, đến tối đám bạn ký túc quỷ quái khẳng định sẽ hỏi này hỏi nọ, không chừng sẽ hỏi em có bị mất trinh không, phiền chết được. Hạ Tưởng ngạc nhiên, cô bé Nhất Phàm quả nhiên trưởng thành rồi, nói chuyện cũng càng ngày càng sắc bén, khiến Hạ Tưởng không có lời gì để chống đỡ. Hạ Tưởng không đưa Tống Nhất Phàm đến trước ký túc, hắn dừng xe, mở cửa, Tống Nhất Phàm lại không chịu xuống, ngồi ì bất động. Em không muốn đi học nữa, nếu không, em chuyển trường, mà Phàm cậu ta thật sự rất phiền phức. Hạ Tưởng mỉm cười. Giờ anh đi làm việc trước,
Đợi khi trở về sẽ quay lại trường thăm em, sau đó giúp em giải quyết phiền toái. Vừa dứt lời, một tiếng phanh xe chói tai vang lên, một chiếc xe thể thao Ferrari dừng sát cạnh xe Hạ Tường, cách cửa xe không đến 10 cm, hoàn toàn là cách dừng xe kiểu hung hăng chặn chết lối đi. Một nam sinh rất gầy yếu, mặc đồ bò rộng thùng thình, trên đầu vài cây tóc nhuộm vàng, chân đi giày thể thao Nike, trên tay đồng hồ hàng hiệu, miệng còn lép bép nhai kẹo cao su, ăn mặc rất thời thượng nhưng ít nhiều có chút côn đồ, tựa vào cửa xe, nheo mắt, vẻ mặt bất mãn và khinh thường nhìn Hạ Tường. Mày là ai? Sao mang Tống Nhất Phàm đi? Thằng nhóc này, nói cho mày biết, Tống Nhất Phàm là bạn gái của tao, mày mà đụng vào một ngón tay của cô ấy, mày không xong với tao đâu. Hạ Tưởng từ sau khi bước chân vào quan trường, chưa có ai gọi hắn là nhóc, hôm nay lần đầu tiên bị một thằng nhãi danh gọi một tiếng thằng nhóc này, không khỏi bật cười. Tôi là ai cậu quản không nổi, tôi lại muốn nói cho cậu biết, về sau không có chuyện thì đừng làm phiền Tiểu Phàm, nếu không, cậu sẽ tự chuốc lấy phiền phức đấy. Trong lòng lại nghĩ, mình so với một cậu nhóc 17, 18, không phải là chú thì cũng là người già hơn, lại còn có người không có mắt mà gọi hắn là nhóc. Lẽ nào hắn bây giờ còn trẻ như vậy sao? Nam sinh khinh miệt mà cười, vừa mở miệng liền nhổ kẹo cao su lên xe Audi của Hạ Tưởng, y đi một vòng quanh chiếc xe, sau đó đá một đá vào cánh cửa xe. Lái một chiếc Audi, không thấy xấu hổ khi nói chuyện với tao sao? Giấy phép của thành phố Lang, hóa ra là một tên nhà quê, cũng xứng đến thủ đô sao? Nói cho mày biết, tao là ma phàm, cho nên chưa từng sợ phiền toái. Lại đến trước Tống Nhất Phàm, cợt nhả mà nói. Bé Nhất Phàm, hắn là ai vậy? Nói cho anh biết, nếu hắn quấy rầy em, anh sẽ lập tức cho hắn cút xéo khỏi đây. Tống Nhất Phàm hừ một tiếng, có Hạ Tưởng chống lưng, cô hì hì cười, ôm chặt lấy cánh tay Hạ Tưởng. Anh ấy, là bạn trai của tôi, hai ngày vừa qua tôi luôn ở bên anh ấy, thế nào? Ma Phàm, tôi rất ghét cậu, cậu có biết không hả? Tư tưởng của tôi xa bao nhiêu? Thì cậu hãy tránh xa bấy nhiêu, được không vậy? Cái gì? Ma Phàm mở to hai mắt, một vẻ mặt vô cùng đau đớn. Em đã xảy ra với hắn ta rồi. Trời ơi, đến em còn không còn, Đại học Bắc Kinh này còn có nữ sinh thuần khiết nữa không? Tức chết mất, Tống Nhất Phàm, em không yên với anh đâu. Ma Phàm giơ tay tóm lấy tay của Tống Nhất Phàm. Cho dù lời nói vừa rồi của Tống Nhất Phàm có chút quá đáng, Hạ Tưởng nghe xong cũng có chút xấu hổ, tuy nhiên bây giờ không phải lúc giải thích, nếu Ma Phàm chủ động tìm đến cửa rồi, thì giải quyết một lần cho xong, để tránh Tống Nhất Phàm bị quấy rầy mãi không thôi. Hơn nữa nói thật, Hạ Tưởng cũng rất không thích cái bộ dáng lôi kéo duy nhất ở trần gian của Ma Phàm. Ma Phàm ngay trước mặt hắn muốn động chân động tay, Hạ Tưởng có thể để y làm càn vậy sao? Ở thành phố Lang Tứ Tiểu Long muốn vô lễ với Tống Nhất Phàm, đã bị hắn làm cho tàn phế trong cơn tức giận. Ma Phàm tuy không phải là kẻ quá ác ôn, cũng không thể để y có chút xâm phạm đến Tống Nhất Phàm. Hạ Tưởng giơ nhẹ tay, đã gạt tay của Ma Phàm sang một bên. Tôn trọng chút đi, tôi cảnh cáo một lần nữa, nếu cậu còn dám vô lễ với Tiểu Phàm, nếu có thêm hành động gì không an phận, cậu tuyệt đối sẽ hối hận. Hạ Tưởng cũng bênh vực, vì Tống Nhất Phàm, hắn thật đã trở thành một người anh trai bênh vực nhất. Kỳ thật với tính cách của Hạ Tưởng, mới lười nhác mà chăm chỉ với Ma Phàm. Trong mắt hắn, Ma Phàm có tự cho là nhất trên đời, chẳng qua cũng chỉ là một thằng oát con, chấp nhặt với y, có chút mất mặt, hơn nữa có vẻ cũng giống như bắt nạt một đứa trẻ vậy. Tuy nhiên khiến Hạ Tưởng không thể ngờ là, Ma Phàm không chỉ trông nhỏ tuổi, mà con người cũng rất hư hỏng, giơ tay lấy từ trong xe ra một chiếc côn điện, khi lấy côn điện ra, không cẩn thận đã lôi ra rất nhiều đồ, có những thứ như bao cao su và thuốc kích thích tình dục. Vi, khiến Hạ Tưởng lập tức giật mình và phẫn nộ. Nhìn những thứ mà y luôn mang theo trên xe, không chừng làm hại bao nhiêu cô gái rồi. Ma Phàm mở côn điện ra, tia điện lóe lên. Thế nào, có phục không? Một bên uy hiếp Hạ Tưởng, một bên nghiến răng chằng lợi mà nói với Tống Nhất Phàm. Em dám tùy tiện lên giường với thằng khác, Tống Nhất Phàm, nể mặt ba em là phó chủ tịch tỉnh, anh bỏ qua cho em một lần, nhưng tên này hôm nay chết chắc rồi. Đụng vào cô gái của tao, mẹ mày, không cho mày một trận. Mày không biết tao có lai lịch lớn cỡ nào. Nói cho thằng nhóc mày biết, mày xui xẻo rồi, biết ba tao là ai không? Ba tao là phó thị trưởng của thủ đô đấy. Phó thị trưởng thủ đô Ma Dương Thiên là ba của y sao?
Ma Dương Thiên ở Ủy ban Nhân dân thành phố của thủ đô xếp hạng tuy không phải là quá đứng đầu, nhưng một số phân công quan trọng mà ông ta phân công quản lý, công tác về mặt phụ trách xây dựng đường ray giao thông VV, nắm quyền lớn trong tay, nhất là trong vùng thủ đô, xây dựng và xây dựng giao thông là việc quan trọng trong quan trọng, những công trình động một chút là con số hàng tỷ đến chục tỷ, đều nắm trong tay Ma Dương Thiên, Ma Dương Thiên cũng là nhân vật có thực quyền của thủ đô. Chỉ đáng tiếc, ông ta làm sao lại sinh ra một đứa con trai không có trí như thế này. Ma Dương Thiên có quyền thế rất lớn ở thủ đô, ông ta cũng là cấp thứ trưởng, nói không vào mắt Hạ Tưởng là Hạ Tưởng không để ý, nhưng Hạ Tưởng thật sự không cho rằng Ma Dương Thiên là nhân vật số một. Bởi vì người khác thì hắn cũng không rõ, nhưng Ma Dương Thiên thì hắn lại nhớ con người này. 2 năm sau, Ma Dương Thiên bị giam giữ và thẩm vấn, về sau không lâu, Ma Dương Thiên bị phiên tòa thứ hai của Tòa án Nhân dân tối cao tỉnh Yên quyết định, duy trì kết án hoãn tội chết của phiên tòa thứ nhất. Làm một nhân vật thế nào cũng thân bại danh liệt, con trai ông ta còn diễu võ dương oai, thật là đáng cười thêm cả đáng thương. Nhưng mỗi một người đều có lúc liều lĩnh, không biết kết cục cuối cùng của mình là gì, mà Phạm bây giờ đang trong cơn giận dữ, nóng lòng muốn đánh gục Hạ Tưởng xuống đất, hung hăng đạp mấy đạp mới hả giận. Hạ Tưởng không ngờ đã đắc thủ với Tống Nhất Phàm mà y thích nhất, khiến y có một loại nhục nhã là bị người ta cắm sừng, cho dù Tống Nhất Phàm căn bản không thừa nhận y, trong mắt y, Tống Nhất Phàm là cô gái của y, ai cũng không được đụng đến một đầu ngón tay của cô. Ma Phàm nói xong, chìa côn điện ra xông thẳng đến Hạ Tưởng. Hạ Tưởng vừa mới trừng trị tứ tiểu long của Nga Ni Trần, không ngờ lâu rồi không đến thủ đô, vừa đến đã gặp phiền phức, không khỏi cười đau khổ, gần đây thật sự là không thuận. Ai gặp hắn cũng muốn thu dọn hắn, giống như hắn thật sự là một quả hồng nhũn vậy. Nhưng Hạ Tưởng cho tới bây giờ không phải là quả hồng nhũn. Không đợi Ma Phàm tới gần, hắn tung một cước ra liền đá trúng vào cổ tay của Ma Phàm, côn điện trong tay y bị đá bay ra, sau đó thuận thế mà đẩy, Ma Phàm liền lùi về sau mấy bước, nguyên cả mông phịch ngay xuống đất. Ma Phàm đâu có ngờ Hạ Tưởng lại lợi hại như thế, sau khi ngã xuống đất, tức đến kêu lồng lộn lên. Rất nhanh nhìn vào biển số xe, hét lớn. Mày đến từ thành phố Lang, thằng nhóc, tao nhớ biển số xe của mày, trở về tao sẽ bảo gì tao trừng trị mày. Nói cho mày biết, gì của tao là ủy viên thường vụ thành phố Lang, phó thị trưởng, sẽ bóp chết mày như bóp chết một con kiến. Hạ Tưởng ngây ra, thật đúng là oan gia ngõ hẹp, ủy viên thường vụ thành phố Lang, phó thị trưởng chỉ có một người đầu quân. Mà Phàm lại luôn miệng nói là gì của y. Không phải là đồ quân thì còn có thể là ai? Hóa ra đồ quân còn có một tầng quan hệ với phó thị trưởng của thủ đô. Đồ quân ở thủ đô có hậu đài, Hạ Tưởng biết rõ điểm này, nhưng lại không biết rõ hậu đài của cô ta rốt cuộc là ai. Chuyện trên chính trị, có lúc không đơn giản như một là một hai là hai, có một số người cố làm ra vẻ huyền bí, giấu giếm không nói ra hậu đài thật sự. Có một số người ngày ngày lại đem hậu đài của mình là ai treo bên mép miệng. Giữa người và người khác nhau, cũng đã hình thành muôn mặt đời thường của quan trường và văn hóa quan trường với muôn hình muôn vẻ. Đồ quân tuy rằng tính tình mạnh mẽ, nhưng cô ta cũng có lòng dạ, trên vấn đề hậu đài là ai, vẫn luôn giữ kín như bưng. Hôm nay xem như là một gặt hái tình cờ, một thằng nhóc hư hỏng muốn quấy rối theo đuổi Tống Nhất Phàm, không ngờ là cháu trai bên ngoại của đồ quân, như thế, nội tuyến của đồ quân đã ở trước mặt Hạ Tưởng lộ ra đỉnh của tảng băng trôi. Có được đỉnh của tảng băng trôi, toàn bộ mạng lưới quan hệ của đồ quân bại lộ trong tầm mắt của hắn, chẳng qua là chuyện sớm muộn. Không đề cập tới đồ quân thì thôi, nhắc tới đồ quân, Hạ Tưởng vốn định đơn giản giáo huấn Ma Phàm một trận, trong lòng lại lập tức thay đổi chủ ý, hắn tiến lên một bước, túm lấy cổ áo của Ma Phàm, kéo y lên. Hung hăng trước mặt tôi ít thôi, Ma Phàm, tôi trịnh trọng cảnh cáo cậu, về sau cách xa Tống Nhất Phàm ra một chút, nếu không... Đừng nói gì của cậu là phó thị trưởng, cho dù cô ta là ai, cũng không bảo vệ được cậu đâu. Ma Phàm bị Hạ Tưởng tóm lấy, một chút cũng không chịu thua. Có dũng khí thì đứng lại, tao lập tức cho người đến, không chỉ chết mày mới lạ. Ở thủ đô mà ngươi dám chuyển tiết tấu với tao sao, mày xem mày là gì chứ? Dì tao cũng vừa khéo đang ở thủ đô, lát tao gọi bà ấy qua đây, để xem ngươi còn dám hống hách với tao nữa không? Hạ Tưởng một quăng ném y sang một bên. Nhanh lái chiếc xe của cậu đi, đừng có chặn đường của tôi. Ma Phàm chút nữa bị ngã, y biết nếu y động thủ y không phải là đối thủ của Hạ Tưởng, liền nhanh chóng chui tọt vào xe, đóng chặt cửa xe và không ra nữa,
ngồi bên trong gọi điện thoại. Dù sao xe của y dán sát vào cửa xe của Hạ Tưởng, y không động đậy, Hạ Tưởng cũng không đi được. Hạ Tưởng thấy bộ dạng biến thái với vẻ mặt đắc ý, thầm nghĩ xem ra trước khi vào vở kịch chính, phải so một chiêu với Đồ Quân ở thủ đô. Ma Phàm gọi điện thoại kêu cứu binh đến, Hạ Tưởng cũng không nhàn rỗi, cũng lấy điện thoại ra, gọi một cuộc đi. Hôm nay hắn đến thủ đô chỉ có một thân một mình, cũng không thể chịu thiệt trước được. Ma Phàm gọi điện xong, còn cố ý mở cửa kính xe. Ha ha, mày đợi đấy, lát nữa sẽ cho mày biết tay. Tao thật đáng thương cho mày, lái một chiếc Audi mà dám đến thủ đô giở trò đầu gấu sao. Đừng trách tao không nhắc nhở mày, bây giờ chạy còn kịp đấy, tuy nhiên chạy được người chứ không chạy được xe, mày dám chọc tao, hôm nay đợi mà xem bị xử lý một trận nhé. Hạ Tưởng giơ chân, đá, bốp, một cái vào cửa xe. Có gan thì ra đây, trốn trên xe thì tính là thứ đàn ông gì chứ? Ma Phàm chốt chặt cửa. Có gan thì lên đây, hừ, một thằng nhà quê mà dám đến thủ đô dương oai, có biết cái gì là không lên thủ đô không biết quan nhỏ chưa hả? Mẹ mày, đợi lát nữa cho mày nhừ xương, để mày hưởng thụ một chút sự phục vụ nhiệt tình của người dân thủ đô. Y la hét mắng chửi người thì không tính làm gì, còn nói năng lỗ mãng uy hiếp Tống Nhất Phàm. Tống Nhất Phàm, đừng trách anh không nhắc nhở em, anh cho em một cơ hội cuối cùng theo anh, nếu không, cho dù ba em là phó chủ tịch tỉnh, anh cũng có cách để em ngoan ngoãn nghe lời. Thật đúng là lòng dạ không đổi, Hạ Tưởng giận dữ. Ma Phàm, đừng trách tôi không nhắc nhở cậu, tôi cho cậu một cơ hội cuối cùng để tránh xa Tống Nhất Phàm, nếu không, cho dù ba cậu là phó thị trưởng, tôi cũng có cách để cậu ngoan ngoãn cúi đầu. Khi Hạ Tưởng nói chuyện, sự nghiêm khắc trong lời nói, sự lạnh lùng trong ánh mắt, khiến Ma Phàm không tự chủ được sợ tới mức rụt cổ lại. Tao không sợ mày đâu. Sau đó, phía sau lưng truyền đến một hồi tiếng xe ô tô, quay đầu nhìn, mấy chiếc xe cảnh sát gào rú đến, hiển nhiên, là quân cứu binh của Ma Phàm. Hạ Tưởng vốn cho rằng Ma Phàm gọi được Đồ Quân đến, không ngờ được gọi đến là cảnh sát. Vừa nhìn có tất cả 4 chiếc xe cảnh sát, suy cho cùng là con trai của phó thị trưởng, uy phong không nhỏ, nhớ tới Hồng Nhị Đại nhậm chức ở thành phố ven biển nào đó ở phía Bắc, ông ta tuyên bố với bên ngoài con trai ông ta giống như người dân bình thường, chưa từng đem lực lượng cảnh sát ra hộ tống, trên thực tế mỗi khi đi học đều là do thư ký ra mặt, cùng với xe cảnh sát đi mở đường và hộ tống, là sự uy phong khiêm tốn. So với hắn, Ma Phàm thân là con trai của phó thị trưởng của thủ đô, ở thủ đô nghênh ngang mà đi, cũng hoàn toàn có thể hiểu. Xe cảnh sát dừng lại, từ trên 4 chiếc xe bước xuống 7-8 cảnh sát, còn có một người mang bộ dáng thư ký, đeo kính không gọng, mặt nhẵn thín, nhìn rất lanh lợi, gã vừa xuống xe thì đến trước mặt Ma Phàm, vẻ mặt quan tâm. Cậu Ma, xảy ra chuyện gì vậy? Ai dám ban ngày ban mặt chọc ghẹo cậu thế? Ma Phàm vừa thấy cứu binh đến đông đủ, liền nghiêm mặt mà xuống khỏi xe. Chú Tôn, là hắn, một thằng nhà quê đến từ thành phố Lang, bộ dáng giống chú. Còn giết thời gian với sinh viên nữ, vừa nhìn đã biết không phải là người tốt. Nhanh chóng bắt lấy hắn, nhốt hắn 10 đến 15 ngày, xem hắn ngoan ngoãn hay không. Nói rồi, y bỗng nhiên nhếch miệng khóc. Hắn là cái thá gì chứ, hắn lừa bạn gái của tôi rồi, tôi không muốn sống nữa. Hạ Tưởng đứng bên cạnh xem liên tục phát cười, tốt xấu Ma Phàm cũng là con trai của một phó thị trưởng oai vệ, làm sao mà lại giống như một thằng hề vậy. Không chỉ đổi trắng thay đen. Còn gây chuyện, một chút gia giáo cũng không có. Con nhà quan con nhà giàu mới nổi chả trách người tài giỏi chả có là bao, đều bị tư tưởng đặc quyền hại chết rồi. Ban đầu là hại người, sau cùng còn hại cả chính mình. Người được gọi là chú Tôn dùng tay chỉ Hạ Tưởng, sai khiến đám cảnh sát. Trước mắt bắt hắn lại, tùy ý cho vào vấn đề trị án, tạm giam rồi tính tiếp. Rốt cuộc là thư ký của phó thị trưởng, bộ dáng vênh mặt hất hàm sai khiến. Vừa nhìn đã biết là quen thói ra lệnh, mở miệng bắt người, mí mắt cũng không thèm chớp, dường như Hạ Tưởng chính là người đi đường mặc người thả sức sâu xé. Cảnh sát lập tức tiến đến trước mặt Hạ Tưởng, cũng may cảnh sát thủ đô ít nhiều cũng có chút kiến thức, thấy Hạ Tưởng vẻ mặt trấn tĩnh, cô gái bên cạnh hắn cũng không một chút bối rối, ngược lại còn có hứng thú mà quan sát mọi thứ, tay cảnh sát đi đầu tên là Hồ Quốc Lập, y chần chừ một chút, đã làm ra một quyết định khiến y sau sự việc đã may mắn cả đời. Đồng chí, xin xuất trình giấy tờ. Chính là vì quyết định này của y, mới khiến y sau khi sự việc xảy ra không bị liên lụy, sau khi Ma Dương Thiên xuống đài,
xem như thoát được một nạn, không chịu liên lụy gì. Hạ Tưởng không chút hoang mang mà lấy ra thẻ công tác ở chính quyền nhân dân thành phố Lang, đưa cho Hồ Quốc Lập. Hồ Quốc Lập vừa thấy ký hiệu quốc huy trên đó, liền giật mình, đợi khi mở ra xem, suýt nữa không cầm vững y không phải bị cấp bậc của Hạ Tưởng làm cho sợ. Cán bộ cấp phó giám đốc sở ở thủ đô có thể vơ cả nắm, y bị tuổi tác của Hạ Tưởng làm cho giật mình, y năm nay 35 tuổi, mới ở cấp cục, hơn nữa còn phải đi qua không biết bao nhiêu cách. Hồ Quốc Lập day day mắt, mới dám tin tưởng y không có nhìn lầm, Hạ Tưởng, quả thực là phó thị trưởng 29 tuổi, khiến y toát mồ hôi lạnh ở sau lưng, nguy hiểm thật, nếu không hỏi mà cứ bắt người đi, đừng thấy Hạ Tưởng chỉ là phó thị trưởng của thành phố Lang, nhưng hắn dù sao cũng là cán bộ cấp phó giám đốc sở. Dưới thể chế chính trị hiện có, đặc quyền của cán bộ không dễ xâm phạm, có một quy định được hình thành theo quy ước trong đó. Hơn nữa hắn trẻ như thế đã là quan lớn, không có hậu đài và lai lịch sao? Có đánh chết Hồ Quốc Lập cũng không tin. Hồ Quốc Lập lập tức đem giấy chứng nhận trả lại cho Hạ Tưởng, còn theo bản năng mà kính lễ. Làm phiền rồi, Phó Thị trưởng Hạ, xin anh phối hợp với công tác của chúng tôi, giải thích một chút sự việc đã xảy ra, được không ạ? Ngữ khí rất cung kính, thái độ rất khách khí. Hạ Tưởng thấy thái độ của y chuẩn mực, cũng liền phối hợp với công việc của y, đơn giản nói, rồi lại nhấn mạnh một câu. Đội trưởng Hồ, tôi đề nghị anh đứng ngoài cuộc, nếu không sẽ rước họa vào thân, so với việc thu lợi, khẳng định sẽ tổn hại lớn. Lời nói của Hạ Tưởng đã khiến Hồ Quốc Lập càng thêm nhận định, chuyện hôm nay, là thần tiên đánh nhau, y là người phàm, đứng gần quá, ngoài việc gặp tai ương. Tuyệt đối sẽ không có chút điều tốt nào. Thư ký Tôn thấy Hồ Quốc Lập không bắt người, liền nóng nảy. Lão Hồ, thế nào mà còn chưa ra tay hả? Không nghe thấy tôi vừa nói gì sao? Nhanh bắt hắn lại, thay cậu Ma chút giận. Thư ký Tôn là chỗ thân tín của Phó Thị trưởng Ma, đắc tội không được. Hồ Quốc Lập liền vội vàng đến trước mặt thư ký Tôn, thì thầm mấy câu. Thư ký Tôn sắc mặt biến đổi, nhìn Hạ Tưởng vài lượt, rồi lại đến trước mặt Ma Phàm, nói nhỏ mấy câu gì đó. Ma Phàm lập tức gào lên. Không được, tôi mặc kệ hắn là ai, phải bắt hắn. Y không chỉ nói, còn động thủ, từ trên xe lấy ra một cây gậy ngắn, đập loạn lên chiếc xe Audi của Hạ Tưởng. Hạ Tưởng cũng không ngăn, lạnh lùng đứng nhìn, rồi lại nghe tiếng xe ô tô từ phía xa chuyển đến, hắn quay đầu nhìn, đồ quân cuối cùng cũng đến rồi. Chương 805, xung đột leo thang. Đương nhiên xe công vụ của đồ quân thì Hạ Tưởng biết. Bởi vì có xung đột trực diện với Ma Phàm mà ngay trong sân của trường Đại học Bắc Kinh lại có thể gặp mặt đồ quân. Hạ Tưởng cũng muốn nhìn thử xem, đồ quân xử lý mâu thuẫn này như thế nào. Ma Phàm đập vỡ kính chắn gió của xe Audi, phá hỏng cửa kính của xe mà vẫn còn chưa hết giận, y tiếp tục cầm cái gậy trong tay xông vào tới Hạ Tưởng, vẻ điên cuồng như rất có vẻ chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, lao về phía Hạ Tưởng để đánh. Hồ Quốc Lập đang muốn ngăn cản nhưng lại bị ánh mắt lạnh lẽo của Tôn Bí chặn lại, mà Tôn Bí thì y không thể trêu vào. Thôi vậy, y giả bộ như không phát hiện ra việc này, đành phải bất đắc dĩ quay đầu sang chỗ khác. Trong lòng y than thầm hôm nay nếu thật có việc lớn xảy ra, cái họa này khẳng định sẽ do y gánh. Hôm nay thật xui xẻo, tự dưng lại gặp phải chuyện này. Hạ Tưởng chắc chắn là không để Ma Phàm đánh chúng, hắn tránh sang một bên, một tay giữ chặt cánh tay của Ma Phàm. Chân nhẹ nhàng đá quét một cái. Ma Phàm lập tức mất thăng bằng, không đứng vững được, té ngã xuống đất với tư thế như chó đang gặm cứt vậy. Sau khi bị đánh ngã thì y lập tức khóc giống lên. Đánh người, có người đánh tôi, có người hành hung tôi. Mau, mau bắt lấy hắn. Đúng là kiểu dáng của một gã vô lại lưu manh, thật biết làm trò. Nhưng thông thường thì người kêu oan sẽ tranh thủ được sự thông cảm của người khác. Đồ quân từ trên xe bước xuống, vừa lúc nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, lập tức giận tím mặt lại. Cô ta vội vàng chạy nhanh tới đỡ Ma Phàm đang nằm trên mặt đất dậy rồi trợn mắt nhìn Hạ Tưởng mà nói. Hạ Tưởng, cậu ức hiếp một đứa trẻ con như thế này thì có bản lĩnh gì? Đường đường là một phó thị trưởng thường trực thành phố Lang, từ thành phố Lang đến Bắc Kinh lại tranh giành tình nhân với một đứa trẻ chưa đủ tuổi thành niên. Cậu đã suy nghĩ đến hậu quả của việc này nếu rơi vào trong tai của bí thư Ngả chưa vậy? Vẻ mặt của Hạ Tưởng bình tĩnh, đối mặt với sự chỉ trích của đồ quân thì hắn chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. Phó thị trưởng đồ, Ma Phàm có phải là đứa trẻ vị thành niên hay không thì chưa cần nói đến, nhưng cô bảo tôi ức hiếp cậu ta. Cô nhìn thử xem,
xe công vụ của Ủy ban Nhân dân thành phố Lang đã bị cậu ta đập tan tành thành cái gì đây? Nếu chụp ảnh cái xe này rồi tung lên mạng, thêm vào mấy lời thuyết minh cường điệu vạch ra việc con trai của phó thị trưởng của Bắc Kinh đập phá mà ra nông nỗi này, chưa kể đến việc cậu ta lại còn uy hiếp phó thị trưởng thường trực của thành phố Lang, nếu vậy thì cô nói xem hậu quả sẽ thế nào. Đồ Quân trong phút chốc trở nên sửng sốt, cô không nghĩ tới Hạ Tưởng có thể ứng đối một cách bình tĩnh như thế này, không ngờ còn có thể nghĩ ra thủ đoạn sẽ tung việc này lên mạng. Tuy nhiên, Đồ Quân cũng không phải là người nhát gan và sợ phiền phức, cô ta cười vẻ lạnh lùng. Nếu trên mạng cũng có những tin rằng phó thị trưởng thường trực thành phố Lang và một nữ sinh viên có quan hệ mờ ám thì anh nói xem sẽ có kết quả gì. Đối chọi gay gắt, không nhượng bộ một chút nào. Hạ Tưởng cười ha hả, giơ tay ra chỉ Tống Nhất Phàm. Phó thị trưởng Đồ, nữ sinh viên như lời cô nói đây chính là em gái của tôi. Nếu cô muốn nói xấu tôi và em gái tôi có quan hệ mờ ám thì tôi cũng không thể phản bác được. Để em gái tôi tự mình nói xem tôi và cô ấy có quan hệ như thế nào. Tống Nhất Phàm chớp chớp mắt, liếc qua Đồ Quân một cái để đánh giá rồi nói. Nghe nói cô là dì của Ma Phàm, phiền chị quản cháu của dì cho tốt, hằng ngày cậu ta đều quấn quýt lấy tôi, muốn tôi trở thành bạn gái của y. Cậu ta nghĩ rằng có một người bố và một người dì là phó thị trưởng là có thể hoành hành ngang ngược, muốn ai là bạn gái của cậu ta thì người đó phải làm như vậy. Bố tôi đã từng nói với tôi rằng phải xem anh Hạ Tưởng đây như người anh ruột của mình, kể cả việc tôi chọn bạn trai như thế nào, hình dáng ra sao là toàn bộ do anh ấy quyết định. Đồ Quân bị lời nói của Tống Nhất Phàm làm cho nổi giận, cô ta mỉm cười nói. Ba cô, ai là ba của cô, đúng là thật ngốc. Vẻ mặt của Tống Nhất Phàm lập tức trở nên nghiêm túc. Cô tên là Đồ Quân, đúng không? Là phó thị trưởng thành phố Lang, có đúng không vậy? Đồ Quân không thèm để ý đến, trả lời luôn. Đúng vậy, mà sao? Tôi sẽ nói lại việc này cho ba của tôi, nói rằng phó thị trưởng thành phố Lang Đồ Quân nói ông ta là đồ ngốc. Đúng ông ta là hơi ngốc nghếch, làm sao lại có thể đưa con gái của mình ra cho người đàn ông khác, lại còn để hắn làm anh của cô. Mà ông ta làm việc ở đâu vậy? Đồ Quân cũng biết Ma Phàm thay bạn gái xoành xoạch, mà cô ta cũng không biết Tống Nhất Phàm là người có thân phận ra sao. Hơn nữa lúc vừa rồi cô ta đang vội vàng xử lý công việc tại Bộ Nông nghiệp, đối với việc va chạm kịch liệt giữa Hạ Tưởng và Ma Phàm thì mặc dù có nghe thấy, nhưng cũng không biết được tỉ mỉ, cũng không nắm rõ được cô gái trước mắt rốt cuộc có thân phận gì. Ba của tôi công tác ở Ủy ban Nhân dân, dường như chức tước của ông ấy to hơn cô một chút. Ông ấy tên là Tống Chiêu Độ, có lẽ cô cũng đã nghe qua tên ông ấy. Đôi mắt to của Tống Nhất Phàm nháy mắt vẻ nghịch ngợm, nét mặt như cười cười nhìn Đồ Quân. Vốn Đồ Quân đang muốn châm chọc khiêu khích thêm mấy câu, nghe thấy câu nói này lập tức sững sờ tại chỗ, cái miệng dường như bị cái gì đó chẹn lấy cổ họng, mặt đỏ lên, tóc tai như dựng đứng, trong lòng bỗng chốc trở nên cực kỳ hối hận. Mình sao vậy, sao lại không lựa chọn từ ngữ cho thích hợp, ngay trước mặt nhiều người như vậy lại nói thẳng rằng phó chủ tịch thường trực tỉnh là đồ ngốc. Cho dù Tống Chiêu Độ rộng lượng đến mấy, có thể không để trong lòng, nhưng trước mặt bao nhiêu người ở đây mà lại nói con gái của ông ta, con gái của phó chủ tịch tỉnh Tống có quan hệ mờ ám với Hạ Tưởng thì. Kể cả thực sự Hạ Tưởng và con gái của phó chủ tịch tỉnh có quan hệ mờ ám, cho dù tất cả mọi người trong tỉnh Yến đều biết, nhưng đã là người trong chốn quan trường thì ai cũng không dám nói việc này ra trước mặt người khác. Bình luận sau lưng lãnh đạo thì ai cũng đều đã từng làm, nhưng khi ở trước công chúng thì không ai dám nói rằng lãnh đạo không tốt, nếu không thì chính là người không biết làm người. Người không biết làm người, ở trong mắt lãnh đạo chính là không biết làm quan. Bây giờ Đồ Quân muốn hối hận cũng đã muộn, Tống Chiêu Độ là người xếp đầu tiên trong danh sách các ứng cử viên vào vị trí chủ tịch tỉnh. Trên cơ bản, việc ông ta ngồi lên ngai vàng chủ tịch tỉnh là chuyện thật, như ván đóng thuyền rồi. Mặc dù cô ta có hậu trường ở Bắc Kinh, tuy vậy việc làm đắc tội với nhân vật số 2 tương lai của tỉnh Yến cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Vẻ mặt Đồ Quân rất khó xử. Tôi, không biết cô là thiên kim tiểu thư của phó chủ tịch tỉnh. Kể cả là cô có muốn biết thì tôi cũng không nghĩ tới việc phải làm quen với cô. Tống Nhất Phàm phất tay. Anh Hạ, xe anh hỏng rồi. Làm sao bây giờ? Ai làm hỏng thì người đó phải đền. Ánh mắt của Hạ Tưởng nhìn thẳng vào Đồ Quân, hắn muốn nhìn xem rốt cuộc Đồ Quân lo lắng về việc này như thế nào. Đồ Quân trong lúc nhất thời do dự, không nói gì. Ma Phàm đứng ở bên cạnh liền nói. Gì,
không thể buông tha thằng này như vậy được, hôm nay kiểu gì cháu cũng phải tiêu diệt hắn, ai cũng không ngăn cản được cháu. Khi nói chuyện, Ma Phàm còn giơ tay như muốn xông lại đánh, Tôn Bí vội vàng giơ tay ngăn Ma Phàm lại. Y cũng đã nhìn ra không khí lúc này có vẻ không đúng, sự kiện rất đơn giản là Ma Phàm theo đuổi Tống Nhất Phàm đã tăng cấp lên thành cuộc đối đầu giữa Hạ Tưởng và Đồ Quân. Lúc này Ma Phàm không thích hợp xông vào gây thêm náo loạn nữa. Hạ Tưởng không chút để ý, liếc mắt nhìn Đồ Quân một cái. Phó thị trưởng Đồ, biểu hiện của Ma Phàm thì chị cũng đã nhìn thấy rồi đấy, đúng hay sai thì đã có công luận. Đồ Quân suy nghĩ rồi nói. Vậy cậu nói xem sự tình hôm nay làm như thế nào thì mới xong việc được. Hôm nay hắn và Đồ Quân ngay giữa ban ngày ban mặt so chiêu với nhau, lại giành được lợi thế. Hôm nay là cơ hội tốt nhất để thử xem điểm giới hạn chịu đựng của Đồ Quân đến mức nào. Thứ nhất là chịu mọi phí tổn cho việc sửa chữa. Thứ hai, là phải xin lỗi Tống Nhất Phàm, cam kết là từ nay về sau không được quấy rầy Tống Nhất Phàm nữa. Yêu cầu của Hạ Tưởng rất vừa phải, không thể nói là quá đáng được, nhưng Đồ Quân lại do dự, không dám đáp ứng liền. Bởi vì cô ta biết rằng, cô ta mà đồng ý thì chẳng khác nào là cô ta phải cúi đầu nhận thua trước mặt Hạ Tưởng cả. Mà cô ta thì lại luôn luôn cho rằng mình luôn cao hơn Hạ Tưởng một cái đầu, làm sao lại có khả năng nhận thua với hắn được. Nhưng phía sau Hạ Tưởng lại còn có một Tống Chiêu Độ. Cho dù Tống Chiêu Độ không vì một chuyện nhỏ như thế này để làm khó cô ta, nhưng chắc chắn ông ta đối với cô ta cũng sẽ ghi lòng tạc dạ, nói chung đây cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì. Mà nếu hoàn toàn đồng ý với các điều kiện của Hạ Tưởng thì cô ta cũng không muốn, mà nói cho cùng thì kể cả cô ta đồng ý thì Ma Phàm cũng không nhất định sẽ đồng tình. Cái gì không biết chứ tính tình của Ma Phàm thì trong lòng cô ta hiểu rất rõ, đây là một người thích làm gì thì làm, không bao giờ để ý đến người khác. Hơn nữa Ma Dương Thiên cũng cực kỳ bao che khuyết điểm, bảo Ma Phàm phải sửa xe và cúi đầu xin lỗi thì trên cơ bản là không có khả năng. Sửa xe thì còn có thể được. Cô ta nghĩ ra biện pháp thì có thể giải quyết, nhưng bảo Ma Phàm phải cúi đầu nhận sai và không được quấy rầy Tống Nhất Phàm nữa thì cô ta không làm được, ngay cả chính bố nó là Ma Dương Thiên cũng chưa chắc đã quản được y. Ma Phàm này từ nhỏ tới lớn tính tình vẫn như vậy. Đồ Quân chần chừ một lát rồi nói. Việc sửa xe thì có thể đồng ý, nhưng bảo Ma Phàm phải cúi đầu nhận sai thì không thể được. Hơn nữa, tôi cảm thấy sự tình ngày hôm nay cháu tôi cũng có phần đúng. Còn sự việc giữa cháu tôi và Tống Nhất Phàm thì thật ra tôi cũng có thể khuyên nhủ nó, để nó kiềm chế một chút vậy. Thành ý không đủ, không đạt tới điểm yêu cầu của Hạ Tưởng. Hạ Tưởng nhẹ nhàng lắc đầu. Phải nhận sai và xin lỗi, hơn nữa còn phải cam đoan là sau này không được quấy rầy Nhất Phàm nữa. Nếu không, Phó thị trưởng Đồ, sự tình ầm ĩ lên, đến lúc đó mặt mũi của mọi người cũng trở nên rất khó coi. Đồ Quân vừa nghe vậy liền phát hỏa. Hạ Tưởng, cậu không phải vì tiến lên được một tấc lại đòi lấn thêm một mét. Tôi đã đồng ý sửa xe cho cậu là tốt lắm rồi, cậu còn muốn thế nào nữa? Muốn đường đường một đứa con của một phó thị trưởng của Bắc Kinh phải cúi đầu nhận sai, cậu vẫn chưa đủ tư cách. Rất tốt, để Đồ Quân giận dữ thì mới phù hợp với tính cách của cô ta. Hạ Tưởng chẳng những không lùi bước mà lại còn cười lạnh một tiếng. Vậy tôi có thể nói là... Con trai của phó thị trưởng của Bắc Kinh không xứng với con gái của phó chủ tịch thường trực tỉnh được không? Hay là nói, cháu trai của một phó thị trưởng không xứng với em gái của một phó thị trưởng thường trực thì như thế nào? Lời nói của Hạ Tưởng đánh thẳng tới điểm mẫn cảm nhất của Đồ Quân, đó chính là sắp xếp về trật tự chức vụ. Quả thật, Ma Dương Thiên là phó thị trưởng Bắc Kinh nhưng không phải là ủy viên thường vụ, cũng không phải là phó chủ tịch thường trực, cấp bậc là tương đương với một phó chủ tịch tỉnh bình thường của tỉnh Yên. Còn Tống Chiêu Độ là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch thường trực tỉnh, so sánh chức vụ với nhau thì thể hiện ra bên ngoài có vẻ như nhau, nhưng thực tế xếp hạng trong đảng và quyền uy có được là khác hẳn. Hơn nữa, Tống Chiêu Độ còn có khả năng trở thành vị quan đứng đầu tỉnh, còn khả năng của Ma Dương Thiên thì cực kỳ bé. Tương tự, Hạ Tưởng là một phó thị trưởng thường trực, so với cô ta thì khả năng tiếp nhận vị trí thị trưởng là lớn hơn. Bất kể cô ta ở bên trong ủy ban luôn cố ý dìm Hạ Tưởng, nhưng đây cũng chỉ là một tâm lý mong cầu để cân bằng của cô mà thôi. Bởi vì chỉ cần đề cập đến việc xếp hạng và vị trí ngồi thì Hạ Tưởng luôn ở phía trước. Hơn nữa, trong xếp hạng của thành ủy thì thậm chí hắn còn cao hơn cô đến vài thứ tự. Hiện tại thì Hạ Tưởng điểm ra trước mặt mọi người rằng Ma Dương Thiên thì không bằng Tống Chiêu Độ,
cô thì không bằng hắn, điều này khiến cơn tức giận mà cô ta đang muốn kìm chế lại bừng bừng thiêu đốt. Hạ Tưởng, bây giờ chúng ta đang ở Bắc Kinh, không phải là ở thành phố Yến, cũng không phải là thành phố Lang. Cậu cố gắng lo thu xếp cho tốt đi, nếu chẳng may xảy ra xung đột gì thì tôi cũng không cách nào ngăn cản được đâu, lúc đó cậu chịu thiệt thì cũng đừng trách tôi. Uy hiếp, một sự uy hiếp trắng trợn. Hạ Tưởng cười ha hả. Tôi đang nghĩ có nên nói cho Phó Thị trưởng Đồ một câu hay không, bất kể là tại thành phố Yến, thành phố Lang hay ở Bắc Kinh này thì tôi cũng không phải là người dễ bị thiệt thòi. Nếu cô không đồng ý thì tôi sẽ dùng biện pháp của chính mình để giải quyết. Hạ Tưởng cũng muốn nhìn xem rốt cuộc chỗ dựa của Đồ Quân lớn đến thế nào, mạnh mẽ ra sao. Đồ Quân khoát tay. Rất tốt, xin mời. Bộ dạng của cô ta có vẻ rất tự nhiên, như bảo mày muốn làm gì cũng được, thái độ đầy sự ngạo nghễ. Bắc Kinh này nước rất sâu, cẩn thận không bị ngập đấy. Như thể là để phối hợp với thái độ ngạo mạn của Đồ Quân, cô ta vừa nói xong thì Ma Phàm cũng không nói một lời với ai, vùng ra khỏi vòng tay của Tôn Bí đang giả vờ ngăn cản mà vung gậy nhằm đầu Hạ Tưởng đánh tới. Những người này đúng thực sự nghĩ rằng Hạ Tưởng khi ở tại Bắc Kinh thì giống như quả bóng cao su vậy, tùy ý người khác đánh đập chăng. Đồ Quân đúng là quá tự đắc, thái độ ngạo mạn còn chưa nói, vậy mà còn muốn hắn bị đánh mà mất mặt. Hạ Tưởng cười lạnh lùng, giơ tay cướp ngay cái gậy của Ma Phàm, rồi sau đó cũng không khách khí gì đá cho một cái vào đùi của y, cú đá này làm Ma Phàm phải bay ra phía sau khoảng 3 mét. Sở dĩ không đá vào bắp chân phía sau của y là cũng đã ra tay hạ thủ lưu tình rồi, nếu không đá vào đó chắc chắn y sẽ bị gãy chân. Lúc đó, với tính khí nóng nảy của Ma Dương Thiên thì cũng không có lợi cho Hạ Tưởng trong bước tiếp theo khi đối phó với Đồ Quân. Tuy nhiên, cú đá này của Hạ Tưởng cũng đủ độc, Ma Phàm phải lăn mấy vòng trên mặt đất, đau đớn không chịu được kêu khóc ầm ĩ, tuy vậy vẫn không quên gào lên. Đánh hắn cho tôi, con mẹ mày. Dám đánh tao à? Khốn khiếp, tao muốn chém mày. Tống Nhất Phàm, em đừng đi, không có được em thì anh không phải là Ma Phàm. Hạ Tưởng giận dữ, tiến lên tát cho y cái. Mày dám động đến Tống Nhất Phàm cho dù chỉ một ngón tay thì tao sẽ làm cho mày muốn nguyên vẹn để hưởng thụ cuộc sống cũng không được. Tôn Bí gấp đến độ chân tay luống cuống. Mau, mau, lại giúp Ma Phàm đi. Các cậu không nghĩ tới việc bị khai trừ thì khẩn trương lập tức ra tay. Có hậu quả gì dù to đến mấy thì tôi sẽ chịu trách nhiệm. Một câu nói này của gã đủ độ mạnh, lập tức một vài tên cảnh sát xông lên muốn động thủ. Một chiếc xe Hummer cao lớn, dũng mãnh không biết từ lúc nào đã chạy đến ở phía sau, khi còn cách đoàn người mấy chục mét thì đột nhiên chân ga được dí xuống, tiếng máy gầm rú ầm ầm vang lên làm cho mọi người giật mình kinh hãi. Mấy tay cảnh sát đang chuẩn bị xông lên đánh Hạ Tưởng đều sợ đến ngây người ra. Còn chưa hiểu có chuyện gì xảy ra thì bỗng nhiên chiếc xe Hummer như bị điên lao thẳng vào trong đám người bọn họ. Đồ Quân là người đứng mũi chịu sào, cô đứng ở vị trí giữa đường, chiếc xe Hummer dường như muốn lấy tính mạng của cô mà thẳng hướng lao đến. Đồ Quân quá mức sợ hãi, lúc này cũng không giữ được hình tượng là phó thị trưởng hay thục nữ hiểu điệu gì nữa, vội vàng chạy trốn. Lúc chạy, dưới chân không cẩn thận bị trượt làm ngã lăn lóc trên đường, phải lăn mấy vòng mới đứng dậy được. Chiếc xe Hummer lướt sát bên người cô ta, không chút do dự lao thẳng vào chính diện đuôi chiếc xe Ferrari của Ma Phàm. Dầm một tiếng, chiếc xe Ferrari bị đâm bay về phía trước hơn 10 mét, cái đuôi xe bị chiếc Hummer cao lớn dũng mãnh đâm cho nát như. Dường như chiếc xe Hummer còn chưa hả giận, không ngờ lại tiếp tục quay đầu, lại một tiếng, dầm, chiếc xe công vụ của Đồ Quân đang đỗ bên cạnh cũng bị chiếc xe Hummer đâm vào. Với cú đâm mạnh này, chiếc xe Audi của Đồ Quân bị móp thành một miếng lớn, xem như chiếc xe này cũng đã bị hư hỏng nặng. May mắn lái xe của Đồ Quân đã sớm rời khỏi xe từ lúc trước, đang ở một bên xem náo nhiệt. Nếu không, với cú va chạm vừa rồi thì cho dù lái xe không bị thương cũng bị thất điên bát đảo. Sau khi đâm vào chiếc xe Audi, xe Hummer lại tiếp tục rồ ga, một lần nữa đâm vào chiếc Ferrari, làm cho chiếc xe Ferrari bị đâm lăn lóc mấy vòng, chổng vó lên trời. Xem như hoàn toàn hỏng hẳn. Làm cho mọi người phải trợn mắt há mồm chính là chiếc xe Hummer lại tiếp tục quay xe lại, một lần nữa hung tợn đâm vào chiếc xe Audi, làm chiếc xe công vụ của Đồ Quân hoàn toàn bị hư hỏng rồi tiếp tục diễu võ dương oai đâm vào thêm 2-3 chiếc xe cảnh sát nữa. Đến lúc đấy thì chiếc xe Hummer mới rú ga ầm ĩ bỏ đi mất, để lại một hiện trường lung tung, lộn xộn, cứ vậy nghênh ngang rời đi.
Lúc mọi người phục hồi tinh thần thì chiếc xe Hummer đã biến mất không còn bóng dáng tăm hơi nữa. Nhìn lại hiện trường thì một đống bừa bãi, hỗn độn, rơi trên đất những linh kiện, mảnh vỡ của xe ô tô, ngoài ra còn có một bọc nhỏ quần áo tùy thân mang theo người của Đồ Quân. Ngoại trừ đồ trang điểm bị rơi vãi ra ngoài thì còn có một điều đáng xấu hổ chính là một bịch băng vệ sinh vương vãi ra, cảm giác như đang muốn thuật lại sự kiện kinh tâm động phách vừa rồi. Ma Phàm là người ở gần chiếc xe Hummer nhất, vừa rồi chiếc xe Hummer cứ vờn qua vờn lại sát bên cạnh người y đang ngã nằm ra trên mặt đất, làm cho bùn đất trên mặt đường bắn vào đầy người y. Trên mặt, đầu và người y toàn là bùn đất và các mảnh vỡ của xe, trông nhếch nhác, bẩn thỉu không thể chịu được. Đương nhiên, toàn người bị vấy bẩn thì không tính là gì, cái chính là trong thời điểm hung hiểm vừa rồi thì thiếu chút nữa y phải bỏ mạng, đây mới chính là điều y cảm thấy sợ hãi nhất. Lúc đấy, y cảm thấy tim như ngừng đập lại, đúng quần ướt một mảng, sợ tới mức đã tè cả ra quần. So với Ma Phàm phải tè ra cả quần thì Đồ Quân cũng không hề tốt hơn. Cô ta bị ngã lăn mấy vòng trên mặt đất nên tóc tai bù xù, trên người cũng dính đầy bùn đất bẩn thỉu, sắc mặt sợ quá trắng bệch ra, vẫn ngồi trên đất mà chưa hoàn hồn được. Lúc này, cô ta không hề còn có nửa điểm uy phong của một phó thị trưởng, quả thực bộ dạng lúc này giống như một mụ đàn bà chanh chua vừa bị ai đó đánh cho một trận, không khác chút nào. Cô ta ngây người như phỗng, cả tiếng đồng hồ sau mà không hoàn hồn nổi, ngơ ngác nhìn những thứ riêng tư nhất rơi vãi ra ngoài. Ngoại trừ băng vệ sinh ra, còn có một hộp bao cao su đã mở để sử dụng, dường như những thứ này không tiếng động mà kể ra hết các bí mật của cô. Tôn Bí, Hồ Quốc Lập, và mấy tên cảnh sát đều bị dọa làm choáng váng. Bình thường thì bọn họ thường bắt nạt kẻ yếu, từ trước đến nay chỉ có người khác bị bọn họ bắt nạt mà sợ tới mức mặt không còn chút máu, chứ bọn họ chưa từng gặp qua tình cảnh mà ngay cả tính mạng của mình cũng bị uy hiếp. Cảnh tượng lúc vừa rồi rất kinh người, thật là đáng sợ và đúng là cực kỳ nguy hiểm. Nếu như lái xe của chiếc Hummer kia chỉ hơi lỡ tay một chút thôi thì trong đám người ở tại chỗ này chắc chắn sẽ có mấy người bị thương, thậm chí còn bị thương rất nặng. Thật là kiêu ngạo, thật sự điên cuồng. Ở đất Bắc Kinh dưới chân thiên tử này mà có người ngạo mạn đến cùng cực như vậy sao? Tuy nhiên, hiển nhiên là xe Hummer đã có chuẩn bị rồi mới tới, chẳng những không có biển số, nói không chừng chính là cố tình tháo biển số ra, mà hơn nữa còn sử dụng lớp kính đặc trùng, không thể nhìn thấy rõ được người ở bên trong là ai. Mà đối phương làm xiếc với chiếc xe cũng là số một, chỉ ngắn ngủi trong thời gian một phút đồng hồ mà đã phá hỏng hai xe, đụng phá hư ba xe, sau đó lại thong dong chạy trốn. Không ngờ những cảnh sát đang ở đây cũng không một ai có phản ứng muốn đi đuổi theo hung thủ cả. Khoan đã, có một chút không đúng. Vừa rồi, vào lúc nước sôi lửa bỏng hồi nãy thì gần như tất cả mọi người đều bị uy hiếp, chỉ có Hạ Tưởng và Tống Nhất Phàm là không bị gì cả. Nếu nói bọn họ đứng đúng vị trí thì ai cũng không tin được, bởi vì cự ly bọn họ cũng không xa nhau lắm. Cái chính là chiếc xe kia bỏ qua Hạ Tưởng và Tống Nhất Phàm mà cố ý đối phó với Ma Phàm và Đồ Quân. Chẳng lẽ chiếc xe vừa rồi là cứu binh của Hạ Tưởng? Lại qua gần một phút đồng hồ thì rốt cuộc Ma Phàm mới tỉnh táo lại được chút đỉnh. Y sợ quá khóc to lên. Mẹ ơi, làm tôi sợ đến chết đi được. Tôi không dám nữa, tôi không chơi nữa. Y lảo đảo bổ sấp bổ ngửa đứng dậy làm lộ ra trên quần y một đoạn bị ướt khá lớn. Tuy mọi người đều biết y chỉ là dạng lưu manh cậy thế, dựa hơi mà hoành hoành ngang ngược nhưng không ngờ mới động một tí thế mà đã sợ tới mức tè cả ra quần. Tôn Bí bước lên đỡ lấy Ma Phàm, trừng mắt với vẻ hung tợn nhìn Hạ Tưởng, muốn nói vài câu thật thật thâm độc. Nhưng y hồi tưởng lại cảnh tượng vừa rồi thì lập tức trong lòng không còn một chút dũng khí nào nữa cả. Đồ Quân cũng chậm chạp đứng dậy khỏi mặt đất, cũng cố không để mất hình tượng mà từng bước đi đến trước mặt Hạ Tưởng rồi nghiến răng nghiến lợi nói. Hạ Tưởng, cậu điên rồi. Tuy vậy, xin cậu nhớ kỹ cho, tôi nhất định sẽ báo đáp. Cho dù tất cả mọi người hiểu được rằng chiếc xe Hummer vừa rồi là chiếc xe bên phía Hạ Tưởng gây nên, nhưng ai cũng không có chứng cớ nên không thể chỉ trích Hạ Tưởng được gì. Trong lòng Đồ Quân tuy lửa giận ngút trời, tuy nhiên cô ta cũng không để lửa giận át đi lý trí. Cảnh tượng vừa rồi đã mang đến cho cô một sự kinh ngạc quá mức mãnh liệt, mặc dù cô ta cũng muốn công kích Hạ Tưởng mấy câu, tuy nhiên rốt cuộc vẫn không vực dậy được dũng khí. Hạ Tưởng với vẻ mặt dường như không có việc gì, phủi phủi bụi trên người, cũng không để ý đến sự hoài nghi của Đồ Quân mà lại hỏi lại. Phó thị trưởng Đồ, đoạn nhạc đệm ngắn vừa rồi đã trôi qua, tuy nhiên không có quan hệ gì với chúng tôi cả. Bây giờ,
việc chúng ta có nên giải quyết tiếp không nhỉ? Khách quan mà nói thì cảnh tượng vừa rồi cũng diễn ra ngoài dự kiến của Hạ Tường. Mặc dù hắn biết là có người âm thầm đi theo trợ giúp hắn, nhưng hắn cũng không nghĩ tới việc người này lại dùng đến thủ đoạn cấp tiến đến như vậy. Hơn nữa, người thực hiện cũng không lộ diện, điều này làm cho hắn có thêm một tầng nhận thức nữa về Triệu Tiểu Phong. Trong lúc Ma Phàm gọi điện thoại tìm cứu viện thì Hạ Tưởng cũng gọi một cuộc điện thoại, không phải là gọi cho cổ lão, cũng không phải là gọi cho những bạn bè, người thân của hắn ở Bắc Kinh mà là gọi cho người bạn mới là Triệu Tiểu Phong. Triệu Tiểu Phong vừa nghe đến việc Hạ Tưởng gặp phiền toái ở Bắc Kinh và nhờ y ra mặt thì y cực kỳ sảng khoái. Gã đồng ý luôn, nói là lập tức sẽ tới. Dụng ý của Hạ Tưởng rất sâu. Triệu Tiểu Phong cố ý liên kết cùng hắn ngăn cản việc mở rộng kỹ thuật biến đổi gen ở thành phố Yến, cho dù Triệu Tiểu Phong có rất ít lợi ích trong đó nhưng hắn cũng phải nhìn thấy được thành ý của Triệu Tiểu Phong thì mới được. Hôm nay, hắn và Đồ Quân trực diện phát sinh xung đột, lại liên quan đến Phó Thị trưởng Ma Dương Thiên. Nếu Triệu Tiểu Phong trực tiếp lộ diện thì như vậy ngay lập tức sẽ biểu lộ việc y và Ma Dương Thiên, Đồ Quân có quan điểm hoàn toàn đối lập. Hạ Tưởng cố ý để Triệu Tiểu Phong ra mặt. Nhìn xem thử y giảng hòa như thế nào. Không nghĩ tới, Triệu Tiểu Phong không lộ diện ra mà lại cử tới một chiếc xe Hummer và một hành động nhanh như chớp giật đã tạo nên một tình cảnh tán loạn, lộn xộn bên phía Ma Phàm, gián tiếp giúp hắn giải quyết các phiền toái. Với một cuộc va chạm cực kỳ khốc liệt này, đã không chút tiếng động nào biểu hiện ra lập trường của gã. So với sự tưởng tượng của Hạ Tưởng thì còn kiên định hơn, và đồng thời cũng truyền ra một hàm nghĩa khác, đó là việc Triệu Tiểu Phong không dám lộ diện ra. Xem ra là gã cũng không muốn tạo ra mâu thuẫn trực tiếp với Ma Dương Thiên. Bất kể như thế nào thì phong cách ra tay của Triệu Tiểu Phong vừa quyết đoán lại vừa có vẻ côn đồ, vừa có chút bất ngờ lại trong tình lý. Việc đã đến nước này thì Hạ Tưởng liền thừa thắng xông lên, không tin Đồ Quân còn có thể cứng rắn, mạnh mẽ được nữa. Có đôi khi, so chiêu giữa người với người thì tâm lý chiếm rất nhiều lợi thế. Quả thật là Đồ Quân hơi sợ. Cảnh tượng kinh tâm động phách trong làn sinh tử vừa rồi thì đúng là cô ta chưa bao giờ trải qua, mà Hạ Tưởng thì rất trấn tĩnh, dường như không có việc gì xảy ra cả. Vì vậy, cô ta kết luận rằng con người Hạ Tưởng này chẳng những lòng dạ thâm sâu, dụng tâm khó lường mà còn có một bộ mặt lòng lang dạ sói. Liên tưởng đến việc Nga Ni Trần bị hạ độc thủ dưới tay Hạ Tưởng thì lần đầu tiên ở sâu trong tâm trí cô sinh ra một sự sợ hãi. Người phụ nữ thì cho dù có mạnh mẽ đến đâu thì cũng không sao so bì với nam giới được. Nhưng lập tức cô ta lại nghĩ đến mạng lưới quan hệ của mình ở thành phố Lang, tới hậu trường của mình ở Bắc Kinh thì lòng tự tin trong người cũng trỗi dậy. Chiếc xe Hummer vừa rồi là chuyện thế nào? Phó thị trưởng Hạ chắc không biết, đây là không hiểu thật hay giả bộ hồ đồ. Tôi thật sự cũng không biết chút gì về chiếc Hummer này. Tôi chỉ biết xe của tôi bị người khác đập phá. Còn em gái của tôi thì lại bị người khác quấy nhiễu, tôi chỉ biết rằng mình phải bảo vệ em mình, thế thôi. Hạ Tưởng chắc chắn không thể thừa nhận cảnh tượng vừa rồi cùng hắn có liên quan gì đến nhau. Cho dù người khác cho rằng là mình làm thì dù mình có thể thốt phủ nhận cũng không thể tránh khỏi sự nghi kỵ, tốt nhất là học theo điệu bộ của các chính khách, chỉ khẳng định những nguyên tắc đúng của mình. Đồ Quân còn muốn đôi co nhưng nhìn thấy nước mắt nước mũi trên mặt của Ma Phàm, y khóc trông có vẻ rất đau lòng. Ai khuyên nhủ cũng không chịu nín lại, khóc hơn một phút đồng hồ, được sự trợ giúp của Tôn Bí rồi y bước lảo đảo bỏ đi mất. Trong lòng cô thầm than lên một tiếng, Ma Phàm là người không bao giờ chịu thua ai bao giờ, vậy mà y còn lùi bước, nếu vậy thì cô còn cứng rắn chống lại để làm gì. Hiện tại nhường một bước cũng không có nghĩa là khi trở lại thành phố Lang không thể trả đũa được. Vì thế, cô ta liền thở dài một tiếng. Chi phí sửa xe tôi sẽ trả. Tôi cũng sẽ khuyên Ma Phàm không nên theo đuổi Tống Nhất Phàm nữa. Tuy nhiên, những việc chúng ta đã gặp qua thì trong lòng mọi người đều biết, đến một ngày nào đó sẽ phải tính với nhau cả gốc lẫn lời. Hạ Tưởng cười xua tay. Thật ra thì chúng ta không nợ gốc cũng không có lãi, chỉ cần tâm tính Phó Thị trưởng Đồ bình tĩnh lại thì tất cả đều sóng êm gió lặng. Tuy nhiên, nếu cô cố ý thì tôi cũng có lời muốn nhắc nhở. Tôi đã nói rồi, ở tại thành phố Yến thì tôi cũng sẽ không bị cô ức hiếp. Ở Bắc Kinh cũng không và ở thành phố Lang thì cũng như vậy. Chương 806, bước đầu trên con đường gian nan. Việc Tôn Bí gọi cảnh sát đến cũng không phải là không có tác dụng gì, ít nhất là để bọn họ thu dọn lại cho sạch hiện trường bừa bãi ở đây cũng là việc không tồi. Hạ Tưởng và Tống Nhất Phàm đi một lúc lâu rồi mà Hồ Quốc Lập vẫn còn đứng nguyên tại chỗ nhìn bóng dáng hai người, liên tục lắc đầu tự nói chuyện với mình.
Lợi hại, đúng là chân nhân bất lộ tương. Mình dám chắc rằng nhất định Phó thị trưởng Hạ ở Bắc Kinh phải có chỗ dựa vững chắc, nếu không cũng sẽ không dám trừng trị đứa con của Phó thị trưởng Ma như vậy. Hạ Tưởng đưa Tống Nhất Phàm quay trở lại ký túc xá, hắn dặn dò mấy câu xong liền rời khỏi Đại học Bắc Kinh. Các sự việc nháo ra như vậy cũng không phải là điều hắn muốn, cẩn thận mà suy nghĩ thì cả hai lần xung đột đều có liên quan đến Tống Nhất Phàm. Trong ấn tượng của mình thì Hạ Tưởng cũng chưa từng có việc vì bảo vệ một cô gái mà liên tục phải giải quyết hai cuộc phiền toái như vậy. Tống Nhất Phàm là cô em vàng bạc châu báu của hắn, không ai có thể bắt buộc cô làm việc gì mà cô không thích, kể cả con của Phó thị trưởng của Bắc Kinh cũng không thể. Về phần xử lý phần hậu quả ra sao, làm sao dọn dẹp lại hiện trường bừa bộn còn lại thì đó là việc của đám người Hồ Quốc Lập, hắn cũng không cần phải quan tâm. Tuy nhiên, nghĩ đi nghĩ lại thì chắc chắn Cổ Hướng Quốc cũng sẽ rất đau đầu, xe chuyên dụng cho hai phó thị trưởng của thành phố Lang đều bị người khác phá hỏng ở Bắc Kinh, cho dù người bên ngoài tin rằng đây là sự trùng hợp thì cũng khó tránh khỏi tiếng lào xào bình luận. Đương nhiên, sự tình hôm nay sẽ tạo thành ảnh hưởng lâu dài, ngay cả Hạ Tưởng cũng thật không ngờ từ lúc này về sau thì Ma Phàm lại sợ Tống Nhất Phàm như sợ cọp, chỉ cần thấy Tống Nhất Phàm xuất hiện thì gã lập tức liền né tránh xa, không dám đối mặt. Đồng thời, việc này sau đó lan truyền ra bên ngoài thì ai nấy cũng đều biết rằng Tống Nhất Phàm có một người anh rất dũng mãnh và bao che khuyết điểm, do đó ai cũng không dám có ý nghĩ khinh bạc cô ở trong đầu cả. Thứ hai nữa là hắn hoàn toàn đắc tội với Ma Dương Thiên. Ma Dương Thiên đối với hắn thì hận thấu xương, thậm chí còn vận dụng các lực lượng để chèn ép hắn, cuối cùng là gián tiếp làm bạo phát các mâu thuẫn, xung đột lên độ kịch liệt. Tuy nhiên, đó là việc về sau. Còn Hạ Tưởng cũng không phải là người nhát gan sợ phiền phức, hôm nay thu thập Ma Phàm thì hắn cũng không cho rằng về sau này sẽ không có phiền toái xảy ra. Ra đến trước cửa ký túc xá thì Hạ Tưởng liền gọi một cuộc điện thoại cho Tống Chiêu Độ, nói qua một chút tình hình của Tống Nhất Phàm cho ông ta. Tống Chiêu Độ cũng không hỏi thêm gì mà lập tức gác ngay điện thoại. Tiếp đó, Hạ Tưởng lại gọi điện cho Triệu Tiểu Phong. Tổng Giám Đốc Triệu, thủ pháp của ngài đúng là xuất kỳ bất ý. Làm tôi sợ phải nhảy dựng lên. Tuy nhiên, hôm nay ngài không lộ diện ra, có phải là ngài sợ mời tôi ăn cơm hay không? Hạ Tưởng cũng không nhẹ không nặng liền gõ Triệu Tiểu Phong một câu. Triệu Tiểu Phong cười ha hả, giọng nói lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Vốn tôi cũng đã đi tới hiện trường, tuy nhiên nhìn thấy thằng nhãi con của lão ma kia thì lại phải quay trở lại. Tôi cũng không phải là sợ chọc đến Ma Dương Thiên. Mà là vừa lúc trong tay lại có một hạng mục phải qua tay gã xét duyệt nên không nghĩ đến mặt mũi của y thì cũng không được. Phó thị trưởng Hạ, cậu phải thông cảm một phần với tôi. Đương nhiên lợi ích là trên hết, Triệu Tiểu Phong tránh ở phía sau bức màn thì có thể lý giải được. Hơn nữa thì Hạ Tưởng cũng tự biết giao tình giữa hắn và Triệu Tiểu Phong không sâu. Hành động ra tay trợ giúp vừa rồi của Triệu Tiểu Phong xem ra cũng đã biểu hiện đủ thành ý. Tuy rằng thủ pháp của y so với tưởng tượng của Hạ Tưởng thì có kịch liệt hơn một chút. Tuy nhiên, tôi tin rằng hiệu quả việc này sẽ khiến Phó thị trưởng Hạ vừa lòng, có phải không vậy? Ha ha, hiện tại cậu muốn tôi mời cậu đi ăn cơm, không thành vấn đề, tất cả các khách sạn lớn tại Bắc Kinh này tùy cậu lựa chọn. Triệu Tiểu Phong cũng rõ ràng việc Hạ Tưởng có ý tứ thử gã, gã cũng nghe nói Hạ Tưởng ở thành phố Lang đã va chạm cứng rắn với Nga Ni Trần, đã biết Hạ Tưởng là một nhân vật lợi hại, có thủ đoạn làm cho người khác không thể phòng bị nổi. Đợi một chút rồi tôi sẽ bảo mọi người chuẩn bị và đưa cho cậu một phần tài liệu về Phó thị trưởng Đồ, tuy rằng không quá tỉ mỉ nhưng chắc chắn cũng có những tư liệu đáng tham khảo. Thế nào, coi như đây là một chút bồi thường cho việc vừa rồi tôi không lộ diện, có được không? Ha ha! Thái độ của Triệu Tiểu Phong rất tốt, ít nhiều làm Hạ Tưởng không ngờ tới, y lại chủ động cung cấp tài liệu về Đồ quân cho hắn. Với Hạ Tưởng mà nói thì việc này tuy rằng không thể thiết yếu như việc đưa than để sưởi ấm trong những ngày tuyết rơi nhưng cũng xem như việc dệt hoa trên gấm. Do đó, Hạ Tưởng rất mừng rỡ đón nhận ngay. Cơm nước thì để sau này khi Tổng Giám Đốc Triệu đến thành phố Lang cùng ăn sau cũng được, còn tài liệu thì cứ đưa cho thư ký của tôi là Lý Tài Nguyên. Hiện tại thì tôi ở Bắc Kinh cũng đang có một số việc cần làm, không muốn làm phiền đến anh nữa. Triệu Tiểu Phong cũng không ép buộc. Có gì đâu. Có gì đâu, tôi đã gom góp được 50 triệu tệ để đầu tư, chuẩn bị vài ngày sau sẽ tới thành phố Lang để gia tăng mức độ thuyết, đang định mời Phó thị trưởng Hạ thu xếp trong thành ủy một chút, đừng để cho âm mưu của Bộ Nông nghiệp thực hiện được. Dường như lúc vừa rồi thì Phó thị trưởng Đồ đi đến Bắc Kinh là tới thuyết phục Bộ Nông nghiệp.
Nghe nói Bộ Nông nghiệp cũng có ý tăng thêm vốn đầu tư, số vốn cũng gia tăng lên tới 50 triệu tệ. Tình thế rất ác liệt, không có chút lạc quan nào. Hạ Tường liền trực tiếp chỉ ra điểm mấu chốt. Tổng Giám đốc Triệu, vốn đầu tư 50 triệu tệ của anh là khá ít. Tập đoàn Viễn Cảnh chuẩn bị bỏ vốn 100 triệu tệ ở thành phố Lang để đầu tư trong mảng nông nghiệp sinh thái. Tôi đề nghị hay là anh và tập đoàn Viễn Cảnh tiếp xúc với nhau một chút, sát nhập vốn đầu tư lại để tranh đoạt được đầu tư hạng mục đã, sau đó sẽ phân chia đâu là phần nông nghiệp sinh thái, đâu là nông nghiệp hữu cơ. Như vậy thì sẽ đề cao khả năng thành công hơn. Triệu Tiểu Phong trầm ngâm một lát rồi nói. Tôi sẽ nghiên cứu kỹ lời đề nghị của cậu. Vừa mới chấm dứt cuộc điện thoại với Triệu Tiểu Phong thì lập tức điện thoại của Tống Chiêu Độ gọi đến. Vừa nhấc máy lên thì câu nói đầu tiên mà ông ta nói lại là. Tiểu Hạ, cảm ơn cậu. Hạ Tưởng có chút sừng sốt, trong ấn tượng của hắn thì Tống Chiêu Độ luôn trầm ổn, không bao giờ tỏ ra cấp bách, đối với hắn thì ông ta cũng chưa bao giờ từng khách khí. Vậy mà ông ta muốn cảm ơn cái gì đây? Hắn còn chưa tỉnh người lại thì Tống Chiêu Độ nói thêm. Vừa rồi Tiểu Phàm vừa gọi điện thoại cho tôi vẫn luôn cho rằng cậu là một người trầm ổn, bình tĩnh, vậy mà không nghĩ tới được vì Tiểu Phàm mà cũng có lúc cậu tức đến sùi bọt mép. Đúng là làm khó cậu, sự chiếu cố của cậu với Tiểu Phàm làm tôi rất cảm động. Giọng nói của Tống Chiêu Độ bỗng trầm xuống, hiển nhiên tâm tình đang rất xúc động. Từ lúc Hạ Tưởng quen biết Tống Chiêu Độ đến nay thì đây là lần đầu tiên hắn phát hiện ra Tống Chiêu Độ thất thố trước mặt hắn. Mỗi người đều có nhược điểm, đều có điểm yếu của mình, và Tống Nhất Phàm chính là hòn ngọc quý trên tay của Tống Chiêu Độ. Tiểu Phàm cũng giống như là em gái của tôi. Phó Chủ tịch tỉnh Tống, ngài không cần khách khí. Tôi quan tâm đến em ấy là bởi vì đã là anh em thì phải quan tâm đến nhau. Trong lời nói của Hạ Tưởng có ẩn ý ám chỉ rằng hắn sẽ mãi như là người anh chiếu cố đến Tống Nhất Phàm, không bởi vì địa vị của Tống Chiêu Độ mà có điều thay đổi. Tống Chiêu Độ trầm mặc một lát, dường như đang điều chỉnh lại cảm xúc. Sau đó phút chốc, giọng điệu của ông ta trở lại vẻ thoải mái nói. Đúng thực là tôi lúc này rất hâm mộ Vĩnh Quốc, ông ta sinh ra một cô con gái tốt nên đã sớm giật được cậu về trong tay. Nếu cậu còn chưa kết hôn thì có lẽ tôi cũng sẽ gả Tiểu Phàm cho cậu. Khó mấy khi có cơ hội Tống Chiêu Độ nói đùa, Hạ Tưởng cũng cười. Tiểu Phàm là cô gái tốt, ở trong lòng tôi thì cô ấy là người em gái mà không ai được phép xâm phạm tới. Tống Chiêu Độ cười ha hả, như thể lơ đãng rồi nói ra một câu. Tiểu Phàm được cậu chiếu cố, tôi sẽ ghi nhớ việc này. Đã như vậy thì tôi có thể có điều kiện tốt để đầu nhập vào trong công tác, khả năng về sau trọng trách sẽ càng thêm nặng. Sang năm, khả năng là Bí thư Diệp sẽ được điều về Bắc Kinh. Hạ Tưởng quen biết Tống Chiêu Độ đã nhiều năm, việc đối nhân xử thế của Tống Chiêu Độ thì hắn không dám nói là hiểu đến cặn kẽ nhưng cũng tự nhận xem như có biết một phần. Tống Chiêu Độ thuộc loại người làm việc quá cầu sự bình ổn, tính cách không đủ sự cấp tiến, chưa bao giờ thực sự tin tưởng chắc chắn vào việc nào cả, cũng chưa bao giờ quá tin tưởng vào một ai. Hơn nữa quá trình để ông ta đánh giá một con người cũng thường rất lâu dài. Bởi vậy, người theo sát bên Tống Chiêu Độ, theo Hạ Tưởng biết, người thân tín thực sự thì cũng có, nhưng là số cực ít. Hôm nay không ngờ Tống Chiêu Độ lại nói ra một cách hàm xúc việc Diệp Thạch Sinh sắp rời khỏi tỉnh Yến để lên Bắc Kinh. Trên thực tế là ông ta ám chỉ việc Phạm Duệ Hằng sẽ tiếp nhận chức vụ bí thư tỉnh ủy, Tống Chiêu Độ đảm nhiệm vị trí chủ tịch tỉnh gần như là kết cục đã được định đoạt. Lời nói trong điện thoại lúc này đã biểu lộ thái độ của Tống Chiêu Độ một cách rất mãnh liệt, đó chính là độ tín nhiệm của ông ta đối với mình đã tăng vọt lên, đến mức như đã hoàn toàn tín nhiệm và nguyện ý phó thác. Nguyên nhân là bởi vì việc mình cố gắng hết sức để bảo vệ Tống Nhất Phàm, hơn nữa trước kia mình cũng đã có nhiều trợ giúp ngoài sáng cũng như trong tối với ông ta. Cùng với sự đánh giá, hiểu biết của ông ta đối với mình. Rốt cuộc, Tống Chiêu Độ đã hoàn toàn mở rộng cánh cửa cho mình bước vào. Hạ Tưởng hiểu được ý tứ của Tống Chiêu Độ. Ý tứ chính là sau khi Tống Chiêu Độ nhậm chức chủ tịch tỉnh thì sẽ là chỗ hậu thuẫn kiên cường nhất của hắn. Do vậy, cảm xúc trong lòng của Hạ Tưởng cũng trở nên mênh mông. Lúc Hạ Tưởng sống lại thì con đường chính trị của Tống Chiêu Độ là chỗ duy nhất để hắn dựa vào. Theo thời gian, dần dần Tống Chiêu Độ không còn là quan chức có cấp bậc cao nhất trong tầm mắt của Hạ Tưởng nữa, hắn cũng đã bao phủ được xung quanh một mạng lưới quan hệ chằng chịt, nhưng trong lòng vẫn không thể nào bỏ được mục tiêu đầu tiên là theo sát Tống Chiêu Độ của mình. Dù sao, ngay từ ban đầu khi mới bước chân vào con đường chính trị, là lựa chọn đi theo Lý Đình Sơn đến huyện Bá,
thực ra cũng là gián tiếp mượn dùng lực lượng của Tống Chiêu Độ. Cho đến tận hôm nay thì hắn mới ý thức được rằng hắn đã đạt được sự tán thành hoàn toàn của Tống Chiêu Độ. Để đạt được kết quả này cũng không hoàn toàn do Hạ Tưởng đi từng bước liên kết hợp tác vững chắc với Tống Chiêu Độ, luôn kiên định trong mối quan hệ với ông ta. Những điều này vẫn còn chưa đủ, mà còn là bởi vì Hạ Tưởng đã tận hết sức lực giữ gìn Tống Nhất Phàm. Chính việc này đã làm xúc động điểm mềm yếu nhất trong nội tâm của Tống Chiêu Độ. Lúc này mới khiến ông ta nhận định được năng lực của hắn, giám định được cách đối nhân xử thế của hắn đều đạt tới mức độ vừa lòng cả hai. Từ đó lần đầu tiên hoàn toàn mở rộng cánh cửa chưa bao giờ có để chào đón hắn. Không có gì bất ngờ xảy ra, trong lòng Hạ Tưởng rất kích động, thì hắn sẽ là người mà Tống Chiêu Độ tín nhiệm nhất. Từ trước đến nay cũng chưa có người nào được Tống Chiêu Độ tín nhiệm 100%, hoặc là được Tống Nhất Phàm toàn tâm toàn ý ỷ lại, mà chỉ có hắn là duy nhất. Mà sang năm thì Tống Chiêu Độ tiếp nhận chức vụ chủ tịch tỉnh, tính ra thì ông ta mới 50 tuổi. Nếu không có điều gì bất ngờ xảy ra thì việc Tống Chiêu Độ gia nhập vào cấp bậc phó chủ tịch nước là vấn đề không lớn, thậm chí có thể chính thức bước vào danh sách những người lãnh đạo quốc gia, có lẽ sẽ còn trở thành một trong 9 đầu sỏ của cả nước, đây cũng không phải là điều không thể xảy ra. Hạ Tưởng kết thúc cuộc điện thoại với Tống Chiêu Độ, cảm xúc khó chịu tiêu cực do xung đột với Đồ Quân chẳng mấy chốc tan biến, tâm tình lại trở lại rất tốt. Đã không còn xe công vụ, ở vùng khác thì có lẽ sẽ làm khó được hắn. Nhưng ở Bắc Kinh thì không vấn đề gì. Hạ Tưởng tới thẳng tới chỗ của Liên Nhược Hạm, Liên Nhược Hạm không nói hai lời mua ngay một chiếc Volvo mới cứng cho hắn. Điều này thì ngay cả Hạ Tưởng cũng thấy rằng đây là hơi lãng phí, chỉ cần mượn tạm chiếc xe của công ty là được rồi, nhưng Liên Nhược Hạm lại kiên quyết không đồng ý, nói là không để Hạ Tưởng phải đi lại xe cũ. Anh sử dụng lại xe của người khác thì trong lòng em không được thoải mái. Giọng nói của cô thản nhiên, vẻ mặt cũng rất kiên định. Người đàn ông của em không nhất định sử dụng cái gì cũng tốt nhất, nhưng nhất định phải sử dụng cái hoàn toàn mới. Hạ Tưởng có chút cảm động, ôm Liên Nhược Hạm hôn một cái ngay giữa sân làm Liên Nhược Hạm rất xấu hổ. Anh đúng là liều lĩnh, ở đây nhiều người, mà con cũng ở bên cạnh. Anh cũng phải chú ý ảnh hưởng một chút chứ. Hạ Tưởng quay đầu lại thì thấy Liên Hạ đang cúi đầu lật dở những quyển sách mà Hạ Tưởng mua cho, cơ bản là không chú ý đến động tác vô cùng thân thiết của hai người. Liên Nhược Hạm bất đắc dĩ thở dài một cái. Liên Hạ càng lớn thì càng thích đọc sách, thường xuyên ngồi đọc cả buổi. Tuổi con còn nhỏ mà ưa thích nhất chính là tri thức về thiên văn, địa lý, đối với nghề kinh doanh thì không có chút cảm hứng nào cả. Bây giờ phải làm thế nào mới tốt đây? Nhưng điều này thì thật ra Hạ Tưởng lại rất ưng ý. Không thích kinh doanh cũng tốt, hiện tại bầu không khí trong nước không tốt lắm, chỉ có duy nhất doanh nhân và minh tinh điện ảnh mới là người thành công. Còn những nhà khoa học thì không được tôn sùng. Đây chính là hướng phát triển rất xấu. Chỉ có các nhà khoa học mới là vì sự phát triển của xã hội và nhân loại mà làm ra những cống hiến thật lớn, bọn họ mới là những anh hùng vô danh. Chính bọn họ là động lực thúc đẩy toàn bộ xã hội đi lên, còn doanh nhân và minh tinh điện ảnh chỉ là sản phẩm dựa trên cơ sở của các tiến bộ khoa học mà thôi. Nếu Liên Hạ mà thích trở thành nhà khoa học thì anh ủng hộ con. Con muốn trở thành một nhà khoa học lớn. Rốt cuộc Liên Hạ cũng ngẩng đầu lên, bàn tay nắm chặt lại. Liên Nhược Hạm mỉm cười. Anh cũng thật cưng chiều con. Về sau, anh đối xử với con chắc chắn là sẽ tốt hơn em rất nhiều. Điều này là đương nhiên, đây là con của bà xã anh mà, con trưởng nhưng lại của bà xã thứ hai. Hạ Tưởng lời còn chưa dứt thì đã bị bàn tay trắng nõn nhưng rắn chắc của Liên Nhược Hạm đấm vào trúng ngực. Buổi chiều, Hạ Tưởng lái ô tô đi tới bộ nông nghiệp. Qua sự giới thiệu của Dịch Hướng Sư thì hắn tìm đến được một vụ trưởng tên là Kim Thành để tìm hiểu một chút về mức độ ủng hộ của Bộ Nông nghiệp đối với kỹ thuật biến đổi gen. Bởi vì có quan hệ với Dịch Hướng Sư nên vụ trưởng Kim rất hồ hởi giao hết tài liệu cho Hạ Tưởng. Kết quả lại khiến cho Hạ Tưởng nhìn thấy phải ghê người, cũng rất đau lòng. Các phụ chuyên môn của Bộ Nông nghiệp, từ vụ trưởng cho tới các chuyên gia đều tham dự vào đề tài nghiên cứu về kỹ thuật biến đổi gen của nước Mỹ. Không phải là bọn họ có cổ phần ở bên trong, mà nguyên nhân chính là có người nhà hoặc thân nhân công tác ở công ty biến đổi gen. Do mối quan hệ rất chặt chẽ với công ty biến đổi gen nên rất khó để bọn họ có thể có được lập trường khách quan, công chính. Không chỉ có như vậy mà ngay cả Phó Thủ tướng Tần Tiến Hải trong cuộc nói chuyện phát biểu cũng đã từng ủng hộ kỹ thuật biến đổi gen này, ngoại trừ Phó Thủ tướng Tần ra thì Phó Thủ tướng Phó Bá Cử cũng là một người kiên định ủng hộ kỹ thuật biến đổi gen. Hơn nữa,
Bộ Nông nghiệp vừa mới có được một lượng lớn tài chính để chi tiêu cho riêng việc mở rộng kỹ thuật biến đổi gen. Bởi vì thành phố Lang có khí hậu ôn hòa, lại gần Bắc Kinh nhất nên đã trở thành mục tiêu để các chuyên gia Bộ Nông nghiệp tuyển chọn. Hơn nữa, còn nghe đồn rằng Phó Bá Cử và Tần Tiến Hải cũng đã đạt được sự nhất trí chung rằng thành phố Lang là nơi thích hợp nhất cho việc mở rộng kỹ thuật biến đổi gen này. Phải nói rằng sau khi hiểu biết càng sâu thì tâm tình của Hạ Tưởng lại càng trùng hẳn xuống. Muốn từ bên trên tác động ngăn cản việc mở rộng kỹ thuật biến đổi gen ở thành phố Lang là việc không thể, tuy rằng hắn cũng không rõ ràng lắm bên trong 9 người chủ chốt của Trung ương thì có những ai ủng hộ việc biến đổi gen này, nhưng chắc chắn không thể nghi ngờ rằng sẽ có, mà thậm chí có thể còn không phải chỉ một người. Đương nhiên, mở rộng việc biến đổi gen cho tới nay thì ở trong nước vẫn tiến hành một cách lặng yên không tiếng động và rất thận trọng, những người không liên quan không ai biết đến việc này. Chắc chắn kiểu gì cũng có phần của Ban Tuyên giáo Trung ương đã khống chế tin tức truyền thông. Từ những việc này ít nhất cũng chứng minh rằng trong ý thức của một số người chủ chốt đất nước đối với việc mở rộng của kỹ thuật biến đổi gen cũng là có thái độ cam chịu. Nếu quan hệ giữa Hạ Tưởng và Ngô Tài Dương mà tốt thì thật ra cũng có thể từ miệng của Ngô Tài Dương mà hé lộ một ít nội tình, chỉ tiếc rằng Hạ Tưởng và Ngô Tài Dương bây giờ quan hệ cứ như nước với lửa, không thể dung hòa. Bộ Nông nghiệp trực tiếp điều phối các cơ quan ban ngành trung ương và địa phương có liên quan để từ đó mở rộng kỹ thuật biến đổi gen, do vậy tỉnh ủy cũng không tiện để ra mặt ngăn trở. Dù sao thành phố Lang cũng có cấp quản lý nhà nước, cũng có quyền độc lập rất lớn. Nói như thế để thấy rằng ánh mắt của Triệu Tiểu Phong cũng rất độc ác, nếu muốn ngăn cản việc mở rộng kỹ thuật biến đổi gen ở thành phố Lang thì phải từ bên trong thành phố Lang xây dựng một bức tường đồng vách sắt để che chắn. Nhưng trên thực tế, thời gian Hạ Tưởng ở tại thành phố Lang còn ngắn, còn chưa đủ để đoàn kết đại bộ phận ủy viên thường vụ để chống lại Cổ Hướng Quốc. Hơn nữa, thật ra mà nói, nếu Ngả Thành Văn và Cổ Hướng Quốc đều gật đầu đồng ý, cho dù quá nửa số ủy viên thường vụ phản đối thì cũng chưa chắc đã ngăn cản được. Chẳng lẽ như vậy thì Hạ Tưởng chỉ có thể được ăn cả, ngã về không? Trong nháy mắt Hạ Tưởng hạ quyết tâm, lấy điện thoại ra gọi cho Lý Tài Nguyên. Chuẩn bị ra tay. Chương 807, giao đấu trực diện. Nói chuẩn bị động thủ nhưng thật ra là yêu cầu Lý Tài Nguyên làm tốt các công tác chuẩn bị, chỉ cần chờ thời cơ là hành động. Hạ Tưởng hiểu rằng Đồ Quân vẫn sẽ chưa rời khỏi Bắc Kinh, vì thế hắn cũng tạm thời không quay về thành phố Lang mà tiếp tục ở lại Bắc Kinh. Sau khi đi ra khỏi trụ sở Bộ Nông nghiệp thì hắn lại đi tìm gặp Dịch Hướng Sư. Mặc dù đã một thời gian dài Hạ Tưởng cũng không có hoạt động giao lưu gì với Dịch Hướng Sư. Tuy vậy do công việc của Dịch Hướng Sư luôn rất bận rộn nên Hạ Tưởng chỉ ngồi tại văn phòng ông ta trong khoảng thời gian nửa tiếng rồi cáo từ ra về. Tuy rằng cuộc nói chuyện không dài nhưng Hạ Tưởng cũng từ đó hiểu biết được một số hướng đi, ví dụ như nước Mỹ đã thiết lập ra một loạt các hàng rào, đối với Trung Quốc thì cố ý gây khó dễ, thật ra đây là một số thủ đoạn nhằm chèn ép việc xuất khẩu của Trung Quốc mà thôi. Tuy vậy, có không ít người khi nghe thấy nước Mỹ bất mãn thì giống như đang lâm vào đại dịch. Thậm chí còn có một số người giống như vừa bị bố mẹ răn dạy vậy nên lập tức sợ hãi, muốn nghe lời và phục tùng ngay. Ngay cả Dịch Hướng Sư cũng phải cảm thán, nhất là các công ty của Trung Quốc thì chia năm xẻ bảy, nói là kinh doanh nhưng thực ra là đang bán đi của cải của con cháu, của đời sau. Lại còn một số chính quyền địa phương vì chiến tích mà cái gì cũng dám bán, thậm chí ngay cả phần mộ của tổ tiên cũng muốn đào lên, chỉ cần kiếm được tiền là được. Về cơ bản, toàn là một lũ người có tầm nhìn hạn hẹp. Cán bộ không có năng lực chính là một bất hạnh cho dân chúng, là nỗi bất hạnh lớn lao cho cả quốc gia. Tiếp đó, Hạ Tưởng lại đi gặp Trần Phong. Đến Bắc Kinh mà không gặp mặt bái kiến Trần Phong, nếu ông ta biết được chắn chắn sẽ rất oán giận. Hạ Tưởng hẹn Trần Phong cùng nhau ăn cơm tối, Trần Phong rất sảng khoái nhận lời. Đến sầm tối, hai người cùng ăn cơm tại một khách sạn bậc trung rất yên tĩnh, không bày biện tổ chức xa hoa. Không phái đoàn này nó gây ồn ào náo động cả khu vực. Với quan hệ thân mật giữa Hạ Tưởng và Trần Phong thì hai người đã sớm vượt qua gian đoạn nghiên cứu tìm hiểu về nhau. Trần Phong gầy hơn trước một chút, tuy nhiên thần sắc vẫn rất tốt. Vừa thấy mặt Hạ Tưởng thì ông ta đã cười ha hả. Trước kia ở thành phố Yến thì tôi cảm thấy cậu giống như trong bông có dấu kim. Phương thức lấy nhu thắng cương là một cách tốt, tuy vậy vào thời điểm thích hợp cũng phải thể hiện sự mạnh mẽ. Nóng giận thì mới có lực uy hiếp. Chứ còn luôn vùi đầu vào ngồi bàn giấy, vào thời điểm thích đáng không biểu lộ răng nanh mình ra thì người khác không bao giờ nể sợ cả. Không ngờ tới, đúng thực là cậu cũng thật là có sự gan dạ, rất tốt,
tôi rất thích những người trẻ tuổi dám hành động vì thiên hạ như vậy. Vừa gặp mặt nhau mà Trần Phong đã khen nức nở thế này làm Hạ Tưởng cũng cảm thấy xấu hổ. Phó chủ nhiệm Trần quá khen, tôi làm vậy cũng là bị ép buộc bất đắc dĩ phải thực hiện thôi, phản kích lại để tự vệ cho mình, cũng không phải là chủ động xuất kích. Ha ha, cậu vậy nhưng không lừa được tôi đâu. Trần Phong vỗ vỗ bả vai Hạ Tưởng, vẻ mặt thể hiện sự trân trọng. Tôi rất hiểu cậu, đột nhiên tỏ ra giận dữ thì tất sẽ có chiêu sau, nếu không thì cậu không phải là Hạ Tưởng. Đúng thật là Trần Phong rất hiểu về mình, Hạ Tưởng liền cười ha hả. Công việc của Phó chủ nhiệm Trần ở Ủy ban Kế hoạch và Phát triển như thế nào? Có điều gì mới không ạ? Trần Phong lắc đầu. Phải ở tại đây khoảng một năm nữa, không được thả ra ngoài. Hơn nữa, vị trí hiện tại cũng không phải là thích hợp. Không vội, công tác ở cơ sở cũng một khoảng thời gian lâu, bây giờ ở cơ quan trung ương có tiết tấu chậm một chút để nghỉ ngơi cũng tốt, để nạp điện lại cho cơ thể và cũng là một trải nghiệm cuộc sống không tồi. Nhưng thật ra, cậu mới thoát thân từ quận Hạ Mã thì lại tới nơi thành phố lang hiểm ác mới thật đúng là một khoảnh khắc cũng không rảnh rỗi. Tuy nhiên, cậu đang trẻ tuổi, trẻ trung khỏe mạnh, thành phố lang cũng là nơi tốt để cậu đặt nền móng cơ sở. Trần Phong cũng có thể nhìn ra Hạ Tưởng ở thành phố lang là một nước cờ hiểm, với ánh mắt của Trần Phong thì chắc chắn cũng sẽ có một số các ý tưởng. Tuy nhiên, Hạ Tưởng thấy Trần Phong hôm nay rất hưng phấn, hắn cũng không muốn nhắc lại những phiền toái ở thành phố lang làm gì. Vì thế hắn liền nói. Vấn đề ở thành phố lang thì hôm nay tôi sẽ không đề cập đến. Hôm nay, gặp được ngài ở đây, chúng ta ngồi ôn chuyện, không nói chuyện khó khăn, được không ạ? Trần Phong cười ha hả. Tôi biết cậu muốn dựa vào chính năng lực của cậu để mở ra cục diện. Tôi cũng tin tưởng vào bản lĩnh của cậu, cậu không muốn tôi vì các sự tình của thành phố lang mà sinh ra các phiền não, đây cũng là ý tốt đấy. Tuy nhiên, tôi còn có một câu muốn nói, cậu không muốn nghe thì cũng phải nghe. Trần Phong nói ra suy nghĩ của mình, mặc kệ là lời hay hoặc không hay thì Hạ Tưởng cũng phải chăm chú lắng nghe. Lãnh đạo cũng đã có lời chỉ bảo, tôi mà không nghe thì sẽ bị phê bình. Phê bình là chuyện tốt, sau đó mới tổng hợp lại được, từ đó hấp thu những kinh nghiệm được giáo huấn để càng ngày càng lớn mạnh hơn. Lời nói của Trần Phong thành khẩn, tình ý sâu xa. Thế cục của thành phố lang thì đến tôi cũng thấy khá là khó khăn. Ngả Thành Văn và Cổ Hướng Quốc đều là những người rất có lai lịch, cậu và bọn họ có thể duy trì sự cân bằng ở mặt ngoài đã là việc tốt lắm rồi, nếu không duy trì được thì phải nhất định nắm chắc phần thắng 10 phần, nếu không thì cậu sẽ là người chịu thiệt. Hạ Tưởng đang ăn liền giật mình kinh hãi. Sau lưng của Ngả Thành Văn và Cổ Hướng Quốc rốt cuộc là người nào? Tôi nghe Mai Thái Bình nói qua thì Cổ Hướng Quốc là do thủ trưởng số một đích danh điểm mặt để bồi dưỡng thành cán bộ hậu bị. Có đúng thật là có chuyện này xảy ra không ạ? Thật thật giả giả, ai có thể nói được đúng sai? Trần Phong khoát tay. Có lẽ thủ trưởng số một chỉ là trong lúc vô ý khen Cổ Hướng Quốc một câu và đã bị Cổ Hướng Quốc hoặc thế lực đứng sau lưng y lưu truyền để biến thành thế trận sương mù mờ mờ ảo ảo. Ai cũng không dám giáp mặt đi gặp thủ trưởng số một để hỏi lại cho rõ ràng. Mà thủ trưởng số 1 cũng không rảnh để đếm xỉa đến một số việc nhỏ nhặt nhàm chán đến như thế. Do đó, không ai đi xác minh làm sáng tỏ chuyện này cả, nghe vậy biết vậy mà thôi. Nhưng tôi cũng nghe người ta nói qua, cho dù Cổ Hướng Quốc không phải được thủ trưởng số 1 điểm danh qua thì trong những người đầu não của đất nước cũng có một người khá thưởng thức Cổ Hướng Quốc. Còn về phần Ngả Thành Văn, nghe người ta bảo thì Chủ tịch Quốc hội khá coi trọng y. Chiếc đũa trên tay Hạ Tưởng liền dừng lại ở giữa không trung. Không tiếp tục gấp mà cũng không thu về đặt ở bát, giống hệt như tình cảnh của hắn ở thành phố lang vậy. Nguyên ban đầu hắn tưởng rằng do đứng ở giữa đồ quân và Cổ Hướng Quốc nên mới bị người ta làm mất quyền lực ở bộ máy ủy ban nhân dân thành phố. Hiện tại thì mới biết được, thật ra là hắn đang ở giữa Ngả Thành Văn và Cổ Hướng Quốc. Không, phải nói là thế lực đằng sau của Ngả Thành Văn, Cổ Hướng Quốc cùng với những người đứng ở đằng sau bức màn của hắn cùng nhúng tay vào. Để xem người của ai có năng lực tranh đoạt quyền chủ động nơi thành phố lang này. Thành phố lang, chính là một tòa thành, phía trên đầy thuốc nổ, phía dưới có trận địa địa lôi, ở giữa có súng đạn binh ra của vùng giao tranh. Hạ Tưởng mà nhảy lên phía trên thì dễ dàng bị thuốc nổ làm tan xương nát thịt, chui xuống phía dưới sẽ va chạm với vô số địa lôi không còn chỗ để táng thân, mà đứng ở chỗ trung gian thì cũng phải phòng bị đột nhiên có súng máy cướp cò. Nên bước đi như thế nào thì tôi nghĩ trong lòng cậu cũng đã có quyết định, tôi cũng không nói nhiều. Dù sao cũng có một câu châm ngôn,
không sợ va chạm, chỉ sợ không thể một chiêu khống chế được kẻ địch. Trong tình huống kẻ địch cực kỳ hùng mạnh thì không thể để cho đối thủ có một cơ hội nhỏ bé nào phản kích. Trần Phong cực kỳ kiên định, ánh mắt nhìn thẳng vào Hạ Tường. Từ việc cậu dám trước mặt mọi người phế bỏ Nga Ni Trần thì có thể nhìn ra cậu là người có thể nhanh gọn, dứt khoát, có mặt rất quyết đoán. Hạ Tường cười ngượng ngùng. Việc này ngài cũng biết. Thành phố Yến thì Bắc Kinh có thể không coi vào đâu, nhưng thành phố Lang thì chính là đôi lông mi của Bắc Kinh đấy. Trần Phong cũng cười. Buổi tối, Hạ Tường ở cùng với Tiếu Giai, nhìn cô con gái đẹp như viên ngọc làm trong lòng hắn tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Đương nhiên, càng cảm thấy hạnh phúc chính là Tiếu Giai. Kể từ khi cô trở thành mẹ, mặc dù con của cô không phải là con trai nhưng điều này không làm cho cô có chút thất vọng nào cả. Việc cô con gái của cô ngày càng xinh đẹp đã vượt xa sự tưởng tượng của cô, thêm nữa, một điều chủ yếu là cô con gái càng ngày càng giống ba của nó, giống Hạ Tường. Điều này làm cho mỗi lần cô ôm lấy cô con gái của mình thì nghĩ tới đây là kết tinh tình cảm của cô và Hạ Tường. Điều này làm cho cô có cảm giác có mối quan hệ mật thiết với Hạ Tường, mối liên hệ giữa hai người không thể tách rời. Máu mủ thì suốt đời không thể thay đổi, không thể cắt đứt, và cũng chỉ làm được điều này khi tình yêu của người đàn ông và người phụ nữ đơm hoa kết trái. Tùng Phong Nhi và Lý Thấm nhìn thấy Hạ Tường thì cả hai người đều có chút kích động. Nhất là Lý Thấm. Đã lâu rồi cô không gặp Hạ Tưởng nên có cảm giác cực kỳ mừng rỡ. Cô cũng biết Hạ Tưởng đang ở thành phố Lang, từng bước đi đầy dẫy những nguy cơ nên cô cũng có tâm tư muốn đi tới thành phố Lang để kề vai sát cánh chiến đấu cùng Hạ Tưởng. Trong người cô lúc này luồng máu hiếu chiến của cô lại dâng lên mãnh liệt. Cô tưởng tượng lại việc đã từng so chiêu kinh tâm động phách cùng với Nguyên Minh Lượng thì cuộc sống hiện tại quá mức bình lặng, không có chút hứng thú nào. Tùng Phong Nhi so với trước kia thì dịu dàng hơn rất nhiều. Ở chung lâu với Tiếu Giai nên cô cũng có ý tưởng đến cuộc sống yên ổn, chủ yếu cũng là vì cô đã chìm nổi lên xuống bao lần, biết cuộc sống rất gian khổ nên mới có tâm tư này. Lý Thấm cố ý không muốn rời đi, thừa cơ nói với Hạ Tưởng về ý tưởng muốn tới thành phố Lang để thay cho Tiếu Giai làm nhiệm vụ khai thác kinh doanh. Tiếu Giai không có ý kiến, ý cười duyên dáng nhìn Hạ Tưởng. Hạ Tưởng suy nghĩ một hồi, cũng hiểu rằng Lý Thấm là trợ thủ đắc lực nhất. Việc trợ giúp của cô trong việc kinh doanh thì cũng rất có triển vọng. Vì thế, hắn liền cười rồi nói. Tôi thật ra không có ý kiến, chỉ sợ là Á Nam có ý kiến thôi. Khi nào thì hai người có ý kết hôn? Lý Thấm và Tề Á Nam đã đính hôn, Tề Đông Lai đối với Lý Thấm thì cực kỳ vừa lòng, cho rằng cô hoàn toàn có thể gánh vác trọng trách của tập đoàn Tề Thị và làm cho nó ngày càng phát triển. Lý Thấm nhẹ nhàng lắc đầu. Chưa tới 30 tuổi thì chưa tính đến chuyện kết hôn. Hiện tại là cơ hội tốt để phát triển kinh tế, chưa thể kết hôn lập gia đình, nếu không sẽ không còn tự do nữa. Hạ Tưởng gật đầu đồng ý. Tôi có một điều kiện tiên quyết chính là, đi tới thành phố Lang thì có thể, nhưng phải xử lý tốt mối quan hệ với Á Nam. Tiếp theo, trong lúc nói chuyện thì vô ý nói đến việc Bạch Chiến Mặc đi đến thành phố Lang làm tốt đen cho phó gia. Tùng Phong Nhi nghe xong, nghiến răng nghiến lợi nói. Tôi nhất định nghĩ biện pháp tìm được lỗ hổng của y, khiến cả đời này của y trở mình không được. Hạ Tưởng cười cười, nghĩ đến Tùng Phong Nhi chỉ là tức giận mà nói như vậy. Nhưng thật không ngờ cuối cùng Bạch Chiến Mặc gục đầu ngã quỵ, không đủ sức xoay người, mà người đứng ở phía sau thúc đẩy chuyện này chính là Tùng Phong Nhi. Sáng sớm hôm sau, Hạ Tưởng nghe được tin rằng Đồ Quân đã quay trở về thành phố Lang. Vì vậy, hắn cũng không nên ở lại nữa, do đó hắn cũng lái xe quay trở về. Về tới thành ủy thì mới biết được, khác hẳn với việc hắn tự lái xe trở về thì Cổ Hướng Quốc đã cử người lên Bắc Kinh để phục vụ đưa Đồ Quân quay về, còn với Hạ Tưởng thì mặc kệ. Thái độ như vậy, mức độ thân gần như thế nào thì hiểu được ngay. Không chỉ như thế, đối với việc xe công của Hạ Tưởng bị hư hỏng thì Cổ Hướng Quốc không nặng không nhẹ phê bình hai câu. Đồng chí Hạ Tưởng, cậu tới Bắc Kinh lại để cho người khác đập phá xe cộ. Cậu cũng xem lại mình đi. Lúc nào cũng phải nhớ kỹ thân phận của mình, cậu là một đảng viên Đảng Cộng sản, là cán bộ nhà nước, điệu bộ, hành động thể hiện ra phải tránh làm ảnh hưởng đến hình tượng của thành ủy, thành phố Lang. Qua thái độ vừa rồi thì Hạ Tưởng rất rõ ràng một việc, chắc chắn là Đồ Quân đã thêm mắm thêm muối, nói bậy về hắn với Cổ Hướng Quốc. Chỉ bằng sự thiên vị của Cổ Hướng Quốc về việc của Đồ Quân thì hắn có thể kết luận rằng quan hệ giữa hai người này đúng thật rất thân mật và khăng khít. Cổ Hướng Quốc đưa ra lời giải thích rằng xe của Đồ Quân là tai nạn xe cộ, hơn nữa cô ta còn là một trong những người bị nạn,
đáng giá phải khen ngợi. Còn xe của Hạ Tưởng là bị người khác đập phá, nghe nói là bởi vì tranh đoạt người yêu với ai đó, mà Hạ Tưởng lại không có lái xe đi theo nên phải phê bình hắn. Hạ Tưởng cũng không phản bác, khiêm tốn tiếp nhận phê bình. Cũng may là Cổ Hướng Quốc cũng để lại cho hắn một vài phần mặt mũi, không đề cập đến việc hắn phải bỏ tiền túi ra để sửa xe. Nếu cần lùi một bước thì cũng nên lùi, ai bảo Cổ Hướng Quốc là thị trường. Hạ Tưởng bước chân thoải mái bước về văn phòng mình, vừa vào đến cửa liền nhìn thấy Lý Tài Nguyên và Thang Hóa Lai đang ngồi cùng nhau, sắc mặt của hai người vui mừng, đang không ngừng thầm thì nói với nhau điều gì đó. Vừa thấy Hạ Tưởng trở về, hai người đều đứng lên, đều với vẻ mặt mong chờ nhìn Hạ Tưởng, chờ hắn lên tiếng. Hạ Tưởng ngẩn người ra, bỗng nhiên mỉm cười. Hai người đang làm gì thì làm đi, nhìn tôi làm gì? Không phải làm việc à? Lý Tài Nguyên và Thang Hóa Lai liếc nhau, biết hiện tại thời cơ còn chưa chín muồi. Nếu thời cơ chín muồi thì Hạ Tưởng không phải sử dụng giọng điệu này ra để nói chuyện. Cả hai người đều hiểu rõ việc này nên cười cười. Hai ngày sau, Triệu Tiểu Phong lại xuất hiện ở thành phố Lang. Lần này gã tới đây không phải chỉ đi một mình mà là còn dẫn theo một người, người này tên là Dương Uy. Dương Uy là tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Uy Phong, 33 tuổi, rất tuấn tú lịch sự, vóc dáng cực cao, nhìn rất uy dũng, giống như một tòa hải đăng vậy. Trong cách đối nhân xử thế thì gã là một người khá có tố chất, sau một hồi nói chuyện thì đã chiếm được thiện cảm của Hạ Tưởng. Dương Uy là người phát ngôn của Triệu Tiểu Phong, sau này gã sẽ đại biểu cho Triệu Tiểu Phong ở thành phố Lang, chủ yếu là để tiến hành các hoạt động kinh doanh buôn bán. Mà Triệu Tiểu Phong vốn là một người lãnh đạo trong một doanh nghiệp nhà nước lớn, không tiện ra mặt. Lần này y tới đây chủ yếu là đem Dương Uy tới, ý tứ là để giới thiệu cho Hạ Tưởng, đồng thời cũng để gặp mặt lại lần nữa với Vương Sắc Phi. Sau khi Triệu Tiểu Phong giới thiệu Dương Uy xong liền nói rõ ý đồ gặp mặt với Vương Sắc Phi. Hạ Tưởng không đi theo, không biết sao, Hạ Tưởng đối với việc gặp mặt với Vương Sắc Phi thì cũng không có hứng thú gì quá lớn. Hắn vẫn cảm thấy loại người như Nga Ni Trần luôn gây sự thì Hạ Tưởng cũng có thể nhìn thấu được lỗ hổng, nhưng với Vương Sắc Phi cử chỉ chậm rãi thì lại khiến cho người khác không thể nhìn thấu được đám sương mù này. Hiện tại thì Hạ Tưởng và người này cũng không có điểm ích lợi gì chung, cũng không có xung đột nhau, duy nhất là cùng có quan hệ với Triệu Tiểu Phong. Nhưng nếu không cần thiết thì đúng thật là Hạ Tưởng cũng không muốn cùng Vương Sắc Phi cùng xuất hiện, ít nhất là trước mặt người khác. Dương Uy chịu trọng trách ủy thác của Triệu Tiểu Phong nên đã đề xuất ý kiến đầu tư với Hạ Tưởng. Hạ Tưởng là phó thị trưởng thường trực, hoàn toàn có thể đại biểu cho Ủy ban Nhân dân thành phố nên đã cùng tiến hành trao đổi với Dương Uy. Có một chút khiến Hạ Tưởng cảm thấy hơi tiếc nuối chính là Triệu Tiểu Phong cũng không tiếp nhận lời đề nghị của hắn về việc hợp tác với tập đoàn Viễn Cảnh mà lại độc lập tiến hành đầu tư. Tuy nhiên, vốn đầu tư đã tăng lên 80 triệu tệ, nhiều hơn 30 triệu tệ so với số vốn mà Bộ Nông nghiệp dự định để triển khai. Sau khi Hạ Tưởng và Dương Uy trao đổi xong, đàm phán các điều trong hợp đồng một cách tỉ mỉ với Dương Uy. Sau khi tiễn Dương Uy rời đi, hắn lại gọi một cuộc điện thoại với Liên Nhược Hạm. Buổi chiều cùng ngày, tập đoàn Viễn Cảnh mà đại biểu là Thiểm Liên cũng mang theo một hợp đồng đầu tư đến thành phố Lang, gặp Hạ Tưởng để trình báo cáo đầu tư. Thiểm Liên là phó tổng giám đốc tập đoàn Viễn Cảnh, 35 tuổi, vẻ mặt nhã nhặn, vóc dáng bậc trung. Có thể y đã nghe được một số tin tức gì đó nên khi ở trước mặt Hạ Tưởng thì rất câu nệ, không dám ngồi, không dám lấy giọng điệu của nhà đầu tư mà nói chuyện mà vô cùng cung kính, thắt lưng hơi cong. Hạ Tưởng mời y ngồi xuống nhưng y xua tay bảo không cần. Cuối cùng Hạ Tưởng thấy y đích thực rất câu nệ nên cũng không miễn cưỡng, lưu lại báo cáo đầu tư rồi để gã về trước, bảo rằng chờ tin tức. Hiện tại thì trong tay Hạ Tưởng có hai lá bài tẩy, để xem nên đánh như thế nào. Tháng 12 tại thành phố Lang là thời điểm lạnh nhất trong năm. Sau khi Hạ Tưởng đến thành phố Lang một tháng thì cũng là lúc thành phố Lang mời dự họp hội nghị thường vụ có ý nghĩa cực kỳ trọng đại. Chính thức thảo luận về vấn đề có nên triển khai mở rộng kỹ thuật biến đổi gen ở thành phố Lang hay không. Trước khi mời dự họp hội nghị thường vụ thì Ngả Thành Văn đã tổ chức họp hội ý một lần, trong cuộc họp này không đạt thành bất cứ nhận thức chung nào. Hạ Tưởng và Trương Anh Tịch phản đối, Cổ Hướng Quốc và Đồ Quân Kiên chỉ ủng hộ, còn y thì thái độ ba phải, cái nào cũng được. Cuối cùng, mọi người nhất trí rằng nên đệ trình lên hội nghị thường vụ thảo luận để ra quyết định. Một khi đã đệ trình đến hội nghị thường vụ thì tương đương với cuộc chiến cuối cùng, thắng hay bại lúc này sẽ được định rõ.
vẻ mặt của mỗi người trong hội nghị thường vụ đều rất trang nghiêm, bởi vì có liên quan đến vấn đề mở rộng kỹ thuật biến đổi gen nên đã khiến thành phố Lang có những gợn sóng không nhỏ. Thậm chí không ít người đang ngồi đây cũng đều biết rằng Hạ Tưởng và Nga Ni Trần ngay mặt xung đột nhau cũng là do chuyện này mà xảy ra. Bởi vậy, hội nghị thường vụ hôm nay tuyệt đối sẽ không thoải mái, tình cảnh Dương Cung Bạt Kiếm chắc chắn sẽ không thể thiếu, mà không chừng còn có khả năng đập bàn chửi mẹ cha nhau. Mà việc đập bàn chửi mẹ cha nhau có lẽ đúng thật đã trở thành truyền thống, từ sau khi hội nghị ở Mỗ Sơn có tiếng chửi mẹ cha nhau thì sau đó văn phòng bí thư, hội nghị thường vụ, thậm chí đại hội cán bộ công nhân viên chức đều có không ít thanh âm chửi như vậy xuất hiện. Thói quen thì tốt rồi, chửi cha mẹ của nhau cũng là một loại biểu hiện dân chủ, ai dám bảo là không được chứ. Nếu không dân chủ thì đừng nói đến việc chửi mẹ cha của nhau, mà ngay cả chửi đồng cũng không chừng phải đem đi xử bắn. Ngả Thành Văn ngồi ở giữa, rút ra một điếu thuốc rồi châm lửa, y hoàn toàn không nhìn thấy phía trên có tấm biển cấm hút thuốc. Nhưng người quen thuộc y thì đều biết rằng bí thư Ngả luôn tự hạn chế việc này, tuy rằng nghiện thuốc khá nặng nhưng rất ít khi ở trong hội nghị thường vụ hút thuốc, mà việc lấy thuốc ra hút như thế này cũng chứng tỏ rằng vấn đề gặp phải rất nan giải. Hoặc là vấn đề nan giải lớn bằng trời. Cổ Hướng Quốc với vẻ mặt thoải mái ngồi ở bên cạnh Ngả Thành Văn, từ vẻ mặt của y mà xem thì biết rằng kết cục hôm nay y chắc chắn sẽ thắng. Đồ Quân cũng tinh thần rất sung mãn. Tuy rằng không trang điểm một cách cầu kỳ nhưng cũng nhìn ra có phần tô son điểm phấn, thậm chí còn có tô phấn mắt. So sánh Đồ Quân với Lưu Nhất Lâm khá thanh nhã ở bên cạnh thì dường như cô ta có vẻ hơi đậm, dù so với Lưu Nhất Lâm thì cô ta cũng lớn hơn vài tuổi. Ngả Thành Văn nhả ra một hơi khói, liếc mắt nhìn mọi người một chút rồi nói. Các đồng chí đều đã đến đông đủ, chúng ta bắt đầu họp thôi. Hôm nay đề tài thảo luận chủ yếu là vấn đề thí điểm mở rộng mới của Bộ Nông nghiệp trong việc phát triển nông nghiệp. Vì để chứng thực lại tính thiết thực về chiến lược khoa học kỹ thuật trong khuyến nông, qua quá trình khảo sát thì các chuyên gia của Bộ Nông nghiệp đã cho ra kết luận rằng thành phố Lang là nơi thích hợp nhất cho việc thí điểm mở rộng các thành tựu trong khoa học kỹ thuật. Hơn nữa, Bộ Nông nghiệp còn dành một khoản đầu tư riêng biệt từ 30 triệu đến 50 triệu cho việc này, độ ủng hộ rất mạnh. Tuy nhiên, đồng chí Hạ Tưởng cũng có đưa ra ý kiến mới của mình. Đầu tiên, xin mời đồng chí Cổ Hướng Quốc và đồng chí Hạ Tưởng, xem như là một người thuộc phía ủng hộ đối với việc làm thí điểm mở rộng đề án của Bộ Nông nghiệp và một người ủng hộ ngành nông nghiệp sinh thái, đề nghị hai người cùng nói tỉ mỉ. Cổ Hướng Quốc khẽ gật đầu với Ngả Thành Văn một cái rồi nói luôn vào đề tài. Bộ Nông nghiệp coi trọng cơ sở nông nghiệp của thành phố Lang từ đó quyết định thành phố Lang được làm thí điểm mở rộng, đây là chuyện tốt. Mặc dù có một số người nói chuyện giật gân rằng kỹ thuật biến đổi gen rất nguy hại, nhưng nhà nước ta không có mệnh lệnh rõ ràng trong việc cấm kỹ thuật biến đổi gen, chứng tỏ đây cũng là suy xét về lâu về dài của đất nước. Hơn nữa, các chuyên gia của Bộ Nông nghiệp cũng ủng hộ mạnh mẽ việc mở rộng, điều này chứng minh rằng kỹ thuật biến đổi gen là không phải như trên các phương tiện truyền thông tuyên truyền, là con mãnh thú và dòng nước lũ, là kỹ thuật di hại cho thế hệ phía sau. Tôi muốn nói với mọi người rằng, không ít người ôm tư tưởng cổ xưa, cố ý đổi trắng thay đen, muốn ngăn cản chuyên gia của Bộ Nông nghiệp đến thành phố Lang thực hiện công việc của mình. Mà người ngăn cản này cũng không phải là xuất phát từ lập trường công chính gì đâu, mà bởi vì người đó và trưởng phòng Bạch của Bộ Nông nghiệp đã từng có mâu thuẫn, vì thế mới tận hết sức lực để phản đối việc thí điểm mở rộng kỹ thuật phát triển nông nghiệp mới này. Lập tức Cổ Hướng Quốc cầm ngay một chậu nước bẩn tạt sang người khác, tưới cho Hạ Tưởng cả người ướt đẫm. Ai chẳng biết Hạ Tưởng và Bạch Chiến Mặc từng là cộng sự, từng có những mâu thuẫn không thể điều hòa được. Mà với lời lẽ lẫn lộn vừa rồi của Cổ Hướng Quốc thì nói thẳng ra Hạ Tưởng là vì xuất phát từ hận thù cá nhân nên mới toàn lực ngăn cản việc mở rộng kỹ thuật biến đổi gen. Điều này khiến cho Hạ Tưởng trong cơn giận dữ gần như không kìm chế được muốn vỗ bàn đứng phắt dậy. Tuy nhiên, phải nhẫn nhịn, do đó Hạ Tưởng vẫn ngồi ngay ngắn không sứt mẻ, thờ ơ lạnh nhạt xem biểu hiện của Cổ Hướng Quốc. Trong lúc nhất thời thì võ mồm có mạnh hơn một chút cũng không là gì, cuối cùng ai thắng ai thua mới là điều trọng yếu nhất. Đầu tiên là ánh mắt của mọi người nhìn về phía Hạ Tưởng, có sự nghi hoặc, có sự vui sướng khi người khác gặp họa, có sự chờ mong, và cũng có sự an ủi, cổ vũ. Khiến làm cho tất cả mọi người chấn động chính là Hạ Tưởng còn chưa mở miệng ra phản bác thì Lữ Nhất Khả lại đột nhiên nói chen vào. Thị trưởng Cổ đang nói về công việc thì không cần phải công kích về nhân thân của người khác. Nếu anh cố tình nói chuyện kiểu gây họa cho người khác như vậy thì đừng trách tôi sẽ đập bàn với anh. Lời vừa nói ra làm cả cử tòa kinh sợ.
Ở trong ấn tượng của mọi người thì Lữ Nhất Khả là một người không hấp tấp hay vội vàng, cũng như không bao giờ sốt ruột hay nổi nóng. Vậy mà hôm nay đột nhiên lại nói một câu như vậy, hơn nữa rõ ràng là tạo thế để Hạ Tưởng ngẩng đầu. Điều này khiến tâm tư tất cả mọi người đều động, nguy hiểm thật, đúng là khó lường thật, hướng gió đã thay đổi. Hóa ra phái trung gian đã chuyển hướng sang ủng hộ Hạ Tưởng. Mới đến đây không đến một tháng vậy mà Hạ Tưởng đã đạt được sự ủng hộ của Lữ Nhất Khả là điều rất không đơn giản. Lữ Nhất Khả thân là chủ nhiệm ủy ban kỷ luật, xếp hạng ở thành ủy là nằm trong nhóm đứng đầu, hơn nữa ông ta là người nhiều tuổi nhất, lời của ông ta thì ngay cả Ngả Thành Văn cũng phải nể nang đến ba phần. Quả nhiên, Ngả Thành Văn vốn đang cúi đầu xem tài liệu do Hạ Tưởng phân phát, vừa nghe lời nói của Lữ Nhất Khả thì bỗng nhiên ngẩng đầu lên, không thể tin được phải liếc mắt nhìn về phía Lữ Nhất Khả một cái, sau đó lại với ánh mắt đầy vẻ thâm ý, sâu sắc mà liếc mắt nhìn Hạ Tưởng một cái, sau đó mới rời ánh mắt đi. Cổ Hướng Quốc có vẻ không chịu được, đang muốn mở miệng giải thích thì đột nhiên lại chợt nghe thấy Trương Anh Tịch nói chen vào. Thị trưởng Cổ, nếu nói về độ nguy hại của kỹ thuật biến đổi gen thì tôi có thể nói hẳn trong vòng mấy tiếng đồng hồ, còn có thể nói cho ngài biết chuyên gia nào của Bộ Nông nghiệp có cổ phần tại công ty biến đổi gen ở Mỹ, có những ai đảm nhiệm chức vụ, vị trí nào. Nếu vậy thì có thể cho ra kết luận rằng các chuyên gia của Bộ Nông nghiệp cố sức kiệt lực trong việc biến đổi gen là do có tâm ý riêng. Nếu như ngài vì Phó Thị trưởng Hạ và trưởng phòng Bạch trước kia có mâu thuẫn mà nêu ra kết luận thì đúng thật tôi rất muốn cùng ngài lý luận một chút, xem ai sai ai đúng ở đây. Không ít người phải chấn kinh, tốt rồi, những người lên tiếng vừa rồi gồm có một chủ nhiệm ủy ban kỷ luật và một phó bí thư, mở miệng đã muốn dùng uy thế phủ đầu Cổ Hướng Quốc. Hơn nữa, khí thế của hai người này đều có vẻ đang muốn gây sự, giọng điệu chẳng những đang giữ gìn, bảo vệ Hạ Tưởng mà ngay cả mặt mũi của Cổ Hướng Quốc cũng không nể tình. Đường đường là một thị trưởng lại lần lượt bị người tấn công cả trước và sau, không cần phải nói thì chắc chắn tư vị của y đang chịu rất khổ sở. Đương nhiên, Cổ Hướng Quốc không dễ chịu chút nào, lửa giận trong lòng nổi lên mà không tiện phát tác. Về tuổi tác thì Lữ Nhất Khả hoàn toàn có tư cách là không cần phải nói, thật sự dám đập bàn cùng với ông ta cũng có thể đập trả lại chứ phải không? Còn lời nói của Trương Anh Tịch thì lại rất hiệu quả, hơn nữa tại các hội nghị bí thư thì y cũng đã thấy qua trình độ và hiểu biết của Trương Anh Tịch đối với phương diện kỹ thuật biến đổi gen, so với y thì đúng thực sâu hơn rất nhiều. Nếu muốn tranh luận về việc này, quả thực y sẽ là người thiệt thòi. Hội nghị hôm nay không phải là để thảo luận các ưu khuyết điểm của kỹ thuật biến đổi gen, mà là thảo luận việc thí điểm mở rộng của Bộ Nông nghiệp có thể được thông qua hội nghị thường vụ này hay không. Kỹ thuật biến đổi gen bất kể là hại nước hại dân thế nào nhưng nếu thông qua được thì đó chính là thắng lợi của y, còn không thông qua được thì với y đó là sự thất bại. Rất may mắn Cổ Hướng Quốc cũng có người đứng ra nói chuyện hộ gã, Đồ Quân liền tiến ra giải vây. Chủ nhiệm Lữ tuổi cũng cao rồi, không nên hơi một chút là nổi nóng như vậy. Thị trưởng Cổ vừa rồi chỉ thuận miệng mà nói thôi, tuy nhiên là ông ấy cũng nhắc nhở một số đồng chí cá biệt không nên xử lý công việc theo cảm tính mà thôi, cũng không phải là chỉ trích gì. Còn Phó Bí Thư Trương cũng thật là, cần gì phải đi tranh luận việc kỹ thuật biến đổi gen có nguy hại hay không, nếu nhà nước đã không có lệnh cấm rõ ràng, nếu Bộ Nông nghiệp thực thi việc thí điểm tiến tới mở rộng thì điều này đã chứng minh rằng kỹ thuật biến đổi gen có thể được thực hiện. Không thể không nói rằng Đồ Quân cũng có mặt rất nhanh mồm nhanh miệng, lời nói của cô cũng có phần chí lý. Rốt cuộc Hạ Tưởng cũng lên tiếng, đầu tiên hắn giơ hai tay lên. Chương 808, va chạm. Mọi người đang khó hiểu với động tác này thì lại nghe hắn cười ha hả rồi nói. Kỹ thuật biến đổi gen rất nguy hại đối với nhân loại, nguy hiểm thế nào thì bây giờ vẫn chưa phải lúc kết luận, trong đó việc mâu thuẫn giữa tôi và trưởng phòng Bạch như thế nào thì thị trưởng Cổ lại đưa ra kết luận. Như vậy không chút công chính chút nào, bởi vì tôi và trưởng phòng Bạch cũng chưa từng nói nhau nặng lời, còn vấn đề của ông ta thì thành ủy thành phố Yến cũng đã ra kết luận, chúng ta không cần phải hoài nghi ánh mắt và sự công chính của lãnh đạo thành ủy. Tuy nhiên, nếu thị trưởng Cổ nói tôi do vì mâu thuẫn với trưởng phòng Bạch mà mới phản đối việc thí điểm mở rộng kỹ thuật biến đổi gen tại thành phố Lăng thì tôi cũng không cần giải thích hay phản bác gì, giơ hai tay xin tha, xin thị trưởng Cổ mở miệng lưu tình. Câu nói vừa trang trọng vừa khôi hài lập tức gây nên một tràng cười cho mọi người, Hạ Tưởng xem như thành công trong việc điều khiển không khí cuộc họp. Tiếp đó, hắn còn nói thêm. Nói đến vấn đề nguy hại của kỹ thuật biến đổi gen thì quả thật hội nghị thường vụ không phải là nơi để tranh biện về kỹ thuật. Tuy nhiên, tôi cũng nhớ tới một việc muốn nhắc nhở các đồng chí một chút,
Năm đó thuốc DDT cũng từng đã chiếm cứ một vị trí trọng yếu trong cuộc sống của chúng ta, tôi nghĩ rằng các vị đang ngồi ở đây ai cũng từng đã tiếp xúc qua. Bất kể là làm thuốc trừ sâu hay nông dược thì gần như ai nấy cũng đã từng dùng. Và cho tới hôm nay, khi khoa học kỹ thuật phát triển thì mới phát hiện thuốc DDT có độc tính cực lớn, lưu lại thời gian vượt quá 20 năm. Nói cho đúng thì sau 20 năm vẫn còn độc tính lưu lại, còn có thể tạo ra các nguy hại lớn đối với cơ thể con người. Hiện tại thì chúng ta đã lần lượt thủ tiêu các ứng dụng của thuốc DDT, đáng tiếc là, để phát hiện ra nguy hại của thuốc DDT thì ước chừng nhân loại đã phải tiêu tốn một khoảng thời gian khoảng 100 năm để xử lý. Lời nói của Hạ Tưởng như cây búa tạ gõ vào trong lòng của mỗi người, bất kể là có tạo được tác dụng nào không nhưng quả thật làm cho mấy người ở đây nảy sinh một tia dao động. Sự tình gây nguy hại cả 100 năm, nếu mà làm thì về sau đúng sẽ trở thành tội nhân thiên cổ, bị con cháu chút chít mắng chửi, chẳng phải là như Tần Cối hay sao? Đương nhiên, sức mạnh của ngôn ngữ có tính xuyên thấu, lại có tính cổ động, cũng không thể hiện chi tiết, khi có thêm chút ích lợi vào đó thì lại càng làm đả động lòng người. Đồ Quân liền khẽ cười một tiếng. Thuốc DDT là thuốc độc, kỹ thuật biến đổi gen là cải tiến, làm sao có thể đánh đồng được. Ví dụ của Phó Thị trưởng Hạ nêu ra không thể so sánh được với nhau, cũng không có lực để thuyết phục. Cô ta nhẹ nhàng phất tay, xua tan làn khói thuốc bay đến trước mặt, liếc người đang ngồi hút thuốc ở phía trên cô ta là Lộ Hồng Chiêm một cái với vẻ bất mãn rồi nói thêm. Tôi mới hiệp đàm từ Bộ Nông nghiệp trở về. Và sau khi cùng trưởng phòng Bạch tiến hành tìm hiểu, giao lưu và đã đạt thành nhận thức chung rằng Bộ Nông nghiệp sẽ tăng mạnh vốn đầu tư, quyết định bỏ ra số vốn là 50 triệu tệ để tiến hành thí điểm mở rộng ở thành phố Lang. Chẳng những việc này không cần Ủy ban Nhân dân thành phố bỏ ra một đồng tiền nào, mà bọn họ còn cử đội trợ giúp về mặt kỹ thuật cho Ủy ban Nhân dân thành phố. Điều này thì có khác gì vô duyên vô cớ mà chúng ta lại có một khoản đầu tư lớn, không những thế lại không cần gánh vác bất cứ sự phiêu lưu nào. Còn nữa, Phó Thủ tướng Tần và Phó Thủ tướng Dã cũng thông qua những đường khác nhau để tỏ vẻ chú ý đối với việc thí điểm mở rộng này. Đối với triển vọng mở rộng kỹ thuật biến đổi gen thì bọn họ cũng rất thích thú. Cổ Hướng Quốc đúng lúc nâng ra hai nhân vật quan trọng, chính là muốn tạo ra một áp lực đối với các ủy viên thường vụ đang ngồi ở đây. Quả nhiên, hai Phó Thủ tướng đã gây ra sự chú ý, khiến hội nghị thường vụ lập tức có những tiếng động nho nhỏ như nghị luận truyền ra. Tình thế đúng là bất lợi đối với Hạ Tưởng. Ánh mắt của mọi người đều nhìn chằm chằm về Hạ Tưởng, xem Hạ Tưởng phản kích lại như thế nào. Hạ Tưởng chậm rãi lấy ra một tập tài liệu, vừa phát cho người trước mặt vừa nói. Được rồi, không thảo luận các ưu khuyết điểm của kỹ thuật biến đổi gen, chỉ đơn thuần suy xét theo góc độ đầu tư, chỉ lấy ích lợi của nhân dân thành phố Lang làm điểm xuất phát gốc. Ý tứ của tôi đề nghị rằng, không cần thực hiện việc thí điểm mở rộng kỹ thuật biến đổi gen bởi vì vốn 50 triệu tệ là quá nhỏ, mà lại dễ bị dân chúng chửi cha chửi mẹ lên. Trong tay tôi có hai hợp đồng đầu tư, đầu tiên để các đồng chí xem trước một chút, sau đó xin mọi người nói thử xem như thế nào. Nhưng bản hợp đồng này ở đây thì bản nào cũng có tính nhìn xa, cũng có ưu thế, cũng có lợi cho chiến lược khuyến nông của thành phố Lang. Nói xong, Hạ Tưởng cầm tập tài liệu trong tay đi phân phát cho mọi người. Lưu Nhất Lâm đứng dậy khỏi chỗ, chủ động lấy một phần đi phân phát giúp Hạ Tưởng. Hành động của cô làm đọng lại trong mắt của tất cả mọi người, tâm tư của ai nấy cũng đầy chấn động và kinh hãi. Đầu tiên là Lữ Nhất Khả, sau đó là Trương Anh Thịch, bây giờ lại có Lưu Nhất Lâm, các nhân vật đại biểu cho phái trung gian đều có xu hướng hội tụ bên cạnh Hạ Tưởng. Không nghĩ rằng một Hạ Tưởng tuổi còn trẻ như vậy mà thật sự là người rất hấp dẫn. Vở kịch ngày hôm nay càng diễn càng phấn khích. Hội nghị thường vụ chuẩn bị trình diễn một hồi va chạm thật kịch liệt. Tài liệu phân phát đến tay của mọi người, chỉ cần nhìn thoáng qua thì không ít người phải hít vào một hơi lạnh. Hóa ra Hạ Tưởng sớm đã có chuẩn bị, Đồ Quân vừa mới tung ra 50 triệu tệ để đầu tư cũng đã rất là tốt, vậy mà trong tay Hạ Tưởng lại có hai bản hợp đồng, một hợp đồng 100 triệu, một hợp đồng 80 triệu, tổng số vốn đầu tư của hai bản hợp đồng này có giá trị gấp hơn 3 lần con số của Đồ Quân. Đơn thuần ở góc độ đầu tư mà suy xét thì Đồ Quân đã hoàn toàn thất bại. Sắc mặt của Đồ Quân và Cổ Hướng Quốc cực kỳ khó coi, cả hai người rất khó khăn để áp chế sự tức giận trong lòng, hai người cùng liếc mắt nhìn Hạ Tưởng một cái. Những gì Hạ Tưởng đã làm về cơ bản là tìm cách ngăn cản việc thí điểm mở rộng của Bộ Nông nghiệp, bất kể là do lập trường chính trị hay là bút pháp về kinh tế, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào thì mục đích nhằm đến cũng rất rõ ràng.
khiến cho sự bất mãn của Cổ Hướng Quốc đối với Hạ Tưởng đã bay lên tới đỉnh điểm. Nhưng y là nhân vật số 2 của thành phố Lang, kiềm chế là phải có nên có thể nhẫn nhịn được. Còn Đồ Quân thì đã mấy lần giao phong cùng với Hạ Tưởng, ở mặt ngoài thì chiếm thượng phong, nhưng trên thực tế thì bị thua thiệt rất nhiều. Từ khi Hạ Tưởng đến đây thì cô ta luôn bị bó tay bó chân, lại có một loạt các cảnh tượng kinh tâm động phách diễn ra ở Bắc Kinh đã làm cho cô ta sợ hãi phải mất ngủ mấy ngày. Những điều này đã khiến cho lửa giận của cô ta rốt cuộc không thể ức chế được mà phun trào ra ngoài. Phó thị trưởng Hạ, tuy rằng tôi không muốn ác ý để suy đoán vì sao cậu lại cố tình ngăn cản việc thí điểm mở rộng của Bộ Nông nghiệp, nhưng tôi cho rằng cậu tận sức lực chuẩn bị sau lưng cho việc phản đối này thì chắc chắn phải có mục đích mà không muốn cho ai nhìn thấy. Có phải là có liên quan tới trưởng phòng Bạch hay không vậy? Một tiếng, bốp, Lữ Nhất Khả đã vỗ mạnh xuống bàn, vẻ mặt đầy giận dữ. Phó thị trưởng Đồ, hôm nay việc chính là thảo luận về vấn đề đầu tư, không phải là để thảo luận về mâu thuẫn giữa đồng chí Hạ Tưởng và trưởng phòng Bạch gì đó. Nói đến mâu thuẫn, lúc nào cô cũng nhằm vào chỉ trích đồng chí Hạ Tưởng, có phải là cậu ta đã làm gì gây mâu thuẫn với cô nên cô mới luôn cố ý làm khó dễ cậu ta? Lập tức mặt Đồ Quân đỏ lên, cũng không phải đỏ bừng lên mà là đỏ hừng hực lên. Chủ nhiệm Lữ, ngài nói chuyện phải chú ý một chút. Tôi không có gì đắc tội với ngài, dựa vào điều gì mà ngài tiến hành công kích nhân thân của tôi? Đồng chí Hạ Tưởng đắc tội cô lúc nào? Tại sao cô không có việc gì lại cố tình tìm việc, khơi mào lên để làm gì? Vẻ mặt Lữ Nhất Khả vẫn như cũ tỏ sự uy nghiêm, vẻ tức giận vẫn không giảm xuống. Thôi, thôi, không cần cãi nhau nữa, chúng ta thảo luận một chút về hợp đồng đầu tư của đồng chí Hạ Tưởng. Ngả Thành Văn ra mặt hòa giải, ở bên ngoài thì thể hiện sự ôn hòa nhưng thực tế bên trong thì trong lòng cũng vô cùng khiếp sợ. Tuy rằng Lữ Nhất Khả là người nhiều tuổi nhất ở đây nhưng rất ít khi cậy già để lên mặt, ông ta ở trong thành ủy luôn có uy vọng rất cao. Hôm nay lại trước mặt mọi người vỗ bàn, có thể nói việc này đúng thực đã chạm vào đến cơn giận dữ của ông ta. Cũng do Đồ Quân là quá đáng, đang bàn công việc thì tự dưng sao lại hồ đồ suy đoán chụp mũ lung tung cho người khác. Huống chi người này không phải là người dễ chọc, người đó chính là Hạ Tưởng. Hạ Tưởng mới đến đây không lâu mà đã có dấu hiệu đoàn kết được lực lượng trung gian, điều này làm cho người khác không thể khinh thường được. Thế cục thành phố Lang vốn rất rắc rối và phức tạp, tự dưng lại có thêm Hạ Tưởng này tham gia vào, không phải là lửa cháy đổ thêm dầu mà chính là loạn càng thêm loạn. Ngả Thành Văn trong lòng rất lo lắng. Từ góc độ đầu tư mà nói thì đương nhiên việc kéo đầu tư của Phó Thị trưởng Hạ cũng có ưu thế. Nhưng việc Bộ Nông nghiệp triển khai làm thí điểm mở rộng thì còn có ý nghĩa về mặt tuyên truyền, không thể đơn giản lấy đầu tư ra mà xem xét. Khuynh hướng của tôi là theo việc thí điểm mở rộng của Bộ Nông nghiệp. Lộ Hồng Chiêm lên tiếng, thời điểm y nói ra câu này không kìm nổi liếc mắt nhìn Hạ Tưởng một cái, trong ánh mắt của y có sự sợ hãi và oán hận. Hiển nhiên, sự kiện phế bỏ người lần trước của Hạ Tưởng đã để lại một ấn tượng không thể xóa nhòa trong tâm lý của y. Đầu tư là đầu tư. Có thể đưa lại lợi ích và hiệu quả rõ ràng cho thành phố Lang, có thể kéo sự tăng trưởng kinh tế cho thành phố Lang thì chúng ta phải nhiệt liệt hoan nghênh. Ngược lại, cái gì gây ra ảnh hưởng lâu dài, cái gì là ý nghĩa tuyên truyền, vân vân gì đó đều là giả dối, chỉ toàn là những từ ngữ giảng giải suông mà không có chút lợi ích thực tế nào, do đó có nói bằng mấy cũng là vô ích. Ai đầu tư có mức vốn lớn thì tôi sẽ ủng hộ người đó. Khiến tất cả mọi người đều giật mình chính là người luôn luôn thích lên tiếng vào phút cuối cùng, thường là thuận nước tạo ân tình cho người khác, Tư lệnh viên phân quân khu Điền Tuệ Thư, ngay sau khi Lộ Hồng Chiêm phát biểu liền lên tiếng tỏ thái độ ủng hộ Hạ Tưởng. Thú vị, càng lúc càng thú vị, cuộc tranh đấu này càng được khuyết đại lên, ngay cả Điền Tuệ Thư cũng tham gia vào đoàn quân chiến đấu, lại còn là những người đầu tiên biểu lộ quan điểm của chính mình, đây thực sự là điều hiếm thấy. Lĩnh vực đầu tư của tập đoàn Viễn Cảnh và công ty Uy Phong thì một là làm nông nghiệp sinh thái, một là ngành nông nghiệp hữu cơ, cả hai loại hình đầu tư này đều tạo ra màu xanh tự nhiên trong nông nghiệp. So sánh với công trình kỹ thuật biến đổi gen thì chẳng những tiếng tăm tốt hơn mà còn có số vốn đầu tư lớn hơn gấp bội. Còn nữa, hai công ty này còn đưa ra cam kết rằng sẽ chi tài chính trong một lần. Hạ Tưởng cầm tập tư liệu trong tay đập xuống mặt bàn. Thanh âm không lớn nhưng làm cho mí mắt một số người nhảy lên nhảy xuống mấy lần vì kinh hãi. Hắn lại nhẹ nhàng gõ tay trên tập tài liệu. Các bộ ban ngành trung ương khi đầu tư luôn thường xuyên khất nợ,
mang tiếng là 50 triệu tệ nhưng trải qua tầng tầng lớp lớp cắt xén và bóc lột thì có thể rót ra 40 triệu tệ là đã tốt lắm rồi. Hơn nữa, còn phải có định kỳ, theo giai đoạn, lạc quan mà đoán rằng để tất cả số vốn này được giải ngân rót xuống, nói không chừng là sau khoảng một năm. Mà nếu như lời cam kết của hai nhà đầu tư này mà nói thì sau một năm chúng ta đã có hiệu quả và lợi ích rõ ràng. Thu hút đầu tư chính là phải tiến cử việc đầu tư mạnh hay yếu, thấy được hiệu quả nhanh hay chậm, chứ không phải là cứ kéo dài ngày này qua năm khác, cuối cùng lộ ra cái đuôi mục nát của mình. Đồ Quân không thể nhịn nổi phải lên tiếng phản bác. Phó thị trưởng Hạ, tại sao cậu lại dám bảo hạng mục đầu tư của Bộ Nông nghiệp là hạng mục mục nát? Không được ăn nói lung tung như vậy. Tôi cũng không phải là ăn nói lung tung, mà là đã có vết xe đổ. Ví dụ như dự án khu đại học mà tôi vừa mới tiếp nhận, không phải là cái đuôi mục nát thì còn gì, đã vậy lại còn muốn tôi tìm nguồn đầu tư để làm sống lại dự án. Hiện tại tôi đã tìm được nhà đầu tư mới là tập đoàn Viễn Cảnh, vậy mà phó thị trưởng Đồ lại muốn cự tuyệt. Tôi cũng không rõ, nếu chẳng may đến lúc đó tôi vì dự án khu đại học cũng tìm được các nhà đầu tư mới, có phải phó thị trưởng Đồ cũng sẽ phản đối. Đồ Quân cười lạnh. Hai chuyện khác nhau, không thể nhập lại thành một. Hạ Tưởng đối chọi gay gắt. Vậy cô ngay từ đầu đã nói tôi phản đối hạng mục thí điểm mở rộng của Bộ Nông nghiệp là vì trưởng phòng Bạch, như thế nào mà cô không suy nghĩ cho tốt một chút rằng chuyện mâu thuẫn giữa tôi và trưởng phòng Bạch và đầu tư là hai chuyện khác nhau, không thể nói nhập thành một. Cái gì mà mình không muốn thì đừng có đổ cho người khác. Cậu! Đồ Quân bị nghẹn hỏng tại chỗ, nói không ra lời. Phó thị trưởng Hạ, cậu không nên quá cuồng vọng. Tôi sao lại kiêu ngạo và ngông cuồng? Đây chỉ là bàn công việc mà thôi, phó thị trưởng Đồ không cần phải sao động, lại càng không cần phải tự dưng công kích người khác. Hạ Tưởng chẳng những không có chút tức giận nào mà trên mặt lại luôn thể hiện vẻ tươi cười, bình tĩnh ứng đối với công kích của Đồ Quân. Tập đoàn Viễn Cảnh đầu tư về lĩnh vực nông nghiệp sinh thái chỉ là để xem thử môi trường đầu tư thế nào. Nếu như thành công thì tập đoàn Viễn Cảnh còn có ý định đầu tư tiếp vào dự án khu đại học. Một câu này lại như quả bom tấn bùng nổ làm ong ong lỗ tai của rất nhiều người, nhất là Ngả Thành Văn và Cổ Hướng Quốc. Cả hai người đều mở to con mắt nhìn về phía Hạ Tưởng, dường như không tin lời của Hạ Tưởng vừa nói ra. Dự án khu đại học đã hoang phế vài năm, vẫn là nỗi đau trong lòng của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố Lang. Nếu có nhà đầu tư mới vào, khiến khu đại học lại một lần nữa tỏa sáng sức sống thì có thể làm rạng rỡ, vinh dự thêm cho thành phố Lang không ít. Hạ Tưởng tung mồi này ra cũng có đủ lực hấp dẫn, khiến Ngả Thành Văn và Cổ Hướng Quốc cũng không tránh khỏi tình huống dao động ở trong lòng. Đầu tư dự án khu đại học không nằm trong đề tài thảo luận ngày hôm nay, xin phó thị trưởng Hạ không cần phải chuyển hướng đề tài như vậy. Đồ Quân xem như cũng thông minh, phanh lại đúng lúc, không nhảy vào cạm bẫy của Hạ Tưởng. Tôi nghĩ là nói ít thôi, tôi kiên định ủng hộ việc thí điểm mở rộng của Bộ Nông nghiệp. Hạ Tưởng cũng biết rằng việc dương thương múa kiếm cũng không giải quyết được vấn đề, với ích lợi trước mắt thì lực lượng của ngôn từ rất hữu hạn, cho dù có thể nói cho đối phương á khẩu không trả lời được, nhưng bởi vì đối phương có ích lợi bên trong thì chắc chắn đối phương cũng sẽ không nhượng bộ. Bây giờ là lúc nên biểu quyết, đợt giao phong vừa rồi những người theo sát Cổ Hướng Quốc thì gần như toàn bộ đều lên tiếng ủng hộ. Hạ Tưởng cũng đoàn kết được đám người thuộc lực lượng trung gian, trên cơ bản chưa phân ra được cao thấp. Lúc này lập trường của Ngả Thành Văn đã thực sự có tác dụng quyết định. Nói thật thì Ngả Thành Văn đối với việc mở rộng kỹ thuật biến đổi gen cũng có tâm lý rất mâu thuẫn. Y là bí thư thành ủy, trong người có chức trách nên vì toàn bộ nhân dân của thành phố Lang mà suy xét. Việc nguy hại của kỹ thuật biến đổi gen thì cũng không có kết luận. Nhưng với kỹ thuật biến đổi gen này thì ngay cả nước Mỹ là nước phát minh ra cũng không dùng để ăn, mà chủ yếu đem ra phát triển ở các quốc gia khác, điều này cũng đã nói lên vấn đề. Ai cũng không ngốc, nhưng có một số người biết rõ có vấn đề lại làm như không thấy, nguyên nhân nằm ở tận phía trong. Nói trắng ra, là có nhân tố lợi ích thật lớn ở trong đó. Ngả Thành Văn không muốn việc mở rộng này cũng không có cách nào khác, y chống không nổi áp lực của cấp trên, đành phải bất đắc dĩ ho khan một tiếng. Tổng hợp các tranh luận lại, từ góc độ lâu dài mà xem xét thì tôi thấy việc cho triển khai thí điểm mở rộng của Bộ Nông nghiệp cũng có lợi cho sự phát triển của thành phố Lang. Tôi có khuynh hướng nghiêng về phía đầu tư của Bộ Nông nghiệp. Ngả Thành Văn biểu lộ lập trường ủng hộ, trên cơ bản tương đương với việc đã định. Bởi vì lực lượng của mấy người Hạ Tưởng vẫn chưa đủ để chống lại sức mạnh của sự liên kết giữa bí thư và thị trường.
Trên mặt của Cổ Hướng Quốc lộ ra vẻ vui mừng, tuy rằng gã sớm biết Ngả Thành Văn nhất định sẽ ủng hộ, nhưng nghe được điều này từ chính mồm Ngả Thành Văn nói ra thì trong lòng cũng rất hưởng thụ. Có thể tận mắt nhìn thấy Hạ Tưởng thảm bại cũng là một việc nữa làm cho tâm trạng của y trở nên rất tốt. Tôi phản đối hạng mục của Bộ Nông nghiệp, ủng hộ đề nghị của Phó Thị trưởng Hạ. Lưu Nhất Lâm khi nói chuyện luôn tỏ ra sự ôn tồn, lời nói nhỏ nhẹ. Hôm nay đột nhiên đề cao âm lượng, giọng điệu kiên quyết ủng hộ Hạ Tưởng. Tôi cũng ủng hộ đề nghị của Phó Thị trưởng Hạ. Lữ Nhất Khả khôi phục lại thái độ nho nhã, vẻ mặt hòa khí nói. Tôi già rồi, tất nhiên cũng muốn có một tuổi già thật hạnh phúc. Tôi không muốn làm con chuột bạch để ăn lương thực biến đổi gen gì đó. Trương Anh Tịch với vẻ mặt nghiêm túc nói. Tôi đã xem và thấy rằng Bộ Nông nghiệp thí điểm việc mở rộng ra các loại cây bông, lúa mì và cây ngô. Nếu như chỉ là cây bông thì còn có thể thử xem, nhưng lúa mì là lương thực chính, không thích hợp với việc mở rộng biến đổi gen, tôi phản đối. Hạ Tưởng cũng biểu lộ lập trường. Thái độ của tôi không thay đổi, việc mở rộng kỹ thuật biến đổi gen là lấy sức khỏe, sinh mạng của nhân dân thành phố Lang để làm thí nghiệm. Tôi kiên trì phản đối. Tư lệnh viên quân sự Điền Tuệ Thư cũng là người có lập trường phản đối biến đổi gen, lời của ông ta rõ ràng và lưu loát. Phản đối việc biến đổi gen, ủng hộ đề nghị của Phó Thị trưởng Hạ. Làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy kinh ngạc chính là trưởng ban thư ký thành ủy Lý Hiểu Lượng cũng tỏ thái độ ủng hộ Hạ Tưởng. Lời đề nghị của Phó Thị trưởng Hạ rất có viễn cảnh, rất có ích lợi đối với thành phố Lang. Khuynh hướng của tôi là ủng hộ việc đầu tư của tập đoàn Viễn Cảnh và công ty Uy Phong.